Chương 716: Nguồn gốc sinh mệnh. Phòng tiệc vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người sôi nổi ngửa mặt mỉm cười nói chuyện với nhau, Nhã Tuệ nhanh chóng đi qua phía sau khách mời náo nhiệt, đi tới chiếc cổng vòm hoa hồng trống trơn bên dưới, lại lần nữa kiểm tra danh sách các loại rượu, cuối cùng xoay người nhìn về phía trợ lý, gật đầu. Trợ lý nhìn cô một cái, cũng liền gật đầu, lập tức cầm bộ đàm lên, nói: "Mời các trang trại rượu tham gia bữa tiệc thử rượu đẳng cấp thế giới lần này tiến vào." một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Chiếc đàn dương cầm thủy tinh hạ xuống ẩn mình trên sân khấu, lập tức có bảy giải lụa bằng nước mềm mại xuất hiện, nối tiếp là từng đợt từng đợt hoa lửa rơi xuống, tạo ra tiếng vang tư tư, không bao lâu sau, các khách mời lại lần nữa nhìn thấy trên sân khấu bay lên hơn 20 vũ công, mặc vũ phục màu trắng của mấy nghìn năm trước, hai tay làm động tác đong đưa, biểu diễn thánh kinh. Thế kỷ mới chương thứ 9 thuyền, Noe mang theo vô số chim muông thú vật, đi ra phía sau chiếc thuyền cứu nạn, bắt đầu canh tác, trồng một vườn nho. Âm nhạc cổ xưa chậm rãi ngân vang. Các khách mời ngạc nhiên ngẩng đầu, đi qua cây cầu hoa, nhìn vũ công trên sân khấu bên kia, bắt đầu múa động tác lúc mới bắt đầu hình thành con thuyền, lại quay người thay đổi bối cảnh sân khấu qua đây, làm động tác trồng trọt khai hoang, ngọn núi Aro tuyết trắng tinh, vô cùng ngạc nhiên. Vô số biên tập tạp chí, phóng viên, còn có đài truyền hình nhấc ống kính lên, ghi lại màn biểu diễn kinh điển này. Bỗng nhiên, phía trước một trận cuồng phong mưa như chút nước chợt truyền đến. Toàn bộ phòng tiệc, một tiếng sấm chấp ầm ầm vang lên, mọi người trong phòng tiệc đều bị chấn động. Phía trước sân khấu có dòng thác lũ ầm ầm chảy ra, trong nháy mắt toàn bộ thế giới biến thành biển nước. Cơn đại hồng thủy thế kỷ cuối cùng cũng đã ập đến, vô công lại lần nữa dùng một loạt động tác tay, làm thành hình chiếc thuyền cứu nạn, Noe lập tức kiếng đầu ngón chân, để một cây nho trên vai, làm tư thế muốn nhảy lên chiếc thuyền cứu nạn, lại tức giận dùng hết sức lực lôi kéo ôm lấy cây nho vẫn không hề nhúc nhích kia vẻ mặt hắn bộc lộ thống khổ thấy cơn đại hồng thủy đang kéo tới lại dùng toàn lực mà lôi kéo màn biểu diễn này có ý gì vậy trang ngải lâm tay cầm rượu đỏ đứng ở một bên ở bên cạnh bác dịch hỏi tại sao muốn dùng sức kéo như thế bác dịch cũng nhìn về phía vô công nói dây nho vì muốn tìm nguồn nước chuyển giao nguồn gốc sinh mệnh nên mạnh mẽ cắm dễ xuống dưới đất nó là thực vật phi thường mạnh mẽ, hơn nữa có một ý khác, biểu thị nguồn gốc rượu đỏ, vốn sâu xa như thế. Trang Ngải Lâm gật đầu. Audio điện tử võ tấn bền. Noe trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn dòng nước lũ đang đến gần, mặt hắn bộc lộ vẻ khiếp sợ nhưng vẫn lôi kéo dây nho, rốt cuộc vào thời khắc mấu chốt, dùng toàn lực kéo dây nho kia, nhanh chóng nhảy lên chiếc thuyền cứu nạn, hướng về phương xa giơ tay ra hiệu, ra khơi. Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Dây nho màu xanh kia chợt bay lên, thần rượu Bacchus, một người đàn ông phương Tây trẻ tuổi khôi ngô, đầu đội vòng hoa nho, tay quấn lấy dây nho, từ trên không trung chậm rãi xoay tròn rơi xuống. Một nữ vũ công phương Tây xinh đẹp, mặc váy lụa dài trắng như tuyết, nhẹ nhón chân đi đến, ngẩng đầu chắp hai tay, nghênh đón thần rượu vào lòng, thỉnh cầu hắn ban tặng một giọt rượu đỏ, thần rượu vẫn ở giữa không trung, tay vẫn quấn dây nho mà xoay tròn làm các động tác của thần rượu, cuối cùng nhanh chóng nhẹ vung tay lên. từ các ngón tay bắn ra, nữ vũ công xinh đẹp vui vẻ xoay tròn, xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, khoảnh khắc một trận tuyết trắng nhẹ nhàng lướt qua kéo chiếc váy dài bay đi. trong nháy mắt cô ấy lại có thể mặc váy dài màu đỏ, trong tiết tắc bay lên trên không trung cùng thần rượu quấn quyết cùng một chỗ, cùng nhau từ từ bay lên giữa cành cây, vui vẻ xoay tròn, cảm ơn hắn đã ban tặng dòng máu kéo dài sinh mệnh. wow chấm than ngoặc kép có một người đàn ông phương Tây đứng ở dưới sân khấu, vui vẻ vỗ tay cười rộ lên. Mọi người cũng vì ngụ ý tốt đẹp này liền vỗ tay cười rộ lên. Âm thanh vũ khúc nhẹ ngân vang, vũ công cũng theo đó xoay tròn rồi biến mất giữa sương mù, chiếc đàn dương cầm thủy tinh cùng với người biểu diễn từ từ hiện ra. Những ngón tay uyển chuyển lướt qua phím đàn gảy lên khúc nhạc lãng mạn mà khoan thai hoàng tử ai cập chủ đề, khúc Mary. Cửa lớn phòng tiệc trong nháy mắt mở ra, tiếng vỗ tay nhiệt liệt truyền đến, những ánh đèn màu rực rỡ lập tức biến thành màu tuyết trắng, đèn thủy tinh chợt tắt, giữa màn hình LCD chợt mở, bắt đầu trình chiếu lịch sử phát triển của các trang trại rượu, cùng các chủng loại rượu mới ra trên thế giới, tùy theo độ xuất sắc mà biến hóa rất nhanh. Nhân vật chính của bữa tiệc thử rượu chân chính hôm nay là nhân viên công tác tại các trang trại rượu đến từ khắp nơi trên thế giới, mỉm cười cầm rượu đỏ trong tay mình. Giữa tiếng vỗ tay đi thẳng vào hội trường, sau đó bước qua cây cầu có hoa hồng bao quanh, đi tới đặt rượu đỏ lên vị trí bảng hiệu đã được chỉ định dành cho trang trại rượu của mình. Các ký giả tạp chí, còn có nhân viên đài truyền hình không ngừng quay chụp, bởi vì có một vài trang trại rượu nổi tiếng như Lafite, Khang Đế, nhân viên làm việc tại các trang trại rượu này phần lớn đều là những chuyên gia trưng cất rượu, cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được. Bọn họ lập tức tiến lên, nhân viên công tác của các trang trại rượu, dối giết đem các chủng loại rượu hoàn toàn mới muốn trưng bày hôm nay đặt trên bàn ăn, bọn họ gấp gáp quay chụp các loại rượu. Nhân viên công tác của các trang trại khắp thế giới, từ trong từng đợt tiếng vỗ tay liên tục tiến vào chiếm gần hơn 500 mét vuông sảnh tiệc, đặt rượu đỏ xuống, để lại cái thẻ che giới thiệu vắn tắt trang trại và các loại rượu của trang trại mình, mỉm cười đồng ý quay chụp. Những nguyên lão trong giới rượu đỏ, lần này đến bữa tiệc thử rượu chỉ là người phụ trách, trước cổ áo có cài tấm thẻ dành cho chuyên gia thử rượu, trợ lý đi theo phía sau ghi chép lại, chuẩn bị chậm rãi tiến lên, đứng hàng thứ nhất trước ở bàn dài màu trắng. Bọn họ là những chuyên gia rượu nổi tiếng lấy lừng trên thế giới, chỉ cần nói một câu, quyết định sự sống chết của một chai rượu đỏ, cũng có thể làm cho chai rượu đỏ cải tử hoàn sinh. Vô số người siêu tầm rượu đỏ, hoặc là những thương nhân tất cả đều chăm chú nhìn vào rượu đỏ được bán ra tại bữa tiệc thử rượu lần này, mà triển khai chiến lược. Bất luận như thế nào cũng sẽ có một truyền kỳ mới về rượu đỏ, đang diễn ra ở đây. Tiếng vỗ tay từ từ yếu dần, người chủ trì bữa tiệc mặc Âu phục màu đen và cài nơ cùng màu, mỉm cười đi tới trước mặt mọi người, kích động dâng chào nói cảm ơn các vị đã tới bữa tiệc thử rượu đẳng cấp thế giới của khách sạn Á Châu chúng tôi. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Vị trí diễn thuyết đặc biệt lần này được đường khả hình cẩn thận sắp xếp, phiên dịch viên liền đứng ở một bên, hướng chuyên gia rượu đỏ, giải thích bằng tiếng chung, bọn họ liền gật đầu, cũng mỉm cười vỗ tay. Bữa tiệc thử rượu lần này do bộ rượu của Hoàn Cầu phụ trách tổ chức, hiện tại chúng tôi có mời người đã tận tâm tận lực vì bữa tiệc lần này, dốc hết tình cảm ôm ấp đối với rượu đỏ, xin mời Đường Khả Hinh tiểu thư bước lên sân khấu, hướng mọi người phát biểu vài lời. Người chủ trì mỉm cười vỗ tay, cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi hai người mặc Âu phục một trắng một đen, đứng trước lan can mã vàng phòng tiệc lầu 2, kích động cúi đầu nhìn xuống. Tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên cửa lớn phòng tiệc chợt mở ra, một luồng sáng chiều xuống, vô số biên tập tạp chí, phóng viên, người của đài truyền hình, dối rít đem ống kính chụp lại khoảnh khắc làm người ta kinh ngạc này. Đường khả hình mặc váy dài cúp ngực màu trắng, tóc đen xóa dài trên áo choàng, tóc mái gọn gàng, bên trái cài một đóa hoa hồng trắng, thể hiện một cô gái trí thức xinh đẹp mộng ảo, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, làm cho cô hoàn toàn gợi ra nét đẹp nữ tính cùng dịu dàng của phụ nữ phương đông, chỉ thấy cô ở giữa tiếng vỗ tay, mang giày cao gót, nhẹ kéo váy dài đi về phía trước, lúc chiếc váy dài theo nữ chủ nhân đi lên, phía sau váy như những áng mây bay bay. Xung quanh khách mời, nhân viên công tác của các trang trại rượu, liền kích động nhìn về phía cô, vì cô mà nhiệt liệt vỗ tay, cảm kích cô đã tận tâm tận lực hết sức lần này. Vitus ngồi ở vị trí quan trọng trong bữa tiệc thử rượu, nhìn học trò Mỹ lệ như vậy, ông cũng an ủi mà nở nụ cười vỗ tay. Lauren cũng gật đầu cười. Trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi thâm tình nhìn về phía cô gái xinh đẹp dưới sân khấu, cũng nâng bàn tay lên, khuôn mặt mỉm cười vì cô vỗ tay. Nhã tuệ đứng ở góc cuối, chứng kiến khoảnh khắc này, cô không hiểu sao lại rơi lệ, nhưng cũng mỉm cười cảm ơn, trong lòng nghẹn ngào nói, khả hinh, cảm ơn cô đã cực khổ đi tới ngày hôm nay vì chúng tôi như thế. Đường khả hinh ở giữa ánh mắt thán phục của mọi người, tại bữa tiệc thử rượu nở nụ cười đi qua các khách mời, cuối cùng đi tới giữa sân khấu, Toàn bộ khách quý đều yên lặng, cô có chút xúc động rưng rưng đứng trước microphone, nhìn về phía mọi người kích động dâng chào mỉm cười nói, hoan nghênh quý vị đã tham dự bữa tiệc thử rượu của khách sạn Á Châu, tôi là Đường Khả Hinh thư ký của Tổng Giám Đốc Trang tới từ Tập đoàn Hoàn Á, hiện tạm giữ vị trí trợ lý chủ quản bộ rượu. Tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên, Trang hạo nhiên đứng ở lầu hai nghe lời giới thiệu này, đôi mắt anh lập tức bộc lộ thâm tình, tràn đầy kiêu ngạo tự hào, ôn nhu nhìn cô. Đường khả hình mỉm cười chờ đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, mới thong thả mà dịu dàng nói, trên thế giới này, mỗi thứ đều có nguồn gốc của nó, có Noe, có chiếc thuyền cứu nạn, có trận đại hồng thủy, dường như chúng nó đều theo lịch sử mà từ từ biến mất nhưng chỉ có sinh mệnh luôn theo đuổi hạnh phúc, theo đuổi sức sống tốt đẹp, vĩnh viễn không thay đổi. Chúng ta cũng chứng kiến những ấp ôm hoài mong đáng kinh ngạc với rượu đỏ đã thấm thoát trải qua 7.000 năm lịch sử. Triết học gia của Hy Lạp cổ đại đã từng nói một câu, rượu nho có thể an ủi tình cảm cho mọi người, làm cho người ta quên đi phiền não, giúp chúng ta khôi phục sức sống, thậm chí nó có thể đốt cháy sinh mệnh. Đúng vậy, trên thế giới này có rất nhiều thay đổi, phương pháp mới, đều đến từ ngòi lửa trong sinh mệnh không ngừng nỗ lực. Chúng ta nắm giữ vận mệnh trong tay, hồi tưởng lại những thứ ấy vì sự nghiệp rượu đỏ mà vất vả cực nhọc đổ mồ hôi thậm chí trả giá trên chính bản thân mình, không sợ phong ba bão táp, năm này qua năm khác, ngày qua ngày kiên trì không ngừng trồng người, Hồi tưởng lại trên thế giới này mỗi bậc thầy trưng cất rượu đều chịu đựng cô đơn lạnh lẽo, bọn họ mỗi người đều dốc hết toàn lực vận dụng tinh hoa trí tuệ của mình, cống hiến hết vào một bình rượu đỏ mang mùi hương truyền kỳ. Nhưng lại quyền thưởng thức rượu đỏ cho người đời sau, bọn họ lại lui về một góc an tĩnh nhất trong thế giới, lại bắt đầu hành trình mới. Tất cả mọi người có phải nên cảm ơn rượu đỏ trong tay chúng ta hay không? Xin mọi người vì khu rượu đỏ cũ và mới, vì những thứ ấy lại lần nữa cống hiến rượu đỏ cho mỗi người. Vì bọn họ vất vả cần cù đổ mồ hôi, tinh hoa trí tuệ mà cho họ một chàng vỗ tay nhiệt liệt nhất được không ạ? À? Một chàng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Nhân viên công tác của các trang trại khắp thế giới, nghe thấy bài diễn thuyết xuất sắc này, cũng liền mỉm cười gật đầu cùng nhau vỗ tay. Đường khả hình biểu tình kích động nhớ lại lời bác dịch, cô lại sôi nổi nói tôi hy vọng sự nghiệp rượu đỏ có thể mạnh mẽ hướng tới phía trước mà phát triển, lại khát vọng các vị góp một chút nước vào sinh mệnh khiến cho mỗi cây nho trong vườn nho cùng trời đất ra sức tạo nên kiệt tác, mở ra sinh mệnh mạnh mẽ cho chúng nó, để những thứ đỏ đỏ xanh xanh hoa dại nhỏ trong trang trại nho, cùng với các loại hương thơm nhẹ nhàng mà đến. Biết cách tôn trọng sinh mệnh, tôn trọng thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Bác dịch nghe thấy lời nói này, liền cảm động cười. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, tất cả mọi người đều hiểu mà thoải mái cười, bởi vì ở Pháp vốn rất nghiêm khắc trong quy định trồng nho, cũng không dùng phương pháp tưới nước nhân tạo mà trực tiếp dùng nước mưa do thiên nhiên ban tặng. Đây mới thực sự là rượu nho đến từ thiên nhiên. Trong tương lai, tập đoàn Hoàn Cầu nhất định sẽ vì sự nghiệp rượu đỏ dốc hết toàn lực phát triển. Hy vọng rượu đỏ như là máu của thượng đế, có thể làm cho chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng đi đến những vườn nho Myanmar trong ước vọng. Cuối cùng, cảm ơn nhân viên công tác đã vất vả nỗ lực vì bữa tiệc thử rượu lần này. Cảm ơn mọi người. chấm than ngoặc kép Đường khả hình kích động thở một hơi, lùi về phía sau một bước, nhẹ đặt tay trước ngực, khom người mỉm cười chào hỏi. Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên như sấm. Trang hạo nhiên đứng trên lầu 2, đôi mắt nhìn về phía đường khả hình Mỹ lệ thuần khiết đang tươi cười ngọt ngào hướng mọi người cảm ơn, trái tim anh nhất thời kích động chào dâng, cũng hơi chấn động tự hào mà nở nụ cười. chương 717, Linh hồn vô tội. Người chủ trì chờ sau khi đường khả hình phát biểu những lời chúc mừng tốt đẹp xong, lại mời hai vị tổng giám đốc tập đoàn tự mình thực hiện nghi thức thắp đèn cuối cùng của ba ngày tiệc thử rượu. Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm rền. Đường khả hình nâng đuôi váy dài, chậm rãi men theo ánh đèn của hội trường, đi xuống phía dưới sân khấu, ngọt ngào tươi cười, vỗ tay. Toàn bộ hội trường, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng hệt như đến từ thiên đường, từ trên không trung chiếu xuống, rơi vào phòng tiệc tầng 2, tất cả khách mời trong khoảnh khắc xoay người nhìn lên tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên, hai người hai vẻ kiêu ngạo có một không hai, mặc âu phục một đen một trắng chậm rãi dọc theo thảm đỏ, tay vịn vào rào chắn mạ vàng, từng bước một đi xuống lầu, phong độ thân sĩ, cao lớn nghiêm nghị đi về giữa sân khấu. Người nhà họ tưởng và họ trang, ngồi ghế dành cho khách quý, nhìn con trai họ đang mỉm cười đi về phía trước, bọn họ cũng không khỏi tự hào và vui vẻ. Đường khả hình đứng một bên, liếc mắt nhìn trang hạo nhiên, Trang Hạo Nhiên vẫn luôn nhiệt tình đẹp trai tươi cười như vậy, từ cầu thang bên trái đi về phía trước, Tưởng Thiên Lỗi với thói quen vẫn bình thản, tao nhã như vậy mang theo chút tươi cười, từ cầu thang bên phải đi về phía trước, hai người trước sự. Chờ mong của mọi người, bước lên sân khấu đi tới trước quả cầu bằng thủy tinh, cùng nhìn vào bên trong quả cầu thủy tinh biểu tượng của hoàn cầu, ánh sáng trùng điệp lấp lánh như ẩn như hiện lóe lên, dường như những tia sáng rực rỡ muốn đua nhau lan tỏa, trong nháy mắt giữa hội trường tĩnh lặng, hai người đồng thời vươn tay, nhẹ đặt trước quả cầu thủy tinh. Từ quả cầu thủy tinh biểu tượng của hoàn cầu, lập tức một luồng ánh sáng mãnh liệt, trong quả cầu chiếu ra, toàn bộ hội trường, sáng lên ánh sáng trắng của rượu, kỹ sư vừa ra chỉ thị, sừng sững giữa trung tâm 12 cổng vòng hoa hồng từ những hướng khác nhau, dần dần hội tụ về hướng sân khấu, những loại rượu được nhân viên trang trại rượu đặt trong bữa tiệc, trong khoảnh khắc hiện ra trong tầm mắt của những vị khách quý, hiệu ứng trên sân khấu tự nhiên qua đi, Hiện trường tiệc thử rượu chuyên nghiệp bỗng nhiên xuất hiện. Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi cũng đứng trên sân khấu, mỉm cười vỗ tay chào hỏi. Đường Khả Hinh đứng dưới sân khấu, nhìn giây phút lịch sử mà mình mong chờ này, cuối cùng những nỗ lực của mình cũng đã được đáp lại bằng nghi thức thắp đèn, trong lòng cô xúc động mạnh mẽ, thầm cảm ơn mỉm cười vỗ tay. Sau nghi thức thắp đèn, tiệc thử rượu chính thức bắt đầu. Nhã Tuệ nhanh chóng đứng dưới khách mời cầm bộ đàm lên, ra lệnh, nhân viên làm việc bộ rượu, lập tức tiến vào hội trường. Nhân viên làm việc bộ rượu đứng thành 20 người một hàng, nhộn nhịp bước vào phòng tiệc, đi thẳng tới trước rượu đỏ của các trang trại rượu đang trưng bày, nhất trí theo yêu cầu của trang trại rượu, nhóm đầu tiên muốn trưng rượu, vốn là dịch rượu trong suốt được đựng trong chai, bị mở ra, trong đó có cả rượu trắng từ trang trại rượu của bác dịch, chỉ thấy anh đeo thẻ dành cho chuyên gia thử rượu trước vạt áo, hơi nghiêng đầu, nhìn nhân viên đang mở rượu của mình có chút khẩn trương. Các vị chuyên gia thử rượu cũng lần lượt tiến vào hội trường. Nhân viên làm việc chuẩn bị trưng ra 12 ly rượu trắng, nâng lên đưa đến trước mặt Lauren cùng các vị nguyên lão trong giới rượu đỏ, theo thứ tự đặt xuống, lại tôn kính không người rời khỏi. Đầu tiên các vị nguyên lão nâng ly rượu lên, vẻ mặt bộc lộ nét ngưng đọc, giơ ly rượu lên giữa không trung, đặt nghiêng đối diện với ánh sáng trắng, quan sát màu sắc dịch rượu, sau đó, lại nhẹ lắc ly rượu, để cho dịch rượu cùng với khí oxy trong không trung hòa hợp với nhau, lại cùng đưa xuống trước mũi, ngửi một chút, mới nâng lên, uống một ngụm, để cho dịch rượu nhanh chóng hòa quyện xúc rửa trong khoang miệng. 12 nhân viên phụ trách bưng chén rượu, nhanh chóng nâng chén rượu màu bạc, chậm rãi đi tới bên cạnh 12 vị nguyên lão, tôn kính đặt xuống. 12 nguyên lão sau khi đã nếm thử mùi vị của rượu, hơi nghiêng người, vô cùng chuyên nghiệp dùng phong thái đẹp đẽ phun dịch rượu từ trong miệng ra, bên trong chén bạc lập tức truyền đến một loạt âm thanh, len keng, trong trèo, không ngừng vọng lại, bọn họ chờ đợi các vị nguyên lão phun rượu xong, liền lập tức nâng chén rượu lên, 12 nhân viên bộ phận rượu khác, lại bưng rượu mới lên, đặt trước mặt mọi người. Phía bên này cũng tự động tiến hành, các vị chuyên gia thử rượu trong tiệc thử rượu, cũng tự do hoạt động, đứng trước chỗ trưng bày rượu đỏ, trực tiếp. Nâng rượu lên quan sát màu sắc, lại cúi đầu ngửi mùi vị, ngửa mặt nâng ly uống một ngụm rượu đỏ nhân viên lập tức nâng chén rượu tiến lên, chờ đợi. Các vị chuyên gia thử rượu sau khi đã cảm nhận được mùi vị rượu, liền nghiêng mặt nhẹ nhàng phun rượu ra. Trong lúc này, đường khả hình cũng mỉm cười cùng với một số chuyên gia thử rượu mà mình quen biết, nếm thử rượu đỏ của trang trại rượu mà mình yêu thích, vừa nghe ý kiến, vừa mỉm cười nâng ly rượu đỏ, để dưới ánh sáng trắng của ngọn đèn, quan sát màu sắc rượu, lại nhẹ nhàng lắc lư vài cái, trực tiếp ngửi, đôi mắt lưu truyền, mới uống một ngụm rượu trắng, trong đầu lại vang lên câu nói của cặp song sinh, "Chúng ta đã thông báo cho cậu chủ, cậu ấy lập tức sẽ tới, cô phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể uống rượu." Bởi vì nó sẽ gia tăng tốc độ tuần hoàn máu. Cô lặng im nhớ lại những lời nói này, nhẹ cúi đầu, hướng về nhân viên phục vụ lấy một chén đựng rượu, phun rượu trong miệng ra. Loại rượu cherry này, William, chuyên gia thử rượu nổi tiếng của Pháp, mỉm cười nói, mang theo một chút hương vị ly kỳ của táo tôi còn tưởng rằng sau khi trưng cất rượu xong, lúc ngửi, hết sức nồng đậm, nhưng lúc uống vào, lại vô cùng nhu hòa làm cho người ta say mê. Tôi vốn dĩ vẫn đang cảm thấy khó hiểu, làm thế nào mà lúc mới nếm thử, lại có thể sắp xếp thứ rượu nồng đậm ấy sau rượu trắng. Thế nhưng lúc nếm, mới hiểu được, loại rượu này chính là có tác dụng muốn lôi kéo người ta dấn thân vào, thậm chí nhu hòa làm cho người ta muốn chân thành chờ mong dịch rượu trước cùng với nó hòa hợp lại. Suốt cuộc là ai đã sắp xếp theo thứ tự này? tôi thực sự kinh ngạc. Đường Khả Hinh nghe những lời này, chỉ cười nhẹ, nâng ly rượu cùng ông Cụng Ly, mặc dù không phải hạng nhất, nhưng vẫn là rượu gặp chi kỹ. Tiệc thử rượu vẫn tiến hành một cách vui vẻ, các chuyên gia thử rượu cùng các vị khách quý sôi nổi nở nụ cười tham gia tiệc rượu tuyệt vời và lãng mạn này, đều hết sức hứng thú, thậm chí cảm giác được bản thân mình đang chìm đắm trong những câu chuyện về thế giới rượu đỏ, khắp nơi đều ngập tràn không khí huyền thoại. Nhã tuệ ra ra vào vào, Bận rộn đến mức mồ hôi đầm đìa, lúc căn dặn cấp dưới chuẩn bị đợt điểm tâm thứ hai, lúc lại lo lắng tốc độ thay đổi chén rượu của nhân viên làm việc không được nhanh chóng, cô mới đi về phía trước không bao lâu, phát hiện hoa hồng, vì mùi rượu ngập tràn khắp nơi, nên có chút bị héo đi, cô lập tức cầm bộ đàm lên, căn dặn nhân viên bộ phận trang trí, thay đổi hoa hồng xâm panh sân khấu số 2. Hoa hồng xâm panh đã dùng hết rồi, đồng nghiệp bộ phận trang trí đột nhiên có chút thất thần nói bên trong tiệc rượu không thấy ai nói gì vẫn muốn đổi hoa hồng sao nhã tuệ vừa nghe lập tức có chút sốt ruột nói sao lại không muốn đổi tôi rõ ràng đã nói qua trong quá trình tiệc thử rượu cánh hoa sẽ bị ảnh hưởng bởi mùi rượu sẽ xảy ra tình trạng héo tàn mà đồng nghiệp lập tức gấp gáp không nói nên lời thôi cho qua đi nhã tuệ cũng nghe ra giọng điệu của mình có chút không đúng chỉ đành thôi căn dặn trợ lý phía sau Bất đắc dĩ suốt ruột nói, đem hoa bỏ đi. Chấp nhận rằng không có, cũng không thể để tình trạng hoa tàn héo xuất hiện. Khách sạn tuyệt đối không cho phép. Vâng, đồng nghiệp nhộn nhịp chuyển đi một số những bông hồng đã héo úa. Nhã tuệ lại nhanh chóng đi về phía trước, thu xếp những chuyện khác. Tại phòng VIP, có một bóng dáng dịu dàng, mặc chiếc váy dài hở lưng màu rượu đỏ, bím tóc thắt kiểu Hàn Quốc, rũ xuống bên ngực trái, trên đầu cái chiếc châm dương chi bạch ngọc vô giá càng làm cho cô xinh đẹp và mê hoặc lòng người giống như một viên ngọc trơn nhẵn lấp lánh có thể làm dịu đi phần nào tâm hồn cô đơn tĩnh mịch của cô tay cô cầm túi sách ngọc trai đón gió biển lãng mạn nét mặt bộc lộ vẻ hồn nhiên như một cô bé thuần khiết nghiêng mặt nhìn chiếc tàu biển chở khách phía bờ biển bên kia đôi mắt long lanh khẽ chấp khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành cứ như vậy hiện ra một cách hoàn mỹ tiếng gõ cửa vang lên cô đứng một bên im lặng không lên tiếng mặc kệ gió biển thổi lướt qua chiếc váy dài xinh đẹp của mình phía sau là bụi cây hoa hồng được bài trí trước chiếc bàn thủy tinh nhã nhận trầm tĩnh đến vậy tiếng gõ cửa lại vang lên cô mới nghiêng mặt đáp nhẹ vào đi tần tiểu thư tiệc thử rượu đã bắt đầu nhân viên khách sạn theo thói quen đẩy cửa ra đi tới nhắc nhở cô như mà chậm rãi quay đầu khuôn mặt bộc lộ vài phần dịu dàng tươi cười nói tôi biết cảm ơn các anh đúng rồi Giúp tôi chuẩn bị một bó hoa hồng sâm panh, tôi muốn tự mình đưa đến chúc mừng Đường tiểu thư tổ chức tiệc thử rượu thành công. Hoa hồng sâm panh đã được các đồng nghiệp bên bộ phận trang trí đặt trước rồi, chúng tôi vừa mới chuẩn bị cho các vị khách hết rồi, hiện tại hoa hồng đang được nhanh chóng đưa qua đây, nhưng cần thêm một chút thời gian. Thực sự rất xin lỗi, nhân viên khách sạn xin lỗi nói. Như Mạt vừa nghe, đôi mắt lưu chuyển, liền nói tôi biết. Anh ra ngoài đi, tôi sẽ ra sau. Vâng nhân viên khách sạn lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Như mặt xoay người, sắc mặt trầm tính lại ngắm nhìn biển rộng, chiếc tàu chở khách rời bến sắp sửa đi xa, đôi mắt mơ mộng của cô nhẹ chớp, sắc mặt yếu ớt, dường như vô tội nói, đường khả hinh. Trên thế giới này, có ai từng nhắc nhở cô, cả đời này cũng đừng nên tiếp xúc với hoa hồng hay không? Bởi vì lúc đó thiên lỗi trước mặt toàn bộ mọi người, dùng loại hoa đó theo đuổi tôi. Đó là hoa dành riêng cho như mà tôi. Cô muốn như vậy sao? Được, nếu cô muốn, một lát nữa tôi sai người tặng cho cô một bó hoa. À, không, tôi không thể tặng cho cô. Tặng cho cô? Cô chết đi, còn gì thú vị nữa chứ? Loại người như cô, tôi muốn cô phải sống không bằng chết. À, hoa hồng sâm panh kia sẽ được cửa hàng hoa giao đến, cùng đưa vào tiệc thử rượu. Khi đó, chỉ cần nếm thử một chút thôi sẽ có người ngã xuống, cô sẽ thân bại danh liệt, không chỉ mình cô thân bại danh liệt còn có thể có rất nhiều người chết cùng với cô. Cô nói xong, khuôn mặt đột nhiên run run, đôi mắt u ám thoáng qua vài tia căm hận mất hết nhân tính, lại mau chóng biến mất, cười run run như vậy, kích động như vậy, thâm độc như vậy. Cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi, ngửa mặt lên bầu trời như muốn nói với những linh hồn vô tội, tôi chính là muốn cô phải chết. Chương 718 Tiểu Nhu. Một chiếc Land Rover màu đen thắng gấp trước đại sảnh khách sạn. Tô Thủy Kỳ nhanh chóng vọt ra khỏi xe, phịch một tiếng cửa đóng lại, tay cầm hộp thuốc màu đen, chạy thật nhanh về phía phòng tiệc lầu 2, bước qua cửa đại sảnh náo nhiệt, lại theo phương hướng mà Tiểu Vi và Tiểu Hà đã nói trước, nhanh chóng tiến vào phía sau phòng nhân viên nghỉ ngơi, anh mạnh mẽ đẩy cửa chính phòng nhân viên ra, nhìn thấy có vài nhân viên đang ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, khó hiểu nhìn về phía mình. Anh nặng nề thở dốc, mồ hôi đầm đìa quay đầu, nhìn thấy bên trái có một căn phòng nhỏ cửa màu đỏ, anh lập tức nóng mắt lao về phía trước, phịch một tiếng mở cửa sông vào. Đường khả hình sắc mặt tái nhợt, mặc chiếc váy dài trắng xinh đẹp, nằm trên ghế dựa, thoi thóp yếu ớt nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, ánh mắt mờ mịt thảm thiết, nhưng vẫn điềm đạm đáng yêu như vậy. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà ngồi bên cạnh cô, nhanh chóng ngẩng đầu. Tim Tô Thủy Kỳ trùng xuống, đôi mắt bộc lộ sự đau đớn, gấp gáp thở hổn hển, chạy như bay đến ngồi xuống trước mặt cô, lập tức cầm cổ tay cô, vừa nghe mạch cho cô, vừa nghẹn ngào nhìn cô khiển trách, rốt cuộc em làm gì vậy? Em có biết em bây giờ nguy hiểm đến mức nào không? Em kiên trì ở lại là vì cái gì? Em mau nói đi. Đường khả hình quay mặt lại trên ghế dựa, buồn bã bất đắc dĩ, đôi mắt đấm lệ nhìn Tô Thủy Kỳ, hơi thở mỏng manh như tơ, lại dịu dàng như vậy khiến cho tim người ta không khỏi đau xót, nói anh không nên tức giận. Anh có thể không tức giận sao? Tô Thủy Kỳ lại tức giận nhìn về phía đường khả hình, kêu to, em biết anh là bác sĩ. Mỗi ngày trong bệnh viện anh nhìn thấy biết bao người muốn sống, lại không được sống. Em biết tính mạng quý giá biết bao nhiêu không? Em lại có thể đem chính bản thân mình ra khổ sở chống chọi, lại còn tự mình cho như vậy là đúng sao? Đường khả hình trong lòng đau xót, hai mắt bỗng nhiên đỏ bừng, nước mắt từ khóe mắt lan dài. Tô Thủy Kỳ vừa sốt ruột nghe mạch, vừa ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Tiểu Vi cùng Tiểu Hà, lần đầu tiên tức giận đến mức trách mắng thật vô dụng các cô làm cho cô ấy trúng độc, cũng đã là sai lầm của các cô. Bảo vệ nguyên thủ quốc gia, cũng lơ là như vậy sao? Mà khi tình hình như vậy, đã căn dặn lập tức mang cô ấy đi, vậy mà lại để cô ấy ở lại. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi muốn các cô chết theo. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà một tiếng cũng không dám nói, chỉ lẳng lặng, lặng cúi đầu. Tô Thủy Kỳ, đường khả hình vẫn sắc mặt tái nhợt, vội vàng lo lắng vươn tay, nhẹ nắm cổ tay anh, Ngẹn ngào nói, anh không nên trách mắng các cô ấy, đều là lỗi của em. Là lỗi của em? Đương nhiên em cũng có lỗi. Trong nháy mắt, Tô Thủy Kỳ gạt tay cô đi, đau lòng nói, em có biết ngày mà tim em suýt chút nữa bị lấy đi, anh phẫu thuật cho em, suýt chút nữa thì em đã chết rồi không? Nếu như không phải Tổng Giám Đốc Trang Liều chết truyền máu cho em, em không thể sống được tới ngày hôm nay. Lúc đó em suýt nữa chết, anh ấy vì truyền máu cho em, suýt chút nữa cũng chết theo lúc anh phẫu thuật cho em nhìn thấy bên trong máu chảy rầm rề nhưng tim vẫn còn đang đập em có biết anh trong giờ phút đó có bao nhiêu cảm kích với thượng đế không trên thế giới này nếu như mất đi mạng sống thì cái gì cũng sẽ không còn mỗi ngày lục phủ ngũ tạng phải hoạt động vất vả bao nhiêu mới có thể đổi lấy tính mạng của em trong một ngày em lúc này có thể thở có thể nói chuyện có thể cảm nhận được đều dừa vào từng bộ phận trong cơ thể em em như vậy không phải làm thất vọng chính bản thân em sao? Đường khả hình đau lòng rơi lệ, khổ sở nhìn anh. Nguồn tsicsdoctiuyen.com Em thật là làm cho anh quá thất vọng. Tô Thủy Kỳ bực tức nhìn cô một cái, lại cầm tay bắt mạch cho cô. Đường khả hình nằm nghiêng trên giường, biết rõ mình đang gặp nguy hiểm, giờ phút này lại có thể bình tĩnh đến vậy, yếu ớt nhìn khuôn mặt giận dữ của anh, mỏng manh như tơ, nói, đột nhiên em hiểu rằng, có một phần cuộc sống, vốn dĩ có thể không thuộc về mình. Đôi mắt Tô Thủy Kỳ lóe lên, không để ý đến cô, tiếp tục bắt mạch. Hai mắt đường khả hình đẫm lệ, nhìn anh chậm rãi nói, cha em thường nói, người đầu bếp, chính là hy sinh bản thân mình, cống hiến những vất vả cần cù mồ hôi và trí tuệ của mình cho cuộc đời. Em trước giờ vẫn không hiểu được những lời này, nhưng tới hôm nay, cuối cùng em mới hiểu được, em đã trả giá trong quá khứ, nhỏ bé và mong manh đến vậy em muốn hoàn thành tiệc thử rượu, chẳng qua là cảm thấy, đây chỉ là một chỗ trúng nhỏ trên con đường đi của mình, em bước qua là được. Nhưng khi em giành được nhiều tiếng vỗ tay cùng sự khen ngợi của mọi người như vậy, em chợt bừng tỉnh, vốn dĩ. Mỗi một ngày, chúng ta đều phải hy sinh, cống hiến cuộc sống của mình. Sắc mặt Tô Thủy Kỳ hơi dịu lại, ngẩng đầu dịu dàng nhìn cô gái nhỏ này. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ, nước mắt lăn dài, Ngẹn ngào nói, đây vốn là sự kiện có bao nhiêu long trọng và ý nghĩa. Đồ ngốc, Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ nhìn cô. Hôm nay em dành được nhiều tiếng vỗ tay như vậy, em thực sự cảm động muốn nói một câu, đó là cuối cùng em có thể hướng về phía cha mình mà buông lỏng rồi. Đường Khả Hinh rơi lệ xúc động nói, qua nhiều năm như vậy, em từ vài tuổi lớn dần, cắn răng kiên trì mà vượt qua giữa khó khăn và đau khổ này, chỉ có bản thân em mới hiểu được mùi vị của nó. Em chưa bao giờ dám nghĩ về cha em mà buông lỏng cuộc sống một phút giây nào, bởi vì chỉ cần thở một cái đều có thể bị thương. Giờ phút này em có biết bao mong chờ, cha em đã cho em kiêu ngạo cùng tự hào. Đây chính là món quà mà con gái như em có thể cho ông ấy thể hiện sự hiếu thuận lớn nhất. Em thật sự có chút luyến tiếc tiếng vỗ tay kia, bởi vì cuộc sống của em cho tới bây giờ cũng chỉ có sự khinh bỉ, coi thường và tổn thương mà thôi. Cô nói xong, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại nước mắt lăn xuống mới nghẹn ngào nói cảm ơn tình yêu của trang hạo nhiên để cho em giữ lại để cho em hiểu được ý nghĩa trong đó cũng cho em năng lực để làm chuyện kiêu ngạo cùng tự hào như vậy vì anh ấy anh ấy cùng với cha em chính là cuộc sống của em cùng mang cho em lý tưởng của cả hai người em nguyện ý cống hiến một phút giây trong cuộc sống của em để họ được hạnh phúc em muốn giữ lại em muốn giữ lại tô thủy kỳ giúp em tô thủy kỳ bất đắc dĩ nhìn cô hơi thở nặng nề nhưng vẫn nhanh chóng căn dặn, lập tức đi tìm chủ vườn nho bác dịch người có tham dự tiệc thử rượu lần này đến đây. Đường khả hình nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, nước mắt lại rơi, nghẹn ngào hỏi tìm anh ấy làm gì. Tô Thủy Kỳ nhìn cô, tức giận nhanh chóng nói, anh ấy không chỉ là chủ vườn nho, mà còn là bậc thầy về đông y của anh. Mẹ anh ấy cũng là bậc thầy đông y nổi danh trên toàn thế giới. Ở phương diện trị liệu nọc độc côn trùng, anh ấy càng am hiểu anh từng nghe nói bác dịch được mẹ mình truyền dạy. Anh vừa bắt mạch cho em, cũng nghe lại tình hình Tiểu Vi và Tiểu Hà báo lại, em rất có khả năng bị chúng nọc độc ong. Nhưng vì độc tính phát tác chậm, có thể phát bệnh trong vô thức, chuyện này, có người ra tay quá độc ác rồi. Anh nói xong, quay mặt nhìn về một điểm nào đó phía trước, đôi mắt ngưng động lại, vẻ mặt ẩn chứa sự tức giận. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà cũng không dám chậm chế nữa, lập tức xoay người đi ra ngoài. Tiểu Nhu thoáng cái đứng trước cửa, làm các cô giật mình phòng tiệc bác dịch đang thử rượu lại nhìn thấy trang ngải lâm đang cùng một vị khách nước ngoài nào đó mặt kề sát mặt sau đó tay người đàn ông kia đặt dưới lưng trang ngải lâm nhẹ nhàng ma sát mắt anh nhíu lại phía sau bị ai đó đụng vào anh lập tức không vui xoay người nhìn về phía người kia hỏi ai tiểu vi cất bước tiến lên ở bên tai anh nhỏ giọng thì thầm một câu gì đó sắc mặt anh nóng lên đặt ly rượu xuống lập tức bước nhanh đi về phía trước. Bọn họ vừa mới đi ra khỏi phòng tiệc, lại thấy một giỏ hoa hồng đã được chuẩn bị sẵn, đang được nhân viên nâng lên, hoa hồng sâm panh trắng kia rất xinh đẹp, thực sự xinh đẹp. Tránh ra một chút, tránh ra một chút, 10 nhân viên làm việc tay nâng 10 giỏ hoa hồng, bước nhanh lên cầu thang, theo dặn dò của nhã tuệ, đi đến trước bàn của các vị nguyên lão, theo thứ tự đặt xuống. Trong phòng, Tuyết Nhi mặc váy ngắn cúp ngực mềm mại, mái tóc xoăn dài, đang ngồi cạnh mẹ mình chơi đùa với gấu Bảo Bảo, đúng lúc này, đôi mắt khẽ ngước lên, nhìn thấy đoàn người mạnh mẽ tiến vào phòng tiệc, có người nhân viên, tay bưng hoa hồng xâm panh, đang cùng nhân viên làm việc bên ngoài sảnh tiệc qua lại, cô chớp mắt, đột nhiên tinh thần chấn động, cả người lập tức ôm lấy gấu Bảo Bảo, chạy như bay ra. Đúng đúng đúng, cửa hàng hoa lệ Giang chịu trách nhiệm đưa hoa tới, được. Chủ cửa hàng nhận lấy giấy tờ từ nhân viên làm việc, ký tên liền dặn dò nhân viên phía sau, đem lãng hoa đưa vào trong đi. Được, mọi người vừa nghe, lập tức nhấc lãng hoa, vừa muốn tiến vào. Tuyết Nhi dường như rất tức giận đem nhân viên kia lập tức đẩy ra bên ngoài, thậm chí đập vào những đóa hồng trong tay hắn. Trời ơi, cô, có chuyện gì sao? Chủ cửa hàng hoa kinh ngạc nhìn tưởng Tuyết Nhi sợ hãi kêu lên. Tưởng Tuyết Nhi không để ý đến lời anh ta, chỉ cắn răng ôm chặt gấu bảo bảo, liều mạng đập hết những đóa hoa trong lãng hoa của nhân viên, kêu to tôi không thích hoa này. Tôi không thích thứ hoa này, toàn bộ mang đi hết cho tôi, một cây cũng không được để lại đây, tôi không thích thứ hoa này. Này này này, mọi người khẩn trương ôm lấy lãng hoa tránh né cô, thế nhưng tưởng tuyết nhi lại cắn chặt răng, điên cuồng tiến lên, cầm gấu bảo bảo của mình, lại phẫn nộ đập thật mạnh, vừa đập vừa lên tiếng kêu to, anh. Anh ơi, mau ra đây, có người bắt nạt em anh trai, mau ra đây, em gái nhỏ sắp bị thương. a à, cô vẫn lên tiếng kêu to đến cùng. Mọi người trong phòng tiệc đều khó hiểu về hành động rối loạn này. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên hai người vượt lên trước, nhìn ra cửa phòng tiệc, cư nhiên nhìn thấy tưởng tuyết nhi đang nổi điên dùng gấu bảo bảo đạp những lãng hoa hồng kia. Bọn họ lập tức hoảng sợ đi tới, kỳ quái hỏi chuyện gì xảy ra vậy. Tưởng tuyết nhi lập tức xoay người, nhìn thấy trang hạo nhiên, hoa hoa khóc, thoáng cái lao vào lồng ngực anh, ấm ý kêu to, em không thích hoa hồng kia. Em không muốn, em muốn bọn họ mang ra hết toàn bộ. Tưởng thiên lỗi liếc mắt nhìn thấy em gái như vậy, liền cũng nhìn về phía bọn họ tức giận hỏi chuyện gì xảy ra. Sao lại làm tiểu thư không vui như vậy? Trang hạo nhiên cũng khó hiểu ôm lấy tưởng tuyết nhi, nhíu mày nói, vừa rồi còn rất tốt, sao lại chỉ vì vài bó hoa hồng lại khóc lên như vậy? Em không thích, em chính là không thích, chấm than ngoặc kép, Tưởng Tuyết Nhi tiếp tục kêu to ẩm ý. Lập tức đem hoa bỏ đi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy em gái như vậy, tức khắc căn dặn. Vậy, còn năm lãng hoa kia thì sao? Có một nhân viên tò mò hỏi. Ném đi, chấm than ngoặc kép, Tưởng Tuyết Nhi lại thét chói tai. Lập tức đem hoa bỏ hết đi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức theo ý em gái, căn dặn bọn họ. chương 719, Linh Châu Thảo. Bác dịch nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ ngơi, lập tức mở cửa ra đã thấy gương mặt tiều tụy của đường khả hình nằm trên ghế dựa. Tô Thụy Kỳ đang lấy máu để tiến hành kiểm tra xét nghiệm tạm thời. Anh lập tức đi qua, khẩn trương hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Tô Thụy Kỳ quay đầu nhìn bác dịch, nhanh chóng nói qua kiểm tra sơ bộ thì cô ấy hình như bị trúng độc ong. Bác dịch lập tức nhíu mày, tiến lên, đầu tiên là bắt mạch cho cô, lại hỏi cô từng bị thương ở nơi nào. Đường khả hĩnh nằm trên ghế dựa nhìn về phía bác dịch, hơi thở yếu ớt như tơ, thở hổn hển một hơi, đôi mắt lưu chuyển, nhớ tới chuyện ngón tay cái bị thương, liền chậm rãi nhấc ngón tay ngọc ngà, yếu ớt nói, ngón cái. Từng bị hoa hồng đâm vào, đã sưng đỏ một thời gian roi. Bác dịch vừa bắt mạch, vừa cầm tay cô nhìn thấy vết thương trên ngón tay cái chỉ còn lại một chút vết nhỏ như vết kim đâm, anh xem mạch xong, lập tức giơ cánh tay tuyết trắng của cô lên xem, quả nhiên nhìn thấy trên cánh tay có miệng vết thương, anh ngẩng đầu nhìn về phía cặp song sinh. Tiểu Vi lập tức nói: Chúng tôi đã giải độc cho cô ấy một lần, nhưng thực sự không thể giải sạch độc được, bởi vì tôi cảm thấy hình như cô ấy chúng độc đã được một khoảng thời gian rồi. Đôi mắt bác dịch lưu chuyển, không nói nữa, ngay lập tức dùng tay ấn vai cùng cánh tay cô, tìm kiếm có chỗ sưng mới nào không. Đây là độc ong sao? Tổ Thủy Kỳ khẩn trương nhìn về phía bác dịch hỏi. Bác dịch nhíu mày nhìn cánh tay trắng nõn, tuyệt đẹp của Đường Khả Hinh, ấn ngón tay cái lần nữa mới nói là độc ong miệng vết thương nhìn như của ong đầu hổ gây nên như vậy là tìm được biện pháp trị liệu rồi đúng không tô thủy kỳ có chút thả lỏng nói bác dịch lắc đầu nói nên biết rằng ong đầu hổ là một loại ong cực độc trong vùng núi sâu thẳm sau khi bị trích triệu chứng sẽ giống như tiềm ẩn riêng tình huống này sẽ rất khó đánh giá hơn nữa độc tố của ong đầu hổ còn dựa vào nơi sinh trưởng của nó mà có cách trị liệu khác nhau Người này có thể khống chế độc tố như vậy, chắc chắn đã bỏ thêm chất khác, thật sự rất khó chữa trị. Việc cấp bách bây giờ là phải lập tức lấy huyết tương đưa đến bệnh viện xét nghiệm. Chúng ta sẽ tiến hành phân tích, nếu quả thật chính là ong đầu hổ thì sẽ rất phiền phức, thứ đồ chơi này không chỉ ăn mật hoa, còn ăn động vật, vô cùng độc. Được, Tổ Thủy Kỳ lập tức đem huyết tương giao cho Tiểu Hà, Tiểu Hà trong nháy mắt chạy ra ngoài như tên bay. Hai mắt bác dịch lóe sáng, lại nhanh chóng muốn lật người đường khả hình để xem phía sau lưng tiểu nhu đã đứng ở một bên sắc mặt tái nhợt đau lòng hoảng sợ đến run rẩy nói không nên lời vốn không dám nói chuyện lại bởi vì nhìn thấy tình huống này nhịn không được nói tôi 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 biết đây là giống ong gì bác dịch cùng tô thủy kỳ kinh ngạc lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu nhu đường khả hình cũng tựa vào ghế dựa nhìn về phía tiểu nhu tiểu nhu cắn môi dưới có chút khẩn trương hai tay nắm chặt thành đấm, lẩm bẩm sốt ruột nói, loại này. Không phải là ong đầu hổ. Vậy đây là giống ong gì? Em mờ bác dịch gấp gáp hỏi. Tôi cũng không biết, tiểu nhu lắc lắc đầu. Tô Thủy Kỳ nhíu mày nhìn cô, nghĩ cổ tuổi còn nhỏ nên ở đây lẩm bẩm những thứ chuyện vô dụng này. Tiểu nhu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, sốt một nói, thôn chúng tôi gọi đó là ong đất, thế nhưng vì sao có tên gọi như vậy, tôi thật sự không biết. Nó rất độc, từng giết chết đứa trẻ hơn 10 tuổi của thôn chúng tôi, chị tôi cũng bị nó chích và vết thương bị hoa hồng đâm của khả Hinh giống như tình huống đó. Bác thầy thuốc thôn chúng tôi nhìn thấy vết thương của chị tôi, đều nói thật may đã đưa tới sớm. Nếu như chậm trễ, lúc đó thân thể sẽ có triệu chứng, não bộ tê liệt, u tai, cổ họng khó chịu. Bác dịch lập tức quay đầu nhìn về phía đường khả Hinh, hỏi thân thể cô có xuất hiện những triệu chứng đó chưa? Tô Thủy Kỳ như nhìn thấy hy vọng, hai mắt sáng ngời, vội vàng nhìn về phía Tiểu Nhu hỏi, mưa lúc chị cô bị trúng độc đã được điều trị như thế nào vậy? Tiểu Nhu hai mắt lưu chuyển, suy nghĩ một hồi, mới nói, hình như có chút phiền phức. Cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Lúc đó, tôi nhìn thấy bác thầy thuốc cầm một loại cỏ lạ, còn có một con ong độc khác, không biết đã làm cái gì, mới chữa trị khỏi cho chị tôi. Tiểu Nhu lanh trí hiểu chuyện nói. Chúng ta lập tức đi tìm bác thầy thuốc đó. Chấm than ngoặc kép, bác dịch lập tức nói tiểu nhu nghe lời này mếu máo lẩm bẩm nói bác thầy thuốc đó không còn nữa ông ấy vừa qua thế giới bên kia cách đây không lâu rồi mọi người sửng sốt trong lòng đường khả hình cũng phát lạnh nhìn tiểu nhu tô thủy kỳ nghe xong lo lắng nói tại sao phải là một loại cỏ lạ chứ tại sao phải là một con ong độc khác mới được chứ muốn lấy huyết thanh chấm than ngoặc kép bác dịch nhanh chóng nói có một số loại huyết thanh của ong độc có thể giải độc nhưng mà loại cỏ này, tôi lập tức đi tra cứu lại. Lúc này Tiểu Nhu đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng ngời, lập tức chạy tới bên người đường Khả Hình, đau lòng khổ sở nói, Khả Hình. Cô nhất định phải cố gắng, tôi trở về nhà, sẽ nhanh chóng quay trở lại. Tôi cũng không biết có đúng hay không, mọi người cứ tiếp tục tra cứu sách thuốc, tôi lập tức trở về nhà. Chờ tôi hai tiếng đồng hồ thôi. Cô nói xong, liền lập tức xoay người chạy ra ngoài đường khả hình thất thần nhìn bạn tốt của mình. Bác dịch cùng Tô Thủy Kỳ không có nhiều lời, đang lo lắng đỡ đường khả hình đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng trong lòng cô lại đau xót, nước mắt roi lã trã, nhưng cũng biết mình không thể ở lại bữa tiệc nếm thử đến phút cuối được nữa. Hai người bọn họ dừng lại, nhìn cô. Mấy ngày nay Tiểu Vi ở cùng đường khả hình, hiểu rõ tâm trạng của cô, cũng có chút khổ sở. Bác dịch là người yêu rượu đỏ, nhìn nét mặt này của đường khả hình, hiểu được cảm giác trong lòng cô, liền nhìn về phía túi lưới đựng vô số ong mật đang liều mạng bay ra. Anh đành phải nói, loại tình cảm này tôi rất hiểu, tôi tạm thời dùng ong mật châm vào các huyệt vị cho cô trước. Bởi vì hiện tại cô chỉ trúng độc mãn tính, nếu như không có quá nhiều vận động mạnh, sẽ không làm tăng phát tán độc tố. Có lẽ người hạ độc cô, không ngờ cô lại dễ dàng phát hiện ra chuyện này. Việc này cũng xem như là may mắn, thế nhưng cô phải nhớ kỹ, không được uống rượu, càng không được vận động quá nhiều chúng tôi đã đồng ý cho bạn cô hai tiếng đồng hồ, tôi ở lại đây sẽ nhanh chóng tìm kiếm biện pháp chữa trị cho cô. Đường khả hình cảm kích nhìn bác dịch, rơi lệ gật đầu. Bầu trời đầy tia chóp, gió lớn điên cuồng thổi đến, sấm rền ùng ùng vang lên. Tiểu nhu chạy như bay vào phòng tiệc, nhìn khắp nơi, lập tức nhìn thấy lãnh mặc hàn, hai mắt cô rơi lệ bước qua, thoáng cái nắm chặt cánh tay anh. Lãnh mặc hàn lập tức xoay người, khó hiểu nhìn tiểu nhu, hỏi tiểu nhu. Có chuyện gì vậy? Bây giờ tôi cần phải về nhà, lập tức phải về nhà. Anh giúp tôi được không? Lấy tốc độ nhanh nhất trở về nhà, nhanh như tia chớp mà chạy về nhà. Tiểu Nhu nhìn Lãnh Mặc Hàn vừa khóc vừa nói. Lãnh Mặc Hàn nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, liền nhanh chóng gật đầu, để ly rượu xuống, hỏi cũng không hỏi, cùng cô nhanh chóng rời khỏi phòng tiệc. Sóng biển cuồn cuộn, bầu trời lập tức chìm trong cảnh tối tăm, dường như trong nháy mắt chính là ngày tận thế sức gió thổi tới bên trong khách sạn khiến khách mời cùng nhân viên đều không chịu nổi từng cơn sóng mãnh liệt mà phẫn nộ đánh vào bờ biển lãnh mạc hàn cùng tiểu nhu chạy nhanh ra đại sảnh đồng thời ngồi vào bên trong chiếc ferrari màu đen thắt dây an toàn vào chấm than ngoặc kép lãnh mạc hàn nhanh chóng khởi động xe lập tức đạp mạnh chân ga lái xe như bay về phía trước mưa to gió lớn điên cuồng đập thẳng vào hai bên chiếc ferrari này Tiểu Nhu ngồi bên trong xe kinh hoàng bất an nhưng vẫn dũng cảm mở di động gọi điện thoại cho cha mình, nhanh chóng nói, mơ ca. Con muốn hỏi cha, lúc chị bị trúng độc ong, ong mật đó có tên gọi là gì vậy cha? Cha của Tiểu Nhu là một người đàn ông thô kệch mạnh mẽ, bởi vì trời mưa, đang cầm một cây roi vội vàng lùa đàn vịt vào sân, đầu đội mũ rơm rộng vành, nghe điện thoại của con gái, lớn tiếng nói chính là ong đất ở thôn chúng ta đấy. Loại ong đất ấy tên là gì vậy cha? tiểu nhu sốt một gọi chính là ong đất chúng ta đều gọi nó như vậy cha làm sao biết nó có còn tên khác hay không chấm than ngoặc kép ông ấy lại vung roi vội vàng lùa vịt lớn tiếng nói tiểu nhu gấp muốn chết lập tức hỏi lại năm ấy chị bị độc ong bác thầy thuốc đã chữa trị cho chị ấy như thế nào vậy cha cha cũng không nhớ rõ lắm hình như ông ấy bắt một con ong độc còn lấy một ít cây cỏ màu trắng trên đỉnh núi sau nhà chúng ta loại cỏ này tên gọi là gì nhỉ cha cũng không biết nữa, ông ấy nói cây cỏ đó chính là thuốc trị độc ong tốt nhất. a à, chấm, cha nhớ ra rồi, con còn nhớ không? Hồi bé con thường chơi đùa trên đỉnh núi, luôn hái một loại cỏ có mấy quả màu xanh, ông nội con còn nói đùa đó là linh châu thảo. Chấm than ngoặc kép, ông ấy đội mũ rơm, cảm giác hạt mưa đang tí tách rơi xuống, ông lại nhanh chóng dơ roi vội vàng lùa vịt đi vào trong sân. Chính là, sau núi nhà chúng ta hả? Nhà của chúng ta có nhiều núi như vậy, rốt cuộc là núi nào vậy cha? Tiểu Nhu lại sốt một hỏi. Chính là cái núi cao nhất, ông nội con nói tương lai để lại làm của hồi mồn cho con đó. Nó ở sau núi vương mau nương nương, đem đến bình an cho Tiểu Nhu. Ông cảm giác bầu trời đã sấm tối liền nhanh chóng đi vào trong, rất nhiều những con vịt vỗ cánh chạy về phía trước. Con biết rồi, chấm than ngoặc kép, Tiểu Nhu lập tức cúp điện thoại, nhìn lãnh mặc hàn nhanh chóng nói địa chỉ, muốn anh lái xe nhanh hon. Rốt cuộc tại sao muốn đến sau núi? Lãnh mặc hàn. Vừa đạp chân ga, điên cuồng chạy với tốc độ 200 km h mới khó hiểu hỏi tiểu nhu. Khả hĩnh chúng độc ong, chấm than ngoặc kép, tiểu nhu nhìn anh, khóc lên nói. Đôi mắt lãnh mặc hàn chợt lóe, nghe xong lời này lại đạp chân ga tăng thêm tốc độ lao về phía trước. Trời đất bỗng nhiên thay đổi, thế giới bị vùi lấp hoàn toàn bởi bóng tối, mưa to gió lớn cuồn cuộn đến, roi xuống khắp mọi nơi lãnh mặc hàn lái xe nhanh chóng hướng vị trí đầu thôn mà chạy tới cuối cùng thắng gấp trước một đoàn người tiểu nhu đội mưa lớn đi xuống xe trước mặc kệ thân thể ướt đẫm tiếng mưa gió giống giận lại nhìn về phía cha mình kêu to cha cha mau dẫn bạn của con đi bắt vài con ong đất đi con muốn lên núi lãnh mặc hàn cũng đội mưa xuống xe nghe tiểu nhu nói như vậy anh lập tức giật mình khép chặt cửa xe nói mơ cổ muốn lên núi sao để làm cái gì hả Tôi muốn tìm cây cỏ kia, tôi biết cây cỏ đó. Hồi bé tôi thường xuyên lên núi choi, chấm than ngoặc kép, tiểu nhu không nói hai lời, liền lấy cái mũ rơm của cha đội lên đầu, liền xoay người bước vào đồng mộng lầy lội, theo hướng sau núi mà chạy đi. Tiểu nhu, con muốn làm cái gì hả? Cha cô cũng gấp gáp nhìn con gái, khó hiểu hỏi. Cha không nên hỏi nhiều như vậy, mau giúp con tìm ông độc. Trời mưa rất lớn, tiếng tiểu nhu từ đầu kia tiền đến, lãnh mặc hàn đứng ở trong mưa, toàn thân ướt đẫm nhìn thân thể nho nhỏ của Tiểu Nhu đã biến mất trong mưa gió, anh lập tức có một dự cảm không tốt. Cha của Tiểu Nhu Chu Cảnh liền lập tức hương lãnh mặc hàn phất tay nói, đi. Chúng ta đi tìm ong độc nào. Thế nhưng bây giờ trời đang mưa rất to, cô ấy lên núi thật nguy hiểm. Cháu muốn đi tìm cô ấy. Chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn lập tức muốn đi qua. Cháu không thể đi lên đó. Ngọn núi đó chỉ có con gái ta mới có thể lên được. Đi với ta một chút đi. Chu Cảnh mới đứng trong mưa gió phất tay, nhờ mấy người trong thôn qua đây giúp, nói chúng ta cùng đi tìm ong độc thôi. Nhưng Lãnh Mặc Hàn vẫn đứng trong mưa gió, vô cùng lo lắng nhìn con đường mưa gió phía xa kia. Tiệc thử rượu kéo dài, tâm tình của tất cả mọi người trong giới rượu đỏ đều rất vui vẻ, thưởng thức các loại rượu đỏ, 12 cổng vòng bắt đầu trình diễn lịch sử phát triển của rượu đỏ, đã phát đến thời kỳ trung đại khi hai đế quốc Pháp và Anh phát động chiến tranh thương mại về mở rộng thị trường rượu đỏ. Mọi người vừa thử rượu vừa chậm rãi nói chuyện, lúc này nhậm tử hiền, mặc váy lụa mỏng dài đính hoa hồng sâm panh, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, trang điếm tao nhã, nâng một ly rượu cherry, khoan thai bước vào hội trương. Lisa, một chuyên gia thử rượu người Italy nhìn thấy cô, nét mặt sáng người tươi cười đi qua. Chương 720, chuyện đáng giá. Tiệc thử rượu kéo dài, Tâm tình của tất cả mọi người trong giới rượu đỏ đều rất vui vẻ, thưởng thức các loại rượu đỏ, 12 cổng vòng bắt đầu trình diễn lịch sử phát triển của rượu đỏ, đã phát đến thời kỳ trung đại, khi hai đế quốc Pháp và Anh phát động chiến tranh thương mại về mở rộng thị trường rượu đỏ. Mọi người vừa thử rượu vừa chậm rãi nói chuyện, lúc này nhậm tử hiền, mặc váy lụa mỏng dài đính hoa hồng sâm panh, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, trang điếm tao nhã, nâng một ly rượu cherry, khoan thai bước vào hội trương. Lisa một chuyên gia thử rượu người Italy nhìn thấy cô, nét mặt sáng người tươi cười đi qua. Nét mặt nhâm tử hiền cũng tươi cười cùng anh ta cũng ly chào hỏi. Hai người đứng tại chỗ, nói chuyện phiếm. Trang Ngải Lâm cùng mẹ mình ngồi cùng một chỗ, quay mặt nhìn cách ăn mặc của nhâm tử hiền hôm nay, chập một tiếng nở nụ cười, nói cái người này, cách ăn mặc hôm nay cũng có chút mở mang đầu óc rồi đây. Mẹ Trang không để ý gì khác, chỉ muốn nhìn thấy con dâu và con rể, bà không nhàn dỗi bận tâm đến người khác nói, mở mang đầu óc thế nào. Cho nên phụ nữ, nhất định không nên cố gắng bộc lộ bản thân mình trước mặt đàn ông. Mà chỉ nên vô tình mà bộc lộ thôi. Trang Ngải Lâm nói xong, có chút đắc ý nâng ly rượu, nếm một ngụm nhỏ, lại lưu chuyển ánh mắt, nghĩ tới điều gì đó, nói, kỳ quái. Như mặt không phải cũng tới sao, có thể nào Tử Hiền lại bắt nạt cô ấy không? Hôn sự của Tử Hiền và Thiên Lỗi, chính là vì như mặt gây sức ép mà không thành trong phòng VIP, như mặt bộc lộ nét mặt lãnh đạm, mặc kệ những đóa hoa hồng xâm panh có độc kia trói lọi, cô vẫn nhìn về phía xa xa bờ biển, bỗng cười, nói, vứt bỏ hoa hồng, không sao cả. Trên thế giới này, còn có một người, nguyện ý vì tiệc thử rượu này mà làm một hy sinh nho nhỏ. Đó chính là tôi, chỉ cần tôi uống một chút cốc tai gặp chuyện không may, đường khả hình, cô có thể không liên quan được sao? M. Cô nói xong, khuôn mặt lạnh lùng ngẩng lên, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn đóa hoa hồng kia, chiếc nhẫn chân châu giữa ngón áp út, bỗng nhiên lóe sáng. Tiếng gõ cửa lại vang lên, như mặt hờ hững mà dịu dàng nói, mở đến đây. Cô nói hết lời, liền yêu nhã xoay người, tiện tay đem đóa hoa hồng kia ném vào trong thùng rác, khuôn mặt lại bộc lộ nét dịu dàng, mở cửa đi ra ngoài, giống như ma quỷ nhẹ nhàng bay. Bay, bay, phòng tiệc. Nhâm tử hiền sau khi tươi cười chào hỏi cùng đám bạn tốt người nước ngoài, Cuối cùng mới nâng ly xâm panh, tránh những người qua lại, đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, tay ôm vai, nhìn bọn họ cao như nhau, đẹp trai như nhau, liền bật cười nói, tôi nói, hai người các anh có phải anh em hay không vậy, tôi vẫn luôn hoài nghi chuyện này. Chậc, Trang Hạo Nhiên nâng ly rượu đỏ lên, bật cười khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt lưu chuyển, nhìn tình huống xung quanh, muốn nhìn xem đường khả hình rốt cuộc đang ở đâu. Sao lại không thấy đâu? không nên uống nhiều rượu như vậy, khả năng uống rượu của cô không tốt lắm, tưởng thiên lỗi vẫn có chút lo lắng cho vị hôn thê trước đây. Tưởng thiên lỗi, anh nói như vậy, sẽ làm cho phụ nữ hiểu lầm. Nhâm tử hiền không cho phép mình lại có bất kỳ suy nghĩ nào với anh nữa, cầm ly rượu đỏ chậm rãi xoay người, lại nhìn thấy như mặt đã mặc chiếc váy dài đỏ rực, tay cầm ly rượu cherry, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành bước tới, đôi mắt cô chợt lóe, lập tức cũng cầm ly sâm panh đi qua như mạt mỉm cười đi về phía trước, biết bột phấn trong chiếc nhẫn trên tay đã roi xuống hòa cùng dịch rượu, cô mới nhẹ nhàng lắc ly rượu, đi về phía tưởng thiên lỗi. Một bóng người chợt xuất hiện trước mặt, như mặt ngẩng đầu. Nhậm tử hiền đã lạnh lùng chặn trước mặt cô, như người nâng ly rượu, nếm một ngụm nhỏ. À, tử hiền, như mặt nhìn thấy cô, trên mặt run rẩy bộc lộ vài phần sợ hãi, nhưng vẫn miễn cưỡng cười. Nhâm tử hiền quay mặt sang, lạnh lùng nhìn cô nói, cô biết chỗ tôi đến, cô vẫn còn dám xuất hiện sao? Có phải cô cảm thấy là, lúc cô đính hồn cùng thiên lỗi, cho tôi chút mặt mũi, tôi đã nguôi giận rồi hay không? Trong lòng như mạt vang lên tiếng nổ lớn, cũng không lên tiếng. Bồn tiểu thư nhìn thấy cô, vẫn luôn nhịn không được mà muốn bóp chết cô. Giống như bóp chết một con kiến vậy, nhâm tử hiền nhìn cô, nói. Như mặt vẫn không dám lên tiếng. Nhâm tử hiền nhìn thấy thái độ này của cô, có chút bực tức, không thể nhịn được nữa nói, cô đừng nói với tôi, cô nghe lời tôi, lập tức lại lên con đau tim, rồi cố gắng mà té xỉu. Giọng nói có chút lên cao, làm một số vị khách lớn tuổi chú ý. Khuôn mặt như mặt lập tức đỏ bừng. Đem rượu của cô ấy đổ bỏ đi, để tránh một lát nữa, lại nói là tôi hại chết cô tại phòng tiệc này. Nhâm tử hiền vẫn lấy phong thái của nữ chủ nhân như trước đây, ra lệnh cho nhân viên phục vụ. Nhã Tuệ đúng lúc đứng một bên, không dám nói gì. Biết rồi phải không, Nhâm Tử Hiền lập tức nhìn về phía Nhã Tuệ, nóng mắt nói, bây giờ tôi chỉ cần nhìn thấy cô ấy, tôi liền choáng váng đầu óc. Này, Nhã Tuệ có chút kiêng rè nhìn về phía như mặt. Đôi mắt như Mạt khẽ lưu chuyển, chỉ đành miễn cưỡng cười, nói, sẽ không té xỉu. Sẽ không như vậy. Vậy cút đi, đừng ở chỗ này làm tôi mất mặt, cái thứ người không cha không mẹ, không ai sinh thành nuôi dưỡng. Nhâm tử hiền lại không khách khí nhìn cô. Như mặt ngẩng đầu, nhìn thấy tưởng thiên lỗi vẫn còn đứng bên kia cùng khách mời nói chuyện phiếm. Cô lại do dự. Người ta không yêu cô, đừng tự làm khổ mình nữa. Cô cho dù lấy người trái tim, cũng không đổi được tình yêu của anh ấy về lại bên cô đâu. Nhâm tử hiền vẫn không muốn nhìn thấy cô trong phòng tiệc. Đôi mắt như mặt lập tức đỏ bừng, cuối cùng đành phải uất thức cầm ly rượu cherry xoay người, không ngờ đụng phải một vị khách cao lớn phía trước, ly rượu phịch một tiếng rơi xuống đất nước mắt cổ rơi xuống nhưng vẫn nâng đuôi váy dài lên đi ra ngoài lúc này tưởng thiên lỗi đứng bên đó mới nhìn thấy bóng dáng như mạt vốn định đuổi theo cuối cùng lại vẫn nhịn xuống bởi vì hiểu rằng có một vài thứ tình cảm không nên dung túng và tiếp cận nó nhâm tử hiền nhìn bóng dáng cô xa dần chập một tiếng đắc ý xoay người lại nhìn thấy trang ngải lâm đang ngồi một bên hệt như một vị nữ hoàng nhướng mày nhìn về phía mình tim cô đột nhiên run rẩy, né tránh. Phòng nghỉ của nhân viên. Đường khả hình sau khi được bác dịch châm cứu xong, lại được Tô Thủy Kỳ tiêm vào thuốc giải độc tạm thời, thân thể cô dịu lại được vài phần, có thể ngồi dậy. Hơi thở vẫn còn nặng nề. Tô Thủy Kỳ đau lòng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc mái cho cô, lo lắng nói em phải nhớ kỹ. Nếu có chuyện gì, nhất định phải lập tức quay lại. Em không cho phép bọn anh nói ra, bọn em đều tôn trọng em chỉ là có chuyện gì, lập tức quay lại, biết không. Đường khả hình nhìn về phía anh, yếu ớt cười. Bác dịch không lên tiếng, đôi mắt bộc lộ vài phần đau xót nhìn cô. Vậy em ra ngoài, đường khả hình nhìn về phía bọn họ, nước mắt lăn xuống, mỉm cười nói. Hai người đồng thời gật đầu. Khuôn mặt cô tựa nhu đóa hoa mai giữa trời tuyết, trắng bệch nhung lại lộ ra chút phấn hồng, đôi mắt mộng ảo như những ngôi sao, nhẹ nhàng vén đuôi váy dài đứng lên, giống như một bông hoa nhỏ nhẹ nhàng lan tỏa hương thơm. Thực ra cô hiểu được ý nghĩa của việc bác dịch cho phép mình bước ra ngoài. Bởi vì cô biết, trong vòng 2 tiếng đồng hồ này, nếu như Tiểu Nhu không trở lại, có lẽ tính mạng của bản thân mình sẽ khó mà giữ được. Cô nặng nề thở hổn hển một hơi, nhẹ nhàng lai đi nước mắt, cố gắng bình tĩnh, bởi vì đối với cuộc sống, cô đã nỗ lực hết mình để có được. Không hổ thẹn với cuộc đời đầy đau thương buồn bã này. Sau một tiếng diễn ra lễ thử rượu, cuối cùng cũng tạm thời chấm dứt. Buổi tiệc chiều đã bắt đầu, cho dù bên ngoài mưa gió dập dềnh, bên trong vẫn là những màn ca múa yên bình. Cô mỉm cười nâng váy dài trắng tuyết lên, đi vào phòng tiệc, lại nhìn thấy vũ công giữa hồ bay lên, rất nhiều khách mời đã bắt đầu khiêu vũ, đôi mắt cô trầm rãi lưu chuyển, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, u nhã ngồi trên sofa, có phần lo lắng không yên. Cô nhàn nhạt tươi cười, nhẹ kéo váy, đi về phía anh. Trang hạo nhiên lập tức ngửi được mùi hương kia, nhanh chóng đứng lên, quả nhiên thấy đường khả hình mỉm cười ô đang đi về phía mình, trong khoảnh khắc anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô hôm nay biểu hiện xuất sắc như vậy, lại xinh đẹp như vậy, trong lòng anh cảm xúc dâng trào, nhìn cô cười. Mới chiêu cất bước tiến lên, đường khả hình lại nhàn nhạt bước qua bên cạnh anh, đi tới trước mặt trang tính vũ, lấy tư thái của một người hậu bối, hướng về phía ông tôn kính nói, mất hồ tịch trang, có thể mời người cùng khiêu vũ được không? Mẹ Trang ánh mắt sáng ngời, nhìn cô cười. Trang tính vũ có chút im lặng nhìn cô, cười rộ lên nói, cháu muốn mời chú khiêu vũ sao? Trang hạo nhiên đứng một bên, ghen tị nhìn. Đúng vậy, đường khả hình mỉm cười nói. Được, Trang tính vũ nhìn ánh mắt cô, cũng không khách khí đứng lên, cười nói, đi thôi. Hôm nay chú dốc hết năng lực của mình, cùng cháu khiêu vũ. Thật là vinh hạnh của cháu, đường khả hình cười, cùng Trang tính vũ đi ra sàn nhảy, hết sức tôn kính và lịch sự hệt như một người cha ôm đứa con gái của Minh giữa trung tâm sàn nhảy tươi cười khiêu vũ Trang hạo nhiên xứng sở đứng một bên nhìn về phía Đường Khả Hinh vẫn không sao hiểu được chú biểu hiện hôm nay của cháu có được không Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ nhẹ nhàng bước theo điệu nhảy ôn nhu hỏi tốt biểu hiện rất xuất sắc Trang Tĩnh Vũ cười rộ lên nói Đường Khả Hinh nghe lời này khuôn mặt lại cười tươi như hoa anh đào Nhìn về phía trước mặt chú, nói, nếu làm con dâu chú, có đủ tư cách không ạ? À? Trang tính vỗ thoải mái cười rộ lên nói, đừng nói những vấn đề này, nếu như có thể lấy được cháu, cũng đã là phúc phận của hạo nhiên nhà chúng tôi rồi. Mặt đường khả hình khẽ run run, đôi mắt ngấn lệ nhìn ông, cười rộ lên nói, cháu thực sự có may mắn như vậy sao? Vậy nếu như, số phận lại không chiếu cố, chỉ chưa cho cháu còn một ngày để sống, cháu hy vọng có thể được chú cho phép biểu lộ tình cảm của cháu đối với anh ấy. Chú có thể đồng ý không? Trang tính vũ lo lắng nhìn bộ dáng đường khả. Hình bộ dáng như vậy, có chút không yên lòng nói, khả hình. Cháu làm sao vậy? Cháu có chút sợ hãi, sợ rằng cháu sẽ không đợi được đến ngày đó. Đường khả hình cảm giác trước mắt mình bỗng nhiên xuất hiện ảo giác, có chút choáng váng, nhưng vẫn gắng ngượng cùng trang tính vũ hoàn thành điệu nhảy kia. Chống đỡ, chấm than ngoặc kép. Trang tính vũ lấy phong thái của một người trưởng lão, nắm chặt tay đường khả hình, nặng nề nói, cha cháu có nói cho cháu biết câu này hay không, sức hấp dẫn của khách sạn nằm ở chỗ năng lực của mỗi người đều sẽ được kết tinh lại. Chú sẽ giúp cháu, tất cả mọi người cũng sẽ giúp cháu. Chống đỡ, nhất định phải cố gắng chống đỡ. Sắc mặt đường khả hình lại tái nhợt, đôi mắt rưng rưng nhìn ông. Y giả hình, trang tính vũ đau lòng nhìn cô bé này, yếu ớt nói, có phải cháu cảm thấy một mình chống đỡ cả một thế giới quá mệt mỏi hay không đường khả hình nhìn ông điềm đạm đáng yêu gật đầu trang tính vũ lại cười rộ lên nói thế nhưng cháu không phát hiện ra cháu bắt đầu xây dựng lại mọi thứ thực ra chẳng qua chỉ là vài phần sóng gió chiến đấu chân chính chính là giúp sinh mệnh kéo dài đôi mắt đường khả hình lại run run ngấn lệ sống trang tính vũ lại cho thêm sức mạnh nói nhất định phải sống dùng ý chí của cháu nói với bản thân mình phải sống chỉ cần cháu cắn chặt răng kiên trì sống thế giới xung quanh sẽ càng có nhiều người giúp đỡ cháu vượt qua cánh cửa khó khăn này suy nghĩ một chút về sứ mạng của cháu lý tưởng của cháu cắn chặt răng chống đỡ đến cùng đường khả hinh nghe lời này hơi thở nặng nề cả người như muốn bốc lửa nhìn về phía trước khóc gọi ông trời ơi con muốn sống hãy để cho con được sống mưa to gió lớn triền miên không dứt khắp các ngọn núi trong khoảnh khắc như đắm chìm trong thế giới đen tối, sấm rền thậm chí vang lên những tiếng đùng đùng. Tiểu Nhu cởi giày ra, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng của khách sạn và chiếc quần đùi màu đen, toàn bộ mái tóc ướt đẫm, những vẫn dùng thân thể nhỏ nhắn của mình, lao vào một cửa hang nho nhỏ giữa sườn núi, cửa hang động này chỉ một người mới có thể chui lọt, vì ngọn núi này địa thế hiểm trở, không giống như bình thường muốn lên núi, cứ việc tìm chuyên gia leo núi, lúc này chỉ sợ không kịp cô gái này nặng nề thở dốc trên mặt đầy mồ hôi và nước mưa nhưng vẫn hết sức thành thạo dựa theo ký ức lúc nhỏ cùng ông nội leo núi chui qua hang núi này lại dọc theo một con đường mòn kéo dài phía trước bởi vì nơi đó có một loại cây bụi được ẩn giấu thật sâu khả hinh cô phải sống tôi nhất định sẽ đem linh châu thảo về cho cô tiểu nhu nói xong người đã bỏ ra khỏi hang đầu gối bị va đập đến mức tuôn ra máu cô cũng liều mạng không thèm để ý đến nặng nề thở dốc vừa đi ra khỏi hang độc. Muốn tiếp tục lên núi, lập tức mưa gió điên cuồng quét qua, cô a à một tiếng, cả người bị nện trên vách núi, bên hông bỗng nhiên đau buốt, cô lại nặng nề thở hổn hển một hơi, vẫn tiếp tục cắn răng, đón mưa to gió lớn, mạnh mẽ dùng tay lau nước mưa trên mặt, đi chân trần đạp xuống bùn đất, tay liều mạng bới móc những cành cỏ dại, cuối cùng cũng nhìn thấy một cây bụi. Cô nắm chặt cành cây bụi kia, đón mưa gió quét qua người mình, cô nặng nề cố gắng mở mắt thật to, bước đi lên núi tiểu như, giọng nói lãnh mặc hàn đột. Nhiên xuất hiện dưới chân núi, đau lòng gọi cô ở đâu. Mưa gió điên cuồng vẫn tiếp tục quét qua, những hạt mưa lạnh bốt vẫn vô tình bay đến. Tiểu nhu chóp chóp mắt, trên mặt trên người toàn là nước mưa, hét mưa tí tách đóc theo cái cầm nhon của cô lăn xuống. Cô đã mệt đến mức muốn ngất xỉu, nhưng vẫn gắng gượng cầm chặt bụi cây, dù cho cổ tay chảy máu, dưới chân bị đâm đau đơn, nhưng vẫn tiếp tục leo lên, lúc mệt mỏi, lại nhớ tới câu nói nghiêm khắc của Trần Mạn Hồng, kinh doanh một phòng ăn, quan trọng nhất là gì? Chính là hợp tác, đồng nghiệp đồng lòng, hợp tác vô điều kiện mới có thể hoàn thành một sự việc. Tôi mắc kệ trong lòng các cô có khúc mắc gì hay không, thế nhưng khi đối mặt với công việc, đối mặt với các đồng nghiệp, các cô tốt nhất vẫn nên tồn tại sự cảm kích. Bởi vì không có các cô ấy, sẽ không có chính các cô. Khả hình, tiểu nhu cắn răng nắm chặt bụi cây trong tay, lại từng bước một đạp trên đá nhọn, mệt mỏi lên núi, một trận sấm rền vang đánh xuống, đánh chúng bên cạnh một tảng đá, cô A lên một tiếng, hai tay nhẹ buông ra, cả người suýt chút nữa lăn xuống chân núi, nhưng vẫn nhanh nhẹn nắm chặt bụi cây, miệng khô lưỡi khát tiếp tục bò lên, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những quả dại nhỏ quen thuộc, cô lập tức hái bỏ vào miệng nhai, lại hút một chút nước mưa dính trên cành lá cây, tiếp tục leo lên, cuối cùng. Cô liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, Giữa mưa gió điên cuồng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô, cô vươn đôi tay ướt đẫm, nắm chặt khối đá cuối cùng trên đỉnh núi, cả người bay lên, thở dốc nằm trên đỉnh núi, quay mặt sang gấp gáp nhìn về phía bên kia đỉnh núi, cuối cùng cũng nhìn thấy phía trước có một bụi cỏ nhỏ có lông tơ giống như cây bạc hà, đang đón gió mưa, những chiếc lá nhỏ khẽ lay động, từng quả tròn xanh kia, giữa trời mưa lấp lánh ánh sáng trong suốt. Cô đột nhiên cười, lập tức cắn răng bỏ qua, lại nghe ầm một tiếng, sấm chớp rền vang vẫn không sợ hãi quỷ gối trước cây cỏ mà hồi nhỏ hay gọi là linh châu thảo kia, cố hết sức hái từng nhánh từng nhánh linh châu thảo, đem tất cả nhét vào bên trong áo sơ mi của mình, sau đó lấy một cành cỏ nhỏ, bỏ vào trong miệng mình, nhai hết, nghĩ một lát nữa khi mình xuống núi, nếu như mình không cẩn thận ngã, phòng ngừa những cành cỏ rơi hết ra ngoài, có thể lấy máu trong cơ thể cô để giải độc. Cô bé ngốc này, vừa nhét cỏ vào trong ngực, vừa khổ sở gặm lấy cành cỏ kia, mặc dù ăn vào lại muốn nồn ra, nhưng vẫn tiếp tục ăn. Vừa ăn, vừa khóc vì lo lắng cho Khả Hinh. Nước mắt cùng nước mưa thi nhau lăm xuống khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô. Khả Hinh, vì sao tôi không thể giống như cô ấy vậy? Nỗ lực đạt được sự công nhận từ người khác. Vì sao tôi lại ngốc như vậy chứ? Thực ra tôi cũng muốn được giống như cô ấy. Có thể đạt được thành tích xuất sắc, cũng làm cho cha mẹ tôi vui lòng. Đồ ngốc, cô như vậy đã là rất tốt rồi. Không tốt. Thực ra khi tôi thấy nhiều người vỗ tay cho cô ấy như vậy, tôi thật hâm mộ, đây là một buổi tiệc toàn thế giới, lần đầu tiên tôi lại kiêu ngạo và tự hào vì bạn của mình như vậy. Làm thế nào mới có thể giống như cô ấy đây? Vậy thì cứ thẳng bước về con đường phía trước, đừng lựa chọn đường tắt mà đi, đó chính là loại cỏ chân quý mà thượng đế ban cho, từ hôm nay trở đi, đừng bỏ qua mỗi một cơ hội để chứng minh bản thân mình. Khi cô cắn răng kiên trì đi qua đoạn đường này, mới có thể chân chính hiểu ra rằng chỉ có chân thành trả giá cùng nỗ lực mới có thể làm cho thế giới của cô mở ra một phương trời mới. Cực khổ rèn luyện mới chính là lễ vật mà thượng đế ban cho cô. Tôi có thể sao? Có thể. Nếu như đời này tôi có thể trở thành người như vậy, ít nhất trước khi chết tôi muốn một lần làm một chuyện để cho mình cảm thấy đáng giá. Nỗ lực làm một chuyện, chuyện rất đáng giá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 721, em không ngoan. Trang Hạo Nhiên ngồi trên sofa phòng tiệc nhìn đường khả hình đang khiêu vũ cùng cha của mình, anh thở dài vươn ngón tay xoa cằm, rất nghi ngờ không giải thích được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Di động đột nhiên vang lên. Anh khó hiểu lấy điện thoại ra, nhìn thấy người gọi đến là lãnh mặc hàn, tuy không hiểu nhưng cảm thấy có chuyện gì đó nên liền đứng lên, tách ra khỏi âm nhạc ẩm ý náo nhiệt, đi ra khỏi sảnh tiệc, nhanh chóng nhận cuộc gọi, đứng lại ở một nơi rộng rãi yên tĩnh trả lời, alo. Lãnh mặc hàn đứng trong mưa gió, mặc cho nước mưa chút xuống nhưng vẫn nhanh chóng nói, tôi nói cho anh biết một chuyện quan trọng. Đó là khả hình đã trúng độc ong, có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ anh lập tức đi tìm bác dịch để biết rõ hơn, tôi đoán tiểu đường không muốn cho anh biết chuyện này để tránh anh lo lắng cho cô ấy. Thế nhưng trong thời gian này, cô ấy có thể rất sợ hãi và bất lực, nhanh đi hỏi rõ sự tình và chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Tôi chờ tiểu nhu hái được thảo dược xuống núi, nó vốn có khả năng rất lớn cứu sống sinh mệnh của cô ấy. Toàn bộ thế giới của Trang Hạo Nhiên phịch một tiếng vang lên, tay nắm chặt di động, toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ chăm chú nhìn một điểm ở noi nào đó, thân thể toát mồ hôi lạnh, hơi thở nặng nề. Đầu óc anh bỗng hỗn loạn một vài phút, Nhung lại nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, nhớ lại câu nói cuối cùng của lãnh mặc hàn, khả hình bị trúng độc ong, có thể nguy hiểm đến tính mạng, hai mắt của anh nóng lên, nhìn thấy bác dịch cùng Tô thủy Kỳ đang đi đến hướng phòng nghỉ ngơi, anh lập tức nghiến răng nghiến lợi, thật nhanh đi về phía trước. Cửa phòng nghỉ ngơi phịch một tiếng bị đẩy ra. Bác dịch cùng Tô Thủy Kỳ trong nháy mắt, nghi ngờ xoay người. Trang hạo nhiên thở dốc đi tới, không nói hai lời, trong nháy mắt vung nắm tay nhanh như chóp cho bác dịch một quyền. Một trận tiếng kêu rên. Cả người bác dịch ngã ở trước bàn bên cạnh. Tổng giám đốc Trang, chấm than ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ gầm lên với anh, anh đang làm cái gì vậy? Trang Hạo Nhiên không để ý Tô Thủy Kỳ, chỉ thờ hồn hển đi tới trước mặt bác dịch, trong nháy mắt tức giận xoăn tay áo lên, đau lòng gầm nhẹ chuyện khả hình chúng độc vi sao không nói cho tôi biết. Anh có phải là bạn của tôi không? Anh là người biết rõ ràng cảm nhận trong lòng tôi nhất. Cô ấy đã xảy ra chuyện, tôi là người cuối cùng được biết, anh nói xem làm sao tôi chịu nổi hả? Cô ấy quan trọng với tôi đến mức nào, anh không biết sao? Bác dịch lập tức kéo tay anh, cũng phẫn nộ nói tôi là bạn của cậu đồng thời tôi cũng là bác sĩ của cô ấy. Tôi có nghĩa vụ bảo vệ bệnh nhân của mình, việc này là do ý nguyện của cô ấy. Cậu và cô ấy vốn là hai người, cậu chỉ cần giữ nguyên ý nghĩ đó trong lòng là được rồi. Nếu như cậu không tôn trọng ý của cô ấy, cô ấy có thể sẽ đau khổ hơn. Cô ấy không muốn nói cho cậu biết là hy vọng nếu như cô ấy xảy ra chuyện không để cho cậu lo lắng. Hai mắt trang hạo nhiên nóng lên, lập tức đau đớn nhìn bác dịch. Bác dịch thở hổn hển dựa vào tường, nuốt cổ họng một cái nhìn anh nói, đi đi. Đi tìm cô ấy, do khắc này, hãy tôn trọng ý của cô ấy. Nếu như cô ấy không muốn nói cho cậu biết thì không nên hỏi. Tôi ở đây suy nghĩ biện pháp, không nên lo lắng. Chúng tôi sẽ cứu cô ấy. Chỉ là giờ khắc này, cô ấy có thể chỉ nghĩ hưởng thụ thật tốt tiếng vỗ tay của mọi người dành cho cô ấy mà thôi. Bởi vì cô ấy nói, cuộc đời cô ấy cho tới bây giờ đều chỉ có khinh bỉ, xem thường và tổn thong. Tô Thủy Kỳ cũng trầm mặc đứng một bên thở dài. Đi đi, bác dịch lại thúc giục anh. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, lại nhìn bác dịch một cái, mới vư xê mờ tay nắm bả vai của anh. Thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời chỉ thở dài rồi nhanh chóng đứng lên, vừa muốn đi ra, bước qua bên cạnh Tô Thủy Kỳ lại đau lòng nhìn Tô Thụ Kỳ, nói tôi đã từng một lần cầu xin cậu, mạng của cô ấy là tôi nợ cậu. Lại một lần nữa, tôi cầu xin cậu hãy cứu sống cô ấy. Tô Thủy Kỳ chậm rãi ngẩng đầu nói với anh tôi sẽ. Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay, đôi mắt lóe sáng, không lên tiếng chạy nhanh ra ngoài. Phòng tiệc náo nhiệt, đường khả hình ngồi trên sofa, mỉm cười cùng mẹ Trang nói chuyện phiếm, mặc dù thân thế đang dần suy yếu. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi vào hội trường, liếc mắt nhìn đường khả hình, anh im lặng không lên tiếng bước qua, trong nháy mắt ngồi xuống bên cạnh cô, hơi thở nặng nề nhìn về phía trước. Đường khả hình quay đầu sang nhìn anh một cái, liền không để ý tới anh mà trầm mặc xoay người tiếp tục cùng mẹ Trang nói chuyện phiếm. Trang hạo nhiên nhanh chóng vươn tay, mạnh mẽ đem cô ôm vào lòng. Mai, anh muốn làm cái gì? Em mờ đường khả hình lập tức cười y đầu vươn hai tay muốn thoát khỏi thân thể anh. Trang hạo nhiên lập tức hơi xoay người, bá đạo cúi đầu, ngón tay siết chặt cằm của cô, nhìn sắc mặt của cô, nói, nói cho anh biết. Em bị trúng độc ong rồi phải không? Sắc mặt Đường Khả Hình lập tức trắng bệch nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chỉ cười nhẹ nhìn cô, nói: "Em nghĩ rằng khi em xảy ra chuyện, cũng không chịu nói cho anh biết, thì anh sẽ không biết sao? Sẽ không có chuyện gì cả, đã có anh ở đây luôn bên cạnh em rồi." Đôi mắt Đường Khả Hình lập tức ngấn lệ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, mới thở dài, nói: "Kiếp này Trang Hạo Nhiên anh nghĩ cái gì liền được cái ấy." Nhưng chỉ có một việc, anh không muốn đi góp giật chính là bảo bối của anh. Anh tôn trọng em giống như anh tôn trọng sinh mệnh vậy. Thế nhưng anh phát hiện em càng lúc càng không nghe lời, một lần hai lần rồi ba lần làm tổn thương trái tim của anh. Hết lần này tới lần khác quay lưng lại với anh. Được rồi, anh không kiên trì nữa. Nếu như em muốn yêu ai là chuyện của em, thế nhưng anh không có cách nào mặc kệ em được. Em biết tại sao không? Anh lại nâng cầm của cô, nghiêm túc hỏi. Đường khả hình nhìn anh, nước mắt lăn dài, yếu ớt lắc đầu. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên run rẩy đau lòng nhưng vẫn rất tuấn tú, cười rộ lên nói, "Bởi vì em không ngoan. Không nghe lời, mới vừa xoay người, em liền bị trúng độc, anh sao có thể yên tâm về em được hả? Xảy ra chuyện cũng không nói với anh, anh rất muốn đánh mông em." Trái tim Đường Khả Hinh như bị vỡ ra, dựa vào trong lòng ấm áp của anh, cảm nhận trái tim anh đang đập bang bang trong lồng ngực, còn có mùi hương quen thuộc kia, cắn chặt môi dưới, cúi đầu cố nén nước mắt. Trang Hạo Nhiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngấm ngầm chịu đựng đau thương lại càng đau đớn mạnh mẽ nói, nếu thân thể có chỗ nào không thoải mái, phải nói cho anh biết liền, được không? Đường Khả Hình chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh hít hít mũi đã đỏ bừng, nghẹn ngào nói, sau gáy tê buốt, trong thân thể như bị đốt cháy. Trái tim và trên cánh tay đau quá. Trang Hạo Nhiên nghe xong lời này, gật gật đầu, nước mắt tuôn trào, tay giữ chặt đầu của cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc cô quay mặt sang hôn nhẹ lên chán cô, mới nói, anh biết. Em đã vất vả rồi, đi, chúng ta đi thôi. Mặc kệ em có lý do gì không thể yêu anh, giờ khắc này, hãy đi theo anh, em mờ. Anh nói xong liền đứng lên, trước ánh mắt đang nhìn chầm chầm của mọi người, lập tức ôm lấy đường khả hình. Đường khả hình kinh hô một tiếng, trong nháy mắt rơi lệ ôm cổ của anh, đau lòng nhìn anh. Các khách mời cũng vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này. Đi thôi. Người đàn ông này nói cũng không muốn nói, cứ như vậy trước ánh nhìn kỳ quái của mọi người, ôm lấy đường khả hình bước nhanh qua lối nhỏ mà những vị khách mời mở ra, hương bên ngoài sảnh tiệc mà đi. Tưởng thiên lỗi đứng giữa mọi người, nhìn thấy một màn này, trong lòng đau nhói nhưng vẫn phải ẩn nhẫn giấu cay đắng đau đớn vào trong lòng, đứng ở một bên không lên tiếng. Trang tính vũ cũng bất đắc dĩ đứng lên nhìn bóng lưng kiên cường của con trai, thở dài một hoi. Trang Hạo Nhiên buồn bã ôm Đường Khả Hình đi ra khỏi phòng tiệc, sau đó xoay người xuống lầu. Đường Khả Hình đau khổ ôm cổ Trang Hạo Nhiên, tùy ý để anh ôm, thân thể theo tiết tấu của anh mà cảm nhận được cảm giác an toàn mãnh liệt, hai mắt tràn đẫm lệ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện chỉ nhìn cô một cái, bỗng nhiên cười, tiếp tục ôm cô xuống lầu, giữ ánh mắt của mọi người trong đại sảnh đi vào thang máy, nhấn xuống tầng cao nhất, hai người ở trước mặt tất cả khách mời, tùy ý để thang máy từ từ khép lại phòng tổng thống. Bầu trời u ám, mưa gió bên ngoài giống như nanh vuốt của ma quỷ chém vào cửa sổ thủy tinh sát đất, sau đó nước mưa dọc theo cửa sổ thủy tinh chảy xuống. Cánh cửa, cạch một tiếng mở ra. Trang hạo nhiên tiếp tục ôm đường khả hình đi vào trong phòng, thuận tiện đóng cửa lại, vẻ mặt mới thả lỏng đi đến đầu sofa, ngồi xuống rồi trực tiếp ôm cô đặt trên đùi mình, tiếp tục duy trì tư thế này, mới ngẩng đầu nhìn cô. Đường khả hình vẫn ngồi trên bắp đùi của anh, hai tay ôm cổ anh, roi lệ nhìn anh. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng nhìn cô, ôn nhu mỉm cười, vươn tay nhẹ nâng cầm của cô, tựa như những cặp tình nhân xúc động nỉ non nói cảm thấy tốt hơn chút nào chưa. Đường khả hình nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi nhưng vẫn nhu thuận gật đầu. Tốt, Trang hạo nhiên cười, sau đó căn dặn cô, em ngoan ngoãn đi tắm. Lát nữa mặc hàn đem thảo dược về chữa trị cho em, không cần lo lắng, được không? anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì cả tuyệt đối sẽ không yên tâm em chỉ là bị bệnh thôi cần được uống thuốc chỉ đơn giản như vậy thôi thoải mái như vậy thôi trong lòng đường khả hinh đau đớn vẫn ồm cổ anh hai mắt rưng rưng nhìn anh sao vậy vì sao lại nhìn anh như vậy muốn hôn anh sao đôi mắt trang hạo nhiên ánh lệ nở nụ cười đường khả ninh khẽ cắn môi dưới nhìn anh như vậy kìm không được tình cảm dâng trào mãnh liệt trong lòng nhẹ kéo cổ của anh cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Trang hạo nhiên mấp mấy môi, ngẩng đầu lên nhìn cô, cảm xúc trong lòng trào dâng ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, cảm giác váy trắng như tuyết kia, quấn lấy thân thể anh thật là đẹp. Anh mỉm cười vươn tay vén gọn mái tóc dài trên khuôn mặt cho cô, lại nhẹ nhàng lấy đóa hoa hồng màu xâm panh xuống, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, bàn tay mới nhẹ giữ sau ót của cô, cúi đầu xuống, cả người hơi nhích tới hôn cô, vươn đầu lưỡi cùng triền miên với đầu lưỡi nho nhỏ của cô, không khí nóng bỏng đang từng đợt vả ra. Nước mắt đường khả hình lăn dài nơi khóe mắt nhưng vẫn không kìm lòng ôm cổ anh, đón nhận nụ hôn của anh. Hai người liền duy trì tư thế hôn như vậy, để tránh làm cho cô khích động, tay anh không ngừng khẽ vuốt lưng cùng bả vai của cô, lúc hôn đầu lưỡi ngọt ngào của cô, ngón tay nhẹ nâng cằm của cô, hết sức dịu dàng. Hai tay cô run rẩy ôm cổ anh, cuồng nhiệt hôn, hai tay xoa nhẹ bờ vai anh, trái tim chua xót tiếp xúc với thân thể nóng bỏng của anh, toàn bộ thế giới đều yên bình lại. Êm ả như vậy, mưa gió ngoài cửa sổ vẫn điên cuồng đập vào cửa sổ sát đất. Giữa kính thủy tinh mờ ảo, hai bóng người nóng bỏng, ôm nhau cùng một chỗ, thâm tình hôn nhau. chương 722, chuyện bất quá tam. Mưa to gió lớn vẫn điên cuồng chút xuống. Tiếng sấm từng đợt từng đợt nổ vang khắp trời. Lãnh mặc hàn một thân một mình toàn thân ướt đẫm trở dưới chân núi, Mặc kệ mưa gió điên cuồng đập vào người mình, đôi mắt vẫn nóng cháy nhìn về phía xa ngọn đồi cao vút, không chờ nổi nữa, lập tức cất bước muốn đi về phía trước, lại nhìn thấy giữa trời mưa trắng xóa, cảm giác có một bóng người màu trắng giữa những cây cỏ đang di chuyển, anh lập tức dừng bước chân, bình tĩnh chăm chú nhìn. Quả nhiên thấy tiểu nhu, dáng người nhỏ bé, quỳ gối trong một cái hang nhỏ nào đó, khệt như một con thỏ nhỏ đáng yêu bỏ ra, anh nhìn thấy cô, lập tức thở vào nhẹ nhóm, thật nhanh cất bước đi tới đạp qua những chỗ trùng trên con đường núi gập ghềnh đi tới, kêu to tiểu nhu. Toàn thân tiểu nhu đều dính đầy cho bụi bùn lầy, tóc xóa xuống vai, áo sơ mi cũng dính sát vào làn da trắng nõn của cô, bên trái khuôn mặt dường như có một đường vệt máu, cằm cũng bị sứt mẻ, nước mưa róc rách dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn trượt xuống, đôi mắt ướt đẫm, trong nháy mắt nhìn thấy lãnh mặc hàn phía xa, cô khó hiểu hả một tiếng, kêu lên, anh sao lại ở chỗ này? Không phải đi tìm ong mật sao? Tìm được rồi, Lãnh Mặc Hàn bước nhanh giữa trời mưa ẩm ướt đi tới trước mặt Tiểu Nhu, trong nháy mắt cởi âu phục màu đen của mình ra, không nhìn thấy áo sơ mi trước ngực cô ướt đẫm đã dính sát vào da thịt, như ẩn như hiện, anh chỉ khẩn trương khoác âu phục cho cô, có nhiều lời muốn nói, lại nói không nên lời. Tiểu Nhu hỗn loạn ngẩng đầu, nhìn nét mặt Lãnh Mặc Hàn, biết anh đang lo lắng, lập tức nở nụ cười ngây thơ đơn thuần, nói anh có phải đang lo lắng hay không? Đừng lo lắng lúc còn nhỏ tôi thường chạy lên núi chơi không sao đâu lãnh mặc hàn lập tức ngẩng đầu hơi thở gấp gáp nhìn cô khẩn trương nói cô không nghĩ tới mưa gió bão bùng lớn như vậy lên núi sẽ gặp nguy hiểm sao còn không cho tôi đi cùng cô sẽ không sao anh đi lên mới có thể gặp nguy hiểm nếu như tôi cứu được khả hinh anh lại xảy ra chuyện vậy tôi không phải là phạm tội lớn rồi sao không sao đâu tiểu nhu vô cùng sảng khoái và đáng yêu nói xong lại nhớ ra gì đó lập tức đưa tay vào trong áo sơ mi mình mò vào trong ngực lãnh mặc hàn quay mặt sang không nhìn tiểu nhu cầm lấy một cành linh châu thảo mắt to sáng ngời nói anh xem tìm được rồi lãnh mặc hàn nhìn cành linh châu thảo với những quả xanh kia được đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của tiểu nhu cầm lấy anh lại nặng nề thở dốc một hơi kích động nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ lương thiện của tiểu nhu đôi mắt to tròn lấp lánh như những vì sao mắt trái bị một vết xước đang chảy máu, anh lập tức muốn vươn tay, chạm nhẹ vào miệng vết thương của cô. Đi thôi, Tiểu Nhu không nói hai lời, liền cầm lấy tay áo sơ mi của anh đi về phía trước, ngốc nghếch đáng yêu nói, anh không cần lo lắng cho khả hình, cô ấy nhất định sẽ tốt hơn thôi. Thảo dược của chúng tôi, rất linh nghiệm đấy, đây chính là sau núi của vương mẫu nương nương. Lãnh mặc hàn thoáng cái cầm ngược lại tay cô, nghe được câu chuyện trong lời nói của cô, chăm chú nhìn cô. Đôi mắt Tiểu Nhu sáng ngời, đứng trong mưa nhìn về phía anh. Cái gì mà lo lắng cho Khả Hinh? Lãnh Mặc Hàn nhíu mày nhìn cô. Tiểu Nhu cười hì hì nhìn Lãnh Mặc Hàn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giống như phát hiện được một chuyện thần bí gì đó, vui vẻ nói, tôi từng thấy anh len lén nhìn Khả Hinh, giống như anh rể hay nhìn chị gái tôi vậy. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nhìn cô. Tiểu Nhu lập tức tưởng rằng mình làm sai chuyện gì, có chút sợ hãi đứng trong mưa gió, nhìn anh. Đi thôi lãnh mặc hàn đột nhiên không biết nên nói gì vươn tay đẩy mạnh đầu cô một cái mới bước nhanh về phía trước tôi sẽ không nói cho người khác biết anh yên tâm xin lỗi tôi không nên nói ra tiểu nhu nhìn về phía lãnh mặc hàn có chút khổ sở cúi đầu cầm chặt linh châu thảo trong tay đáng thương đứng ở tại chỗ lãnh mặc hàn quay đầu nhìn cô một cái mới nhanh chóng nói tôi không cảm thấy đó là một bí mật không thể cho ai biết a à, tiểu nhu khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh Đi thôi, lãnh mặc hàn không nói hai lời, thoáng cái nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nửa muốn ôm cô đi về phía trước, không còn nói gì nữa. Tiểu Nhu cũng ngây ngốc đáng yêu theo sát anh đi về phía trước. Cô, cô vừa mới nói, muốn trước khi chết, làm một chuyện có ý nghĩa. Lãnh mặc hàn quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhu, đứng trong mưa đột nhiên nghi ngờ hỏi là chuyện gì. Ánh mắt Tiểu Nhu sáng lên, nhìn lãnh mặc hàn cười rộ lên, hệt như tìm được một chi kỷ, nói lý tưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là có thật nhiều thật nhiều các giống khoai tây lãnh mặc hàn nói không nên lời nhìn cô lại nở nụ cười mưa lớn vẫn tiếp tục ở thế giới này rơi tí tách xuống đất phòng tổng thống bên trong phòng tắm truyền đến tiếng mưa rơi róc rách trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng quần thường trắng ống tay áo sắn lên đứng trên lan can lầu hai nhìn cảnh mưa trước cửa sổ sát đất đôi mắt ngưng động lại rồi lại lưu chuyển tự hỏi ngày đó mình cùng tưởng thiên lỗi tranh chấp, anh đã vung hoa hồng trong tay, đường khả hình dường như bị đam vào lúc đó, anh lập tức nhanh nhẹn cầm di động lên, nhấn số lâm sở nhai, nghe đổ chuông đầu bên kia vang lên, vẫn tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Thế nào rồi, lâm sở nhai cùng bọn tào anh kiệt nghe chuyện của đường khả hình, nhanh chóng gấp rút chạy tới. Lập tức điều tra nhà họ tưởng cho tôi, trang hạo nhiên cấp tốc căn dặn. Nhà họ tưởng, lâm sở nhai dừng bước chân, khó hiểu hỏi có chuyện gì. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lưu chuyển, nặng nề thở dài mỗi cái mới nói, tạm thời không biết nói thế nào, cậu nhanh chóng điều tra một chút về nhà họ tưởng. Đem từng người hầu, quản gia, tài xế, tất cả đều điều tra một lượt. Càng nhanh càng tốt. Được, Lâm Sở Nhai gật đầu. Chuyện này, không thể bứt dây động rừng. Còn nữa, thuận tiện điều tra một chút về tình hình nhà họ Tần. Lần trước sau khi Tần Vĩ Nghiệp bị thiên lỗi trả thù, bị mất trước thị trường, nhưng vẫn không có tin tức gì của hắn. Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng căn dặn, "Được, tôi lập tức cử người bắt tay vào điều tra ngay." Lâm Sở nhai cúp điện thoại. Trang Hạo Nhiên cầm di động, lại bình tĩnh chăm chú nghĩ về những tai nạn xảy ra trong khoảng thời gian này, lại khẽ cầm di động, xoay tròn giữa các ngón tay, vào lúc này, lại nghĩ tới Lãnh Mặc Hàn, không biết anh và Tiểu Nhu đã lấy được cây cỏ kia chưa, lập tức bấm điện thoại của Lãnh Mặc Hàn, lại phát hiện di động đang rung lên đôi mắt anh sáng ngời nhìn vào, là điện thoại của lãnh mặc hàn, tim anh đột nhiên hăm hở, nhấn nút nhận cuộc gọi, ngừng thở nhanh chóng trả lời, alo. Đã lấy được cỏ, ông mật cũng đã bắt được, đã báo với bác dịch và bác sĩ tô, chúng tôi đang nhanh chóng trở về. Lãnh mặc hàn cầm chặt tay lái, đạp chân ga vọt lên 200 km h đeo tai nghe Bluetooth nói. Cảm ơn cậu, Trang Hạo Nhiên nặng nề thở hổn hển một hơi, lập tức đặt điện thoại xuống, nghĩ khả hình được cứu rồi, anh đột nhiên cười, cầm chặt lan can, đôi mắt đột nhiên xúc động có chút ẩm ướt, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cảm tạ thượng đế, nhưng hôm nay xin được cảm tạ thượng đế. Lúc này tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngưng lại, cửa cách một tiếng nhẹ mở ra. Đường Khả Hinh mặc chiếc váy ngủ tơ tằm trắng tuyết, mái tóc hơi ẩm ướt, dựa vào cạnh cửa, giống như chú thỏ con yếu ớt đang đứng, có chút xấu hổ. Trang Hạo Nhiên lập tức khẩn trương xoay người, nhìn thấy Đường Khả Hinh xinh đẹp như vậy cô đột nhiên sửng sốt. Đường khả hình ngại ngùng không biết nói gì, đôi mắt mơ màng, nhìn về phía chiếc áo ngủ tơ tằm đặt trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nhẹ lướt qua bờ vai trắng nón, bầu ngực hơi lộ ra. Nét mặt trang hạo nhiên bộc lộ vài phần ẩn ý tươi cười, nhìn cô. Đường khả hình khẽ cắn môi dưới, muốn đi qua lấy áo ngủ, lại cảm thấy có chút xấu hổ. Trang hạo nhiên cười, cất bước bước qua, đi tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô một lúc, trong nháy mắt mới khom người vươn hai tay, ôm lấy toàn bộ thân thể mềm mại của cô. Mặt đường khả hình bỗng chốc lại đỏ bừng, không kìm được cũng vươn hai tay, vòng quanh cổ anh, đôi mắt ngấn lệ, nhìn anh. Vừa rồi mặc hàn gọi điện thoại tới, nói đã tìm được thuốc rồi. Trang hạo nhiên thoải mái cười, vừa nhìn cô, vừa ôm lấy cô đi đến bên giường. Đường khả hình nghe lời này, cũng cảm kích cười, nhưng vẫn có chút không dám tin hỏi, thật vậy sao? Ừ, Trang hạo nhiên ôm Đường Khả Hinh đi về phía giường, thật cẩn thận đem cô đặt trên chiếc giường trắng muốt, nhẹ nhàng cúi xuống áp sát người cô, cùng cô mặt đối mặt nhìn nhau. Đường Khả Hinh cũng không kìm lòng được ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lấp lánh phím hồng nhìn anh. Trang hạo nhiên nhìn cô thật sâu, vì vừa mới tắm qua nên toàn thân tỏa ra mùi hương thơm mát, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hết sức đáng yêu động lòng người. Anh đột nhiên cười, xúc động giọng khàn khàn nói thật muốn che kín ánh mắt của em. Vì sao? Đường khả hình khó hiểu nhìn anh, mềm giọng hỏi. Muốn hôn em, anh nói xong, liền có chút ngượng ngùng cúi đầu, vì biết cô đang bệnh. Đường khả hình cũng nhịn cười không được, cúi xuống, có chút xấu hổ. Trang hạo nhiên nhíu mày, nhìn cô một cái, mới nhích thân thể lại gần hơn, dùng chiếc mũi anh Tuấn của mình, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi nho nhỏ của cô, một tay nhẹ nắm bả vai cô, cọ cọ, vô cùng khát vọng nói, vừa rồi bác dịch gọi điện thoại đến cảnh cáo anh, nói cơ thể em hiện tại không tốt, sau khi tắm nước thảo dược xong, tuyệt đối không thể chạm vào em. Đôi mắt đường khả hình chợt lóe, hiểu rõ những lời anh nói, nghĩ nghĩ, lại chậm rãi vươn tay, vòng quanh cổ anh, nhớn người về phía trước đặt lên môi anh một nụ hôn. Trang hạo nhiên có chút sững sờ, hai tay trống trên giường bên cạnh người cô, đem cả người cô vây quanh, mới có chút kích động nói, hôm nay em. Đã là lần thứ hai chủ động, em cứ chủ động một lần, anh liền muốn hôn em. Đường khả hình nghe những lời này, mặt lại đỏ bừng, nhưng vẫn ôm cổ anh, hôn lên môi anh. Trang hạo nhiên có chút ngạc nhiên cười, nói câu thật bướng bỉnh, cánh tay to lớn cũng đã vươn ra, lập tức ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào trong lòng, cúi xuống môi cô mạnh mẽ hôn, lại cuồng nhiệt đưa đầu lưỡi ra, cùng đầu lưỡi có chút e thẹn ngọt ngào của cô quấn quyết cùng một chỗ, tay cách chiếc váy ngủ tơ tầm của cô, nhẹ nhàng vuốt sau lưng cô, không cô, cảm thấy cô có chút lạnh, liền kéo chăn, đắp lên trên người mạnh mẽ nóng bỏng ôm nhau. Chiếc giường có chút rung động, giống như những âm thanh ngọt ngào. Lúc này, chuông cửa nhất thời vang lên. Hai người nghe tiếng chuông này, cùng dừng lại, lại nhìn nhau. Trang hạo nhiên nóng cháy nhìn đường khả hình thật lâu, vẫn không muốn buông lại thâm tình hôn lên chán, mắt, mũi, trái tai và cuối cùng là bả vai bóng loáng của cô, phát ra âm thanh thật sâu sắc. Đường khả hình mềm mại như mây, đón nhận nụ hôn thâm tình ấy, tim đập liên hồi. Bác dịch và tô thủy kỳ hai người đàn ông đứng ngoài cửa hết sức lo lắng lại muốn nhấn chuông cửa bất chợt cửa đinh một tiếng mở ra tô thủy kỳ khẩn trương lao vào bác dịch nhanh chóng mang theo sách y học đi lên cầu thang lại nhìn thấy trang hạo nhiên đang ôm lấy đường khả hinh đang mặc áo ngủ vào lòng tựa vào trước giường hai tay ôm chặt thân thể mềm mại của cô ngón tay nhẹ vuốt ve mái tóc cô vô cùng dịu dàng và yêu thương anh chợt đứng lại bên giường nhìn về phía bọn họ đột nhiên sửng sốt. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Khả Hinh dịu dàng dựa vào lòng một người đàn ông như vậy. Chương 723, Trùng Lập. Trang Hạo Nhiên xoay người đã nhìn thấy Tô Thủy Kỳ đến rồi, hiểu rõ tâm ý của anh đối với Đường Khả Hinh, lập tức hơi buông cô ra đứng lên, ngượng ngùng nhìn về phía anh, cười nói, "Cậu chủ Tô." Đường Khả Hinh nhìn thấy Tô Thủy Kỳ, khuôn mặt từng đỏ. Tô Thủy Kỳ thản nhiên liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, mới mỉm cười gật đầu, chậm rãi bước qua bên cạnh anh. Đi tới trước mặt đường Khả Hinh, ngồi xuống bên giường nhìn cô, vươn tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, quan tâm nói em ổn không? Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ, mỉm cười gật đầu. Tô Thụy Kỳ thâm tình nhìn cô, lập tức đứng dậy, bất ngờ ôm đầu đường Khả Hinh, kê gối cho cô nằm trên giường, mới nói bây giờ em đang bị trúng độc, tư thế nghỉ ngơi này sẽ làm cho não bộ của em càng tê buốt. Em vốn là người khi bị đau nhất định sẽ không nói cho người khác biết. Bị thương như thế nào cũng xem như không có gì. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hơi quay đầu nhìn anh một cái. Em không sao, anh không cần lo lắng cho em. Đường Khả Hinh thoải mái nằm trên giường, nhìn anh mỉm cười nói, thực sự em đã khỏe nhiều rồi. Em có khỏe không, không phải do em định đoạt." Tô Thủy Kỳ nói xong, nắm tay cô, chuyên chú im lặng bắt mạch cho cô. Đường Khả Hinh nhìn dáng vẻ của anh như vậy, đột nhiên cười. Trang Hạo Nhiên nhìn một màn này, có chút trầm mặc. Bác dịch đi tới bên cạnh anh, liếc mắt nhìn anh mới đi tới trước mặt Đường Khả Hinh. Nhân lúc tô thủy kỳ bắt mạch, vươn tay kéo nhẹ mí mắt dưới của cô, quan sát tơ máu trong mắt cô, lại nhấc cổ tay trúng độc, nhìn thấy vị trí vết thương bị sưng của cô đang từ từ lần rộng, anh thực sự đau lòng, nặng nề nói, rốt cuộc là ai ác độc như vậy, muốn đưa cô vào chỗ chết chứ? Đường Khả Hinh cũng không hiểu nhìn về phía anh, yếu ớt nói, tôi cũng không biết nữa. Trang Hạo Nhiên nghe lời này lại nhanh chóng nói, ngày cô ấy trúng độc là do bị hoa hồng đâm. Trùng hợp nó là hoa hồng của thiên lỗi, tôi sẽ cử người bắt tay vào điều tra. Tô Thủy Kỳ trong nháy mắt ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Trang Hạo Nhiên nói ý của anh là Tổng giám đốc tưởng muốn hại Khả Hinh sao? Đường Khả Hinh sửng sốt, lập tức khẩn trương nhìn Trang Hạo Nhiên lắc lắc đầu. Không có khả năng này, Trang Hạo Nhiên lắc lắc đầu, hai tay đút vào túi quần, sắc mặt ngưng lại, nhíu chặt mày nói thiên lỗi yêu khả hình như thế tư tưởng quan điểm cùng các phương diện khác đều vô cùng chính trực tuyệt đối sẽ không tổn thương khả hình thế nhưng tôi hoài nghi có người tiếp cận cậu ta để hại khả hình bác dịch nghe xong khó hiểu nhìn anh nói thông qua tổng giám đốc tưởng mượn cơ hội này để làm hại khả hình như vậy chỉ có một lý do đường khả hình lập tức nhìn bác dịch bác dịch cũng nhìn về phía đường khả hình nói tình địch trang hạo nhiên cũng đang suy nghĩ về khả năng này Tô Thủy Kỳ cũng kinh ngạc nhìn bác dịch nói, tình địch. Bên cạnh tổng giám đốc tưởng cũng chỉ có hai người phụ nữ, một là tiền thị trưởng phu nhân, hai là nhâm đại tiểu thư, các cô ấy có thể làm vậy sao? Trang hạo nhiên nhíu mày nghĩ về chuyện này, thở dài lắc lắc đầu nói tôi không biết nữa. Chỉ là tôi nhất định phải điều tra ra, rốt cuộc ai đã làm việc này. Vẻ mặt anh biến sắc, nghiến răng, đôi mắt lóe ra sát khí. Đường khả hình nhìn ánh mắt này của anh, có chút sợ hãi trang hạo nhiên cảm giác được tâm tình của cô liền chậm rãi quay đầu mỉm cười nhìn cô chuông cửa đột nhiên vang lên trang hạo nhiên xoay người nhanh chóng xuống lầu đi qua phòng khách mở cửa ra liền nhìn thấy lãnh mặc hàn cùng tiểu nhu toàn thơ đều ẩm ướt đứng ở cạnh cửa thở dốc nhìn mình anh đột nhiên cười kích động vươn hai tên nặng nề cầm thật chặt vai cô gái lanh lợi đáng yêu cảm kích nói tiểu nhu vất vả cho cô rồi không vất vả không vất vả tiểu nhu lập tức đưa linh châu thảo và ông đã cha cười nói, anh xem một chút. Chấm than, toàn bộ đều được tôi tìm thấy rồi. Bác dịch nhanh chóng chạy như bay xuống lầu đi tới trước mặt tiểu nhu, đầu tiên là nhận lấy cái túi chứa ong đất kia, liếc mắt nhìn, lấy thêm, linh châu thảo, cầm nó lên, nhìn nó giống lá cây bạc hà, xoay tròn trong tay, cư nhiên chưa từng thấy qua bao giờ. Còn có, chấm than ngoặc kép, tiểu nhu lập tức lại lấy ra một cái túi khác, nói với bác dịch, đây là cây rêu dưới chân núi vương mẫu nương nương cha tôi nói loại rêu này và linh châu thảo, giã nát chung với nhau, đắp lên vết thương, tác dụng sẽ nhanh hơn đó. Bác dịch lập tức tiếp nhờ cái túi kia, nhìn thấy bên trong là cây rêu tím vô cùng chân quý, anh lập tức cười rộ lên nói tốt. Tôi lập tức đi chuẩn bị liền. Tô Thủy Kỳ cũng nhanh chóng đi xuống, tiếp nhận trước túi ong đất đang bay loạn kia, nói tôi đi bệnh viện, lấy huyết thanh từ số ong đất này. Để điều chế nước thuốc, được, bác dịch lập tức đem dược thảo đi vào phòng bếp. Tô Thủy Kỳ nhanh chóng đi ra ngoài. Trong lòng Tiểu Nhu đang nghĩ về đường Khả Hinh, lập tức chạy như bay lên lầu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đường Khả Hinh, lập tức rơi lệ nghẹn ngào nhào tới ôm lấy bạn tốt của mình, khóc nói, Khả Hinh. Xin lỗi, tôi đã tới chậm, bởi vì hiện tại núi đó đã cao hơn, thời gian lên núi cũng lâu hơn, khó khăn lắm mới đi qua được hang động. Đường Khả Hinh cũng kích động rơi lệ, vội vã vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt bị thương của cô liền nhìn thấy khóe mắt đang chảy máu đau lòng nghẹn ngào khiếp sợ kêu lên trời ạ à, tại sao cô lại thành ra như vậy hả thuốc này nhất định rất khó lấy có phải không không khó không khó hồi bé tôi thường xuyên lên núi tôi còn ăn thật nhiều thật nhiều thảo dược nghĩ đến nếu như tôi không cẩn thận ngã xuống máu của tôi cũng có thể cứu cô không có việc gì cô yên tâm đi nước mắt tiểu nhu từng viên từng viên rơi xuống nhưng vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của đường khả hinh, nghẹn ngào nói cô nhất định phải khỏe, cô khỏe, tôi sẽ bóc nhãn long cho cô ăn. Đường khả hinh nghe lời này, hai mắt ngấn lệ, ôm bạn tốt vào lòng, cảm động vừa cười vừa khóc nói cảm ơn cô nhiều lắm. Dưới lầu, đôi mắt trang hạo nhiên nóng cháy nhìn thân thể ướt đấm của lãnh mặc hàn, kỳ thực anh đã sớm hiểu rõ tình cảm của cậu ta dành cho khả hinh. Cảm giác này liền biến mất, kích động nói, đi tắm rửa đi toàn thân đều đã ướt hết rồi, cậu đã cực khổ. Lãnh mạc hàn cũng nhìn anh một cái rồi mới lên lầu, dắt theo tiểu nhu toàn thân cũng đã ẩm ướt đến một phòng khách khác để tắm nước nóng. Trang hạo nhiên cũng nhanh chóng lên lầu, đi tới bên người đường khả hình ngồi xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, mỉm cười nói, nhìn xem. Bọn họ đều đã trở về, không có việc gì cả. Nhất định sẽ vượt qua thôi. Đường khả hình cũng mỉm cười nhìn về phía trang hạo nhiên, rơi lệ gật gật đầu bệnh viện, khoa xét nghiệm. Tô Thủy Kỳ mặc áo blau trắng, hai tay trống trên bàn của khoa nhìn đồng nghiệp của mình đang khẩn trương dùng kìm, nhẹ bỏ vào dưới kính hiển vi, đầu tiên là làm cho con ong ngất đi, lại cầm ống tiêm, dọc theo lưng dưới của ong đất, nhẹ đâm vào. Anh vô cùng lo lắng nói với hắn, phiền cậu nhanh lên. Chuyện này thực sự rất gấp, tôi nhất định phải dùng huyết thanh để điều chế nước thuốc. Ừm, tôi biết rồi. Đồng nghiệp chuyên chú làm việc, nghiêm túc trả lời bên trong phòng bếp. Bác dịch trước tiên nhanh chóng đem cây rêu dã nát, căn cứ theo ghi chép của sách thuốc, đối với trùng độc bình thường, rêu đã dã nát đem đắp vào chỗ bị thương, chỉ chốc lát là tiêu sưng, anh nhanh chóng lấy rêu đã dã bỏ vào cối, lại đem linh châu thảo, hái quả bỏ vào cối giã thuốc, nhanh chóng giã nát, lập tức cảm giác một cỗ mùi thơm kỳ dị tỏa ra từ hạt châu này, có vài phần cay đắng, thật có hương vị của nước mắt. Trạng vạng tối, đường khả hình nằm trên giường, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, cảm giác sau gã bị một trận tê buốt, tai từng đợt ông ông truyền đến, cổ họng đau như thiêu đốt, hô hấp đều khó khăn, lúc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai mắt đẫm lệ, muốn nói gì đó. Lại không thể nói được. Trang Hạo Nhiên ngồi ở bên cạnh nắm chặt tay cô, đau lòng nhìn cô, nói, Khả Hinh. Có phải em muốn nói cái gì đúng không? Tầm mắt đường Khả Hinh càng lúc càng mơ hồ nhìn Trang Hạo Nhiên, chợt xuất hiện ảo giác, toàn bộ trời đất quay cuồng, ngón tay nhanh chóng rét run, thân thể không ngừng run rẩy muốn mở môi mỏng nói cái gì đó lại nói không nên lời bắt đầu xuất hiện co giật bệnh tình xấu đi khả hinh trái tim trang hạo nhiên lập tức run lên nắm chặt tay cô hai mắt lóe ra khẩn trương nói em thấy chỗ đó không thoải mái nữa hả đường khả hinh cảm giác cổ họng mình như bị thiêu đốt muốn mở miệng ra trả lời anh nhưng bất luận có cố gắng như thế nào đều không có sức lực nước mắt lại nhanh chóng chảy xuống trang hạo nhiên nhìn ánh mắt tuyệt vọng này của cô bản thân lập tức đem cô ôm vào trong lòng, đôi mắt ánh lên một chút hoang mang, giữ chặt gáy của cô ôn lên mái tóc cô, yêu phiền mà khẳng định nói, không có việc gì. Tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu, yên tâm đi em. Đường khả hình tựa vào trong ngực của anh, trong lòng đau xót nhưng vẫn đem hết toàn lực ôm chặt hông của anh, trong lòng tha thiết gọi anh trai. Trang hạo nhiên không thể nghe được tiếng gọi đến từ tận đáy lòng kia, chỉ mạnh mẽ mà đau lòng ôm lấy cô bác dịch nhanh chóng đem các thảo dược vừa dã xong điều phối với những thảo dược khác, còn có thuốc bột, toàn bộ đều trộn chung lại với nhau, sau gáy vang lên lời của Tô Thủy Kỳ, có thể một lát nữa cô ấy sẽ phát sinh triệu chứng u tai, cổ họng khô nóng như bị thiêu đốt, anh nhất định phải nắm chắc thời gian này, tiêm vào cho cô ấy huyết thanh mà tôi đã điều chế thành nước thuống, kết hợp với thảo dược đã điều chế xong, nếu không cô ấy có thể sẽ bị mất tiếng nói tạm thời hoặc không bao giờ nói chuyện được nữa. Bên trái lò vi sóng nhanh chóng mở ra, mùi nước thuốc cuồn cuộn từng đợt thoát ra. Bác dịch nhanh chóng mở nắp lò, dùng kiềm lấy thuốc ra, đặt vào trong đĩa rồi nhanh chóng phối thuốc. Lúc này, sau gáy đường khả hình phanh một tiếng vang lên, hai mắt lập tức trợn trắng, tại một khắc sinh mệnh cuối cùng, dường như trong nháy mắt nhìn thấy trong bóng tối người đàn ông đang cuồng nhiệt hôn mình, khuôn mặt kiên nghị kia cùng cùng với khuôn mặt của người nào đó giao chồng lên nhau. Ánh mắt cô đột nhiên lưu chuyển rơi lệ nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng nhìn cô, nắm chặt cổ tay của cô, kỳ quái nhìn ánh mắt này của cô, hỏi thế nào rồi. Dường như chỉ là ảo giác, đường khả Hinh nhìn anh, có nhiều điều muốn nói, mấp máy môi mà nói không nên lời. chương 724, sinh mệnh tựa như một người phụ nữ. Bác dịch nhanh chóng đem thuốc gói lại, dưới sự trợ giúp của Tiểu Nhu, lãnh mặc hàn, liền chia làm ba gói, sau đó đi lên lầu 2, bước tới bên cạnh đường khả Hinh lập tức nhấc cổ tay cô lên, nhanh chóng đắp lên chỗ xương đen của cô. Cả người đường khả hình đau đớn, mồ hôi lạnh nhễ nhại, cảm giác khó chịu đến mức linh hồn dường như cũng dễ dụa muốn thoát ra khỏi thân thể mình, nặng nề thở hổn hển một hơi. Trang hạo nhiên ôm lấy thân thể cô, nhìn gói thuốc nóng cháy kia khiến người ta phải khẩn trương, anh đau lòng hỏi, sao lại phải dùng gói thuốc nóng như vậy chứ? Bác dịch để cho tiểu nhu từ từ làm nóng hai gói thuốc còn lại, quan sát chỗ xương đỏ của đường khả hình, mới nhanh chóng nói, vết thương trên ngón tay cái cô ấy đã khép lại, nhưng độc tính đã lan đến cánh tay, nếu như không dùng gói thuốc nóng, dược tính không có cách nào vào trong được. Anh nói xong, lại nhanh chóng rút kim châm, đâm thẳng vào huyệt nhân chung của đường khả hình. Đường khả hình cảm nhận được ý thức của mình trở nên mơ hồ, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, khuôn mặt quay sang một bên, từng trận từng trận mồ hôi nóng tuôn ra. Tiểu nhu nấu thuốc xong, lại đi tới, rất lo lắng nhìn đường khả hình, trong lòng đau xót, nước mắt liền rơi xuống. Trang hạo nhiên ôm chặt thân thể đường khả hinh, đôi mắt bộc lộ ánh nhìn nóng cháy, dùng tay vỗ về khuôn mặt cô, lại đau lòng hôn cô. Bác dịch căng thẳng nhấc cổ tay, nhìn thời gian đã gần 8 giờ tối, Tô Thủy Kỳ đã điều giải xong ong mật, ra nước thuốc, muốn kiểm nghiệm, có thể cần 24 tiếng đồng hồ, đôi mắt anh đảo loạn, khẩn trương nhìn vết sưng đỏ trên cánh tay đường khả hinh, cũng không hề bớt sưng. Tiểu Nhu nặng nề cắn ngón tay, Lo lắng nhìn Đường Khả Hinh. Lãnh Mặc Hàn cũng đứng một bên, khẩn trương không lên tiếng. Bọn người Lâm Sở Nhai sau khi xử lý xong mọi việc, cũng nhanh chóng trở về, nghĩ hôm nay Nhã Tuệ bận rộn, nếu để cô ấy biết tình trạng của Khả Hinh, nhất định sẽ lo lắng, nên cũng không dám báo tin. Mọi người nhìn tình hình Đường Khả Hinh lúc này, tim bọn họ đều như bị bóp chặt thành một khối, lo lắng chờ đợi. Đến 9 giờ tối, ý thức Đường Khả Hinh từ từ có chút mơ hồ, mồ hôi nóng đã ngưng chảy lại dần dần tiến vào trạng thái hôn mê vào bệnh viện trang hạo nhiên nhanh chóng ôm lấy cô ra quyết định bác dịch lại nắm chặt tay anh nhìn anh nói nếu như đi bệnh viện có thể cứu được tôi cũng không cần chờ tới bây giờ trang hạo nhiên nhìn anh không lên tiếng thả lỏng đi tin tôi tôi sẽ cố hết sức bác dịch không nói hai lời lại từ trong túi lấy ra một cây kim châm cứu dài đâm vào các huyệt vị trên người đường khả hinh trang hạo nhiên cúi đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của đường khả hinh, anh lại đau lòng ôm lấy cô, mặt nhẹ nhàng kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cắn chặt răng không nói chuyện. Đường khả hinh im lặng không lên tiếng, chỉ dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại, nước mắt chảy xuống cảm nhận được người đàn ông kia, nhưng mặt dán sát vào mặt mình, đôi mắt anh có chút ẩm ướt, có chút ấm áp trên mặt mình, ngón tay cô khẽ nhúc nhích, muốn ôm anh một cái, nhưng toàn thân lại tê buốt, muốn cử động lại không thể. Ảo giác liên tục xuất hiện, dường như cô thấy được một con đường dài nào đó bầu trời xanh thẳm mây trắng nhẹ nhàng bay những quả bong bóng màu sắc sặc sỡ bay khắp nơi một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần thường trắng ôm chặt một cô gái xinh đẹp bộc lộ yêu thương ngọt ngào mỉm cười cô nhìn thấy hình ảnh đó dường như cơ thể lạnh lẽo của mình được rót vào một chút ấm áp nước mắt lăn dài khuôn mặt hiện lên nét tươi cười giống như nhìn thấy một tòa lâu đài giữa biển cả mênh mông trang hạo nhiên nhẹ nâng khuôn mặt đường khả hình nhìn ánh mắt này của cô đôi mắt lập tức ẩm ướt đau lòng nói khả hinh nếu như có thể lúc này anh muốn dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của em bởi vì yêu một người không phải muốn có cô ấy mà là hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc cho nên mặc kệ bây giờ em yêu ai hãy vì người đó mà sống thật tốt bởi vì nếu em gặp chuyện không may người kia sẽ sống không bằng chết em yêu anh em yêu anh em yêu anh đôi mắt đường khả hinh đẫm lệ ánh mắt mơ hồ, nước mắt cứ thế tuôn trào nhìn Trang Hạo Nhiên, muốn mở miệng nói ra ba chữ kia, lại nghẹn ngào phát hiện mình không thể nói được. Cô muốn hỏi ông trời, tại sao lại đối xử với mình như vậy, hết lần này tới lần khác đều tàn nhẫn trừng phạt mình. Thân thể cô run run, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, lại thâm tình nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Ngón tay khẽ động đậy, muốn vươn tay vuốt khuôn mặt anh, lại không cử động được, chỉ có đôi mắt lờ mờ mơ màng, sắp sửa tuyệt vọng nhắm lại, từ biệt thế giới này. Trang hạo nhiên cũng cố nén nước mắt, nhìn cô, một trận đau khổ ập đến, cúi xuống sát chán cô, nặng nề thở hổn hển, thống khổ run run nói, em không được ngủ, anh nói cho em nghe một bí mật nho nhỏ, được không? Đường khả Hinh cố gắng chịu đựng thân thể đang đau đớn run run không ngừng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, mở to đôi mắt đẫm lệ không nói gì nhìn về phía anh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh phá vỡ nguyên tắc làm việc của mình, nói cho em biết một bí mật nhỏ. Trang hạo nhiên nâng khuôn mặt cô, lo sợ tính mạng của cô sẽ bỗng nhiên biến mất, rơi lệ run run nói, thực ra lần này anh là một trong những vị giám khảo quan trọng nhất của cuộc thi sẽ công bố hai đề mục thi đấu. Em có muốn anh nói cho em nghe một đề mục thi đấu hay không? Nếu như em không ngủ, anh sẽ nói cho em biết. Đề thi lần này sẽ có 20 phần. Đầu óc đường khả hình lại từng trận mơ hồ, mạnh mẽ liều mạng dùng chút ý thức cuối cùng, rơi lệ nhìn anh. Nước mắt trang hạo nhiên lại rơi xuống, yếu ớt hé đôi môi mỏng, đau khổ nói, những phương châm siêu tầm ở phương Tây về các vị tử thần, Nietzsche nói về. Truyền thuyết các vị tử thần, quyển thứ 5, Nietzsche toàn tập, trang thứ 9. Ví dụ về sinh mệnh. Bác dịch nghe lời này, vừa muốn châm kim xuống, viên mắt lại chợt ẩm ướt. Đường khả hình càng thống khổ run run nhìn anh, nước mắt lăn dài. Tiểu nhu đứng một bên, mặc dù không hiểu, thế nhưng không biết tại sao, đột nhiên rơi lệ, vừa lau nước mắt, vừa khóc. Biết đáp án sao? Trang Hạo Nhiên thống khổ nhìn cô gái nhỏ này, nghẹn ngào hỏi. Đường Khả Hinh gật gật đầu, nước mắt chảy xuống. Em biết thật sao? Không được danh mẽng, không được lừa gạt. Trang Hạo Nhiên đau khổ nhìn cô, lại run run nói. Đường Khả Hinh lại thâm tình nhìn anh, nặng nề gật đầu. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn cô, tin tưởng gật đầu, nói, "Được. Anh tin em, vậy chúng ta cùng nói ra một lượt, được không?" Đường khả hình rơi lệ nhìn anh, thân thể bắt đầu mạnh mẽ run rẩy, nhưng vẫn gật đầu. Trang hảo nhiên dường như nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô, nước mắt lại lăn dài, nghẹn ngào nói, sinh mệnh tựa như một người phụ nữ, một người phụ nữ quyến rũ, cô ấy không phải là vĩnh hằng, cũng không hiền lành, dáng vẻ phóng túng, chấp nhận, nhưng cũng có thể từ chối, e lệ rụt rè mà lại cười chế giễu, đồng tình nhưng lại đầy mê hoặc, cho nên càng thêm hấp dẫn. Cô ấy làm cho ta phải khổ sở, thế nhưng thế nào đi nữa ta cũng không muốn cô ấy phải khổ cực. Cho dù khổ cực cũng trở thành một loại vui vẻ, cô ấy quả thực rất ác độc, nhưng khi cô ấy tự mình nói ra sự ác độc ấy, cô ấy lại càng mê hoặc lòng người hơn. Có lẽ ta sẽ hận cô ấy, lúc tưởng như đang hận cô ấy, thực ra lại vô cùng yêu cô ấy. Anh nói xong câu đó, cúi xuống dưới, lại đau khổ chạm khẽ vào chán cô, rơi lệ nói ra những câu kinh điển đã được lưu truyền lại đời sau này. Đường khả hình đột nhiên thanh âm khàn khàn, khóc lên. Trong nháy mắt bác dịch nhìn thấy hy vọng, ngạc nhiên vui mừng khẩn trương nhìn về phía đường khả hình. Thân thể đường khả hình giật giật, run rẩy kịch liệt, vươn tay chậm rãi nắm chặt áo trang hạo nhiên, từ trong thân thể muốn lên tiếng, nói cho người đàn ông này biết, bất đắc dĩ cổ họng như bị thiêu đốt. Giọng nói yếu ớt buồn bã, chỉ có thể từ nơi này phát ra, trong tình yêu, vẫn luôn điên cuồng. Tình yêu không mong được đền ơn, ngược lại chỉ xin được báo đáp. Cuộc sống đã đem bản thân mình dâng tặng cho chính chúng ta, chúng ta lúc nào cũng muốn được báo đáp lớn nhất. Chỉ có mang theo ác ý mà không phải yêu thương quan sát cuộc sống con người, mới có thể oán giận cuộc sống cho người đó vui vẻ quá ngắn ngủi. Bản thân mình đối với vui vẻ không hề có chút cống hiến thì cũng đừng nên có nguyện vọng được vui vẻ. Những cống hiến này chính là tình yêu đối với cuộc sống. Nếu như nói cuộc sống là cội nguồn của sự vui vẻ. Như vậy tình yêu chính là cội nguồn của sự vui vẻ trong cuộc sống cảm ơn anh trang hạo nhiên anh đã dùng tất cả để cho em thấy được tình yêu vĩ đại nhất trên thế gian này cảm ơn anh nếu như em có thể tiếp tục sống sót cầu xin thượng đế cho phép em được dùng quãng đời còn lại dốc hết tất cả để yêu anh cô gái nhỏ này khẩn cầu trong im lặng khóc thút thít trang hạo nhiên cũng đau khổ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng cúi mặt đặt trên môi cô một nụ hôn lại rơi lệ nói câu trả lời rất đầy đủ. Nước mắt đường khả hình lăn dài, trong lòng chợt kích động, lưu luyến không thôi, liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, lại chậm rãi nhắm mắt lại, cổ tay rũ sang một bên. Trang hạo nhiên bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía cô gái trong ngực mình, giống như một bông hoa đã úa tản rơi xuống, tim anh bỗng chốc vỡ tan, đau khổ kêu to, đường khả hình. Nietzsche toàn tập, có câu, khám phá trần gian, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo lúc này cũng chính là ngày tận thế của sự mệt mỏi vĩ đại và tất cả những người sáng tạo cô gái nhỏ này thực ra vẫn luôn dùng tính mạng của mình để giải thích cho những câu chuyện chân tình cho đến tận bây giờ cố đối mặt với khó khăn nguy hiểm cũng chưa từng buông tha chưa từng oán hận sự khoan dung của cô là vì quý trọng cuộc sống cuộc sống chính là tình yêu mà tình yêu cũng chính là cuộc sống cô chính là từ thế giới có tình yêu mà đến cho nên cô dùng tình yêu để đền ơn người khác Số phận đem cô cuốn vào tất cả vào trong vòng xoáy quyền lợi, tội ác, sự phản bội, cô hết lần này đến lần khác thoát ra được, là vì trong lòng có tồn tại tình yêu. Cô chưa từng tuyệt vọng đối với thế giới này, dù chỉ là một mét ánh mặt trời cũng đã là cả thế giới. Mấy ai có thể làm được như vậy đâu? Chương 725, đính hôn. Cơn gió trong lành lướt qua, khu rừng trúc, khẽ lay động, vân về ánh mặt trời, từng vệt từng vệt rơi trên mặt đất cửa sổ sát đất khẽ mở ra cậu bé thật cẩn thận bước ra liếc mắt nhìn trên mặt đất xem có còn bò cạp nào hay không chắc chắn không có mới xoay người nhìn cô bé mỉm cười nói có thể ra đi cô bé vẫn còn sợ hãi đến mức siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình lẩm bẩm nhìn ra bên ngoài mới chậm rãi đi ra em tên là gì cậu bé nhìn cô bé hỏi đôi mắt cô bé to tròn sáng ngời nghĩ một chút về vấn đề này mới cúi đầu giọng nói trẻ con yếu ớt vang lên mẹ nói không thể nói cho người lạ biết tên của mình nếu không sẽ bị người xấu bắt đi đúng chính là như vậy không nên nói tên mình cho người lạ biết nếu không người xấu sẽ bắt em đi mất đấy cậu bé cố ý vươn hai tay giơ móng vuốt lên hù dọa cô bé ngẩng đầu nhìn thấy anh trai như vậy cười khanh khách thế nhưng sao em lại muốn đến đây cậu bé khó hiểu hỏi em và cha em cùng đến đây cha em nói cho em ra ngoài dạo chơi một chút cô bé nhìn anh trai không hiểu sao cảm thấy yêu mến này này vậy em muốn vào trong đó dạo chơi sao cậu bé nhìn em gái nhỏ cười hỏi em muốn đi tìm giày cao gót nghe nói thật sự rất đẹp khi mang vào có phải em sẽ lập tức biến thành công chúa hay không cô bé ngẩng đầu nhìn anh trai cười nói em mà mang vào sẽ không đứng dậy nổi bởi vì em không phải là công chúa Cậu bé nói xong, liền cười quay người bước đi. Em gái nhỏ lập tức phồng má, tức giận nhìn anh trai lớn, nhưng cũng tiếp tục cất bước nhỏ, cùng cậu bước đi. Một bóng dáng màu trắng, bóng xuất hiện bên cạnh cửa, cô bé mặc một chiếc váy lụa ngắn màu trắng, cô bé ước chừng 10 tuổi, nhưng mặt nhìn cô bé nhỏ đi theo phía sau lưng cậu bé, nhảy theo nhịp bước chân cậu bé, cô lại cắn môi dưới, lập tức xoay người. Cánh đồng hoa oải hương minh mông bát ngát, màu tím trải dài cả một vùng, lan rộng khắp nơi xa xa là cối say gió hà lan màu trắng dưới bầu trời xanh thẳm, đang không ngừng xoay tròn cậu bé bước nhanh qua cánh đồng hoa oải hương thân thể màu trắng giữa khung cảnh màu tím này di chuyển cô bé trong tay vẫn cầm cành trúc kia vừa đi về phía trước vừa nhìn khung cảnh tĩnh lặng xung quanh chỉ có những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua và cả cánh đồng hoa oải hương cô có chút sợ hãi nói anh trai lớn ở đây có thể có người xấu bắt em đi hay không sẽ không cậy bé cúi người xuống bẻ gãy một cành hoa oải hương hướng về bầu trời xanh thẳng liều mạng vẫy vì sao cô bé thực sự vui vẻ hỏi vì sao em chưa từng nghe qua truyền thuyết về hoa oải hương sao cậu bé hỏi cái gì cô bé khó hiểu hỏi hoa oải hương có thể làm cho linh hồn kỳ dị hoặc người xấu biến thành hoa nếu như nơi này có người xấu sẽ ngay lập tức hiện thân cậu bé vừa đi vừa cười nói lại phát hiện phía sau không có tiếng động gì cậu sửng sốt xoay người chỉ phát hiện khắp cánh đồng oải hương cô bé đáng yêu kia không biết đã đi đâu rồi cậu sửng sốt có chút khẩn trương gọi em gái nhỏ em gái nhỏ xung quanh hoa oải hương khắp nơi lay động từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua đáp lại tất cả chỉ là tiếng róc rách em gái nhỏ cậu bé có chút khẩn trương tìm cô bé khắp nơi ha 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 tại phòng khách một ngôi biệt thự xa hoa dẫn đầu là một người đàn ông tuổi chừng 60, mặc âu phục đen, phong thái kiêu ngạo, bộc lộ khí phách mạnh mẽ, ngồi trên sofa dành cho chủ nhân màu nâu, nhìn về phía đường trí long bên cạnh, mặc âu phục màu xám, dù đã gần 40, nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn, phong độ tao nhã, ngồi trên sofa, nhận lấy tách trà búp trên đỉnh núi Nga Mi do người giúp việc đưa đến, nhẹ nhàng mở nắp tách trà, ngửi ngửi, rồi mới uống một ngụm nhỏ trà trên đỉnh tuyết thơm ngon này. Ông cười rộ lên gọi, trí long này. Vâng, Chủ tịch, đường Chí Long mỉm cười đặt tách trà xuống, xoay người nhìn về phía Chủ tịch. Tôi vừa mới nhìn thấy Tiểu Hinh, hết sức thích nó, không bằng cậu để nó ở lại, làm cháu dâu của thiên lỗi nhà chúng ta. Tưởng lão cười rộ lên nói. Cậu thanh niên lạnh lùng, ngồi bên cạnh, không lên tiếng. Đường Chí Long nghe, lại ôn hòa khiêm tốn cười nói, mẹ con bé vẫn không muốn cho Tiểu Hinh qua đây chơi, chính là vì sợ tưởng lão ra người sẽ thích, liền giữ nó ở lại ha 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 tưởng lão thẳng thắn cười rộ lên nhìn đường trí long nói cậu nói những lời này chẳng lẽ cho rằng thiên lỗi nhà chúng tôi không xứng với tiểu hình nhà cậu sao vẫn luôn đem con gái mình giấu đi chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay sao việc này cứ quyết định như vậy đi hôn sự này do tôi quyết định cậu thanh niên nhàn nhạt nhìn ông nội mình chủ tịch đường trí long lập tức cười nói tiểu hình nhà chúng tôi không dám trèo cao tôi nói trèo được thì chính là trèo được tôi không thích con bé như mặt kia quá im lặng không giống như tiểu hình của chúng ta hoạt bát đáng yêu xuất thân từ gia đình danh tiếng lại giáo dục tốt vừa rồi mặc dù trốn đi nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia cười vô cùng ngọt ngào tôi thực sự rất thích tưởng lão hai tay cầm lấy tay vịn ghế dựa cười rộ lên nói cứ quyết định vậy đi nếu như cậu đồng ý đem con gái bảo bối gả vào nhà họ tưởng chúng tôi Tương lai tôi sẽ còn bé trở thành chúng tinh phủng nguyệt sao? Sao vô số những vì sao vây quanh mặt trăng? Cậu thanh niên ngồi một bên, vẫn im lặng không nói gì, dường như đối với sự sắp xếp này không có ý kiến. Bên ngoài phòng khách, bóng người nhỏ màu trắng kia, dựa vào một bên cửa, nghe những lời này, đôi mắt đột nhiên bộc lộ ánh nhìn tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống. Cánh đồng hoa oải hương kia, chính là vùng đất trù phú của nhà họ Tưởng, vì ngàn năm vẫn luôn gieo trồng loại cây này xua đuổi ô uế cũng chính là một tấm gương soi tâm hồn của nơi này. Cô bé chợt bước vào từng thế giới mộng ảo, cô đón gió, nhìn thấy trước mặt có thật nhiều những thiên nga trắng cao như những căn nhà, có xe của công chúa Bạch Tuyết, còn có quả bí ngô, cô lập tức vui vẻ hệt như một con bướm, bay lượn khắp trốn, cảm thấy nơi này, chơi rất vui. Cô bé liền đứng nhìn bức tượng điêu khắc thiên nga trắng, rồi lại tung tăng khắp nơi, cuối cùng ở một nơi nào đó, lại nhìn thấy một chiếc giày cao gót thủy tinh trong suốt cao chừng 2 mét, sừng sướng giữa cánh đồng hoa oải hương, giữa sắc tím nổi bật lên, ánh sáng rực rỡ của câu chuyện cổ tích lấp lánh mộng ảo, đôi mắt cô bé sáng ngời, kêu hoa lên một tiếng, vui vẻ chạy như bay tới, kêu to, giày cao gót. Giày cao gót thật là cao, mang vào mình có thể cao như anh trai lớn rồi. Cô vui vẻ chạy nhanh tới, đứng trước chiếc giày cao gót kia, lập tức cúi người ôm lấy chiếc giày, cười khanh khách không ngừng, lúc này mới phát hiện, thì ra bên trong chiếc giày cao gót này, còn có thể chơi cầu trượt, cô bé lập tức chạy ra phía sau giày cao gót, quả nhiên có cầu thang nhỏ đi lên, cô bé nhanh chóng cố hết sức leo lên đỉnh giày cao gót, vì được đứng ở trên cao, nhìn xa xa cánh đồng hoa oải hương minh mông bát ngát, cách đó không xa còn có cối say gió Hà Lan, cô bé bất ngờ hoa lên một tiếng rồi cười thật vui vẻ. Một bóng người màu trắng, chợt xuất hiện, đứng phía dưới nhìn thấy cô bé đang ngồi trên đỉnh giày cao gót, vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh phía xa, sắc mặt cô u ám, nhón chân, từng bước một đi lên cầu thang, nhìn bóng lưng nho nhỏ kia, trong lòng cô dâng lên một cơn căm ghét, nhớ tới vừa rồi tưởng lão gian nói muốn thiên lỗi cưới con bé này, cô lại cắn chặt răng, vươn tay dùng sức đẩy. a à, một trận tiếng kêu la thất thanh của cô bé vang lên, cả người từ cầu trượt chiếc giày cao gót lăn thẳng xuống dưới, mắt cá chân va phải hòn đá nhỏ bên cạnh, máu chảy ra, cô bé hoa hoa dùng tay nâng mắt cá chân lên, thân thể đau đớn ngửa đầu khóc kêu cha, mẹ, cô gái sau chiếc giày cao gót lập tức biến mất giữa cánh đồng hoa oải hương, chạy đến một nơi cách đó không xa, mới quay người lại, đem cái túi nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, thoáng cái mở ra, đem thật nhiều những con rắn nhỏ rũ ra ngoài. Cha, mẹ, cô bé vẫn tiếp tục ngồi trên thảm cỏ, khóc lên. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, xung quanh chiếc giày cao gót nhẹ nhàng lan tỏa mùi lưu huỳnh, những sinh vật kia giống như một mũi tên lao thẳng tới cô bé, vèo một tiếng liền biến mất. Cậu bé nghe thấy tiếng khóc, lập tức ném cái túi nhỏ mà mình đã nhặt từ dưới đất lên mặc kệ chất lưu huỳnh rơi đầy đất nhanh chóng chạy tới phía bên này chiếc giày cao gót kêu to em gái nhỏ em gái nhỏ cô bé nghe thấy giọng nói anh trai lớn lập tức run run rơi lệ nhìn về phía trước cậu bé sốt ruột chạy qua bên này nhìn thấy em gái nhỏ bị thương ngã bên cạnh giày cao gót ngửa đầu rơi lệ khóc lớn tay cầm mắt cá chân bị thương máu vẫn cứ thế tuôn ra cậu gọi một tiếng lập tức ngồi xổm xuống trước mặt cô bé lấy ra khăn tay trắng của mình, quấn lấy mắt cá chân cho cô bé, nói: "Sao lại bị thương?" Em từ trên đỉnh chiếc giày cao gót ngã xuống, cô bé vừa nức nở vừa nhìn cậu bé, mím môi khóc nói: "Đau quá, đau quá, em muốn cha em." Cậu bé băng bó vết thương bằng khăn tay trắng xong, chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô bé một cái, liền lập tức đứng lên, hướng cô bé vươn tay nói: "Đến đây, anh cõng em về nhà." Cô bé có chút xấu hổ ngồi dưới đất, Ngẩng đầu nhìn anh trai lớn, nước mắt lại lăn xuống. Đến đây, cậu bé nhìn cô bé, cười rộ lên nói. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn lấp lánh, một dòng nước mắt lại lăn xuống, nhưng vẫn nhẹ nhàng vươn tay, đặt vào lòng bàn tay cậu bé. Từng cơn gió lướt qua, sắc hoa oải hương tím ngắt cả một vùng, lan rộng ra, mộng ảo như một bức tranh. Hai bóng người, giao chồng lên nhau thành một bóng, đi về phía trước cậu bé cố hết sức cõng cô bé đi về phía trước cô cười khanh khách tay giơ lên trong chóng gió màu tím mặt trên còn đính những bông hoa oải hương tự mình làm vui vẻ xoay tròn dưới bầu trời xanh thẳng em có phải là con gái của chú đường hay không em có phải là con gái của chú đường hay không em sao lại bắt chước nói theo anh như vậy em sao lại bắt chước nói theo anh như vậy này này cô bé vui vẻ dơ trong chóng gió cười ngọt ngào nhìn nó hiện ra dưới bầu trời xanh thẳng vui vẻ xoay tròn. Ly tách trong thư phòng, bỗng dầm một tiếng rồi vỡ vụn. Vẻ mặt tưởng lão ra u ám, xoay người, nhìn đường trí long phía sau. Đường trí long đứng đó, vẻ mặt khẩn trương nhìn ông, nói chết sao. Audio điện tử võ tấn bền. chương 726, chờ anh trở lại. Tưởng triệu tường đứng trước một giá sách cổ nào đó, đôi mắt thâm thúy, khuôn mặt cứng lại chăm chú nhìn về phía trước, khi thế hừng hực nói, đã chết. Sao có thể đột nhiên chết chứ? Vốn dĩ miếng đất lần này khách sạn Á Châu chúng ta thua mua, lưu quản lý có cống hiến nhiều nhất, nếu không có ông ấy, văn kiện của chúng ta sẽ không được phê duyệt, sao có thể chết được? Đường Trí Long khó hiểu nhìn tưởng triệu tường, trong lòng không hiểu sao đột nhiên rét lạnh hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn đòi hỏi quá nhiều, tưởng triệu tường đứng một bên, lạnh lùng nói. Đường Trí Long chợt ngẩng đầu, nhìn tưởng triệu tường chuyện này nén trong cổ họng không dám nói ra tưởng triệu tường chậm rãi xoay người nhìn đường trí long người đàn ông này biết nhìn xa trông rộng lại trầm tĩnh khuôn mặt từ u ám lại dần dần hiện ra ý cười nói tôi thực sự rất thích tiểu hình cậu càng muốn giấu đi lại càng không thể giấu được đâu đường trí long nghe thấy lời này cuối cùng nhịn không được nở nụ cười khổ nói chủ tịch ngài đừng đùa giỡn với tôi nữa tôi không có vui đùa với cậu Tường triệu tường nhìn đường trí long, nhàn nhạt can dặn, tôi biết, gần đây cậu và tính vũ rất thân thiết, thế nhưng cậu phải hiểu rằng, cậu nắm trong tay cổ phần của hoàn cầu, nếu như cậu chỉ cần có chút thiên vị, sẽ. Dẫn tới suy nghĩ tiêu cực của những người bên ngoài, từ lâu đã có những người không ngừng chê bai khiển trách nói, hoàn cầu sắp sửa phá sản, mỗi người một ngả, thị trường chứng khoán gần đây lên xuống thất thường. Một là quân tử, một là hạ thần, nhưng đường trí long cậu có thể coi là một nửa quân tử của hoàn cầu chúng ta. Đường Trí Long im lặng không lên tiếng. Vĩ quốc tính tình lạnh lùng cố chấp, không hợp để làm việc chung, tôi biết. Thế nhưng nó xử lý mọi chuyện, cho tới bây giờ cũng chưa từng bạc đãi cậu dù chỉ là nửa phần. Tưởng triệu tường lại chậm rãi nhìn về phía đường Trí Long. Đường Trí Long mỉm cười nói, Chủ tịch, ngài nên biết, tôi vẫn luôn công tư rõ ràng. Công là công, còn tư là tư, Tổng giám đốc tưởng mặc dù tính tình lạnh lùng, nhưng đối đãi với mọi chuyện đều công bằng, tôi cống hiến hết năng lực của mình cho ngài ấy, cũng chính là vinh hạnh của tôi. Còn tôi và Tổng giám đốc Trang, thực sự chỉ là chi kỷ trên bàn rượu mà thôi. Không có ý gì khác. Tôi cũng biết, bên ngoài phỏng đoán những chuyện giữa cậu và tính vũ, là tin đồn vô căn cứ, nhưng hiện tại cậu đảm nhiệm chức vụ cao như vậy, làm một chút hy sinh, cũng không được sao. Tưởng triệu tường có chút ngụ ý nhìn đường trí long đường trí long cũng ngẩng đầu nhìn ông. Tưởng triệu tường từng bước một tiến đến gần đường trí long, vì ngoài cửa sổ bóng lá trúc chiếu xuống, làm cho gương mặt ông có phần u ám, đôi mắt thâm thúy, vươn tay cầm chặt vai đường trí long nói, trí long, một tay tôi phát triển cậu đi ngày hôm nay, đối với cậu là tin tưởng trăm phần trăm, thỉnh thoảng có một số chuyện, không thể xét đoán bằng cảm tính. Vâng. Chủ tịch, đường trí long buộc lòng phải nói như vậy. Tưởng triệu tường nhìn ông, khuôn mặt u ám lạnh lùng, lại dịu đi vài phần mỉm cười nói chuyện của tiểu hình cậu nghĩ thế nào chủ tịch đường trí long lại gọi ông nhà họ tần biết được quá nhiều bí mật của nhà họ tưởng chúng ta đã cử một cô gái vào nhà họ tưởng tôi đương nhiên biết bọn họ có mưu đồ gì nhưng thiên lỗi nhà chúng ta là người tài năng sao có thể để cho nó dính dáng với người không rõ ràng như vậy được tôi cũng không chú ý chuyện môn đăng hộ đối tôi chỉ muốn tiểu hình Tưởng Triệu Tường lại chắc chắn nói, tôi muốn Tiểu Hinh làm cháu dâu nhà họ tưởng chúng tôi. Chủ tịch, Đường Trí Long vừa muốn nói. Một trận tiếng gõ cửa lại dồn dập vang lên. Lão ra, lão ra. Đường Trí Long nghe được giọng nói này, chính là giọng nói người giúp việc nhà mình. Ông lập tức đi ra ngoài, nhanh chóng mở cửa, hỏi, làm sao vậy? Không thấy Tiểu Thư đâu cả. Người giúp việc khóc lên nói, vừa rồi chúng ta còn thấy cô ấy rất vui vẻ, thế nhưng vừa quay người lại, chỗ rừng trúc lại không thấy đâu nữa. Cậu thanh niên nhàn nhạt đứng một bên, không lên tiếng. Tưởng triệu tường nhanh chóng đi ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn cháu trai một cái, mới nhanh chóng dặn dò quản gia nói, nhanh đi tìm. Cô bé ấy chính là cháu dâu tương lai nhà họ tưởng chúng ta. Chủ tịch, ông, chuyện này, đường trí long thoáng cái lúng túng nhìn thiên lỗi. Cậu thanh niên không nói gì, đi ra ngoài. Cha, chấm than ngoặc kép, một giọng nói ngọt ngào lanh lảnh truyền đến. Đường Chí Long đang khẩn trương tìm con gái, nghe được giọng nói này, đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu, cũng đã nhìn thấy con gái một thân một mình khập khiểng từng bước một cười đi tới. Ông lập tức thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh qua, ngồi xổm trước mặt con gái, ôm lấy con gái bảo bối vào lòng, nói, bảo bối, con vừa đi đâu vậy? Hù chết cha rồi, con ở bên ngoài chơi đùa, tiểu hình ôm cổ cha, khôn ngoan hiểu chuyện cười nói, cha đừng lo lắng, con không sao. Con bé thật là hiểu chuyện tưởng triệu tường nở nụ cười bước tới lập tức đem đường khả hình ôm vào trong lòng nét mặt yêu thương nói bảo bối hiện tại ông cho con làm chủ một việc chỉ có điều muốn có được sự đồng ý của con đường khả hình vươn hai tay ôm ông cũng nghiêm khắc này mỉm cười hỏi ông ơi chuyện gì vậy ông nội muốn tương lai tiểu hình sẽ gả cho anh trai lớn con có đồng ý không tưởng triệu tường mỉm cười nhìn tiểu hình vô cùng thương yêu nói anh trai lớn đôi mắt tiểu hình sáng ngời nhớ tới vừa rồi anh trai lớn cõng mình về nhà đem mình đặt trên xích đu trước vườn hoa bách hợp kia mới cười cười rời khỏi cô bé lập tức vui vẻ đỏ mặt nói con đồng ý đường trí long đột nhiên sửng sốt nhìn con gái ha 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 tưởng triệu tường nghe lời này đắc ý cười to lên ôm thân thể bé bỏng này nhìn đường trí long nói nhìn xem tiểu hình cũng đã đồng ý xem ra con bé rất thích anh trai lớn đúng 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 con thích tiểu Hinh vui vẻ ngọt ngào tươi cười, để lộ hàm răng nhỏ trắng sáng, nhưng đầu đáng yêu, nói con muốn nhanh chóng gả cho anh trai lớn. Con muốn nhanh chóng gả cho anh trai lớn. Ha ha ha, được, tưởng triệu tường càng nhìn tiểu Hinh lại càng thích, cười nói, nếu như tiểu Hinh đồng ý hôn sự này, vậy tôi liền quyết định, cho nhà họ đường các cậu thêm 5% cổ phần, đem một nửa vùng đất chủ phú này giao cho tiểu Hinh. Đường Chí Long nghe lời này, lập tức bất đắc dĩ cười con không cần cái này con muốn miếng vải lụa đội đầu màu trắng tiểu hình trong lòng ông nội không ngừng cọ sát dãy giụa muốn thoát ra người đâu lấy miếng vải lụa đội đầu màu trắng cho tiểu hình tưởng triệu tường lập tức căn dặn người giúp việc cười nói vâng người giúp việc xoay người không bao lâu sau liền lấy một giải lụa đội đầu màu trắng đi tới đôi mắt tiểu hình sáng lên nhìn giải lụa đội đầu màu trắng kia kêu oa lên một tiếng lập tức cầm lấy lại giống như một con bướm, cũng không để ý đến bước chân, cứ thế chạy như bay ra ngoài. Tiểu hình, đường trí long thoáng cái khẩn trương muốn đuổi theo. Để cho người giúp việc đi theo, con bé ở trong nhà họ tưởng chúng tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Tưởng triệu tường cười rộ lên nói. Đường trí long cũng đành bất đắc dĩ cười. Tiểu hình vẫy vẫy giải lụa trắng trong tay, thật vui vẻ chạy ra ngoài, muốn đi tìm anh trai lớn, không ngờ lại đâm sầm vào một người nào đó, cô bé kêu lên ôi trời một tiếng, ngã trên mặt đất, ngẩng đầu. Một cậu thanh niên lạnh lùng nhìn cô, nét mặt vô cùng chán ghét. Tiểu hình có chút sợ hãi ngồi dưới đất, đôi mắt mở to, nhìn anh trai này, lại khẩn trương cắn môi dưới. Cậu thanh niên không nói gì, chỉ lạnh lùng bước qua bên cạnh cô, đi mất. Tiểu thư, người giúp việc nhanh chóng nâng cô bé dậy, phủi lá trúc trên người cô, khẩn trương nói, tiểu thư, đừng chạy lung tung khắp nơi nữa, Chúng tôi thật sự không chịu nổi rồi, đi theo cô cũng đã mệt lắm rồi. Tiểu Hinh không nói gì, lại nhanh chóng vui vẻ chạy như bay về phía trước, dọc theo hướng lúc nãy, chạy đến trước cửa sổ sát đất, quả nhiên thấy anh trai lớn đang ngồi bên trong đánh đàn dương cầm, ánh mắt cô sáng ngời, lập tức vui vẻ đẩy cửa ra, chạy như bay vào, nhìn về phía anh trai lớn, có chút ngượng ngùng cười nói, ông nội gả em cho anh rồi. "Hả?" Cậu bé nhìn em gái nhỏ trước mặt, đột nhiên cười một cơn gió tươi mát nhẹ nhàng lướt qua, một vài lá trúc rụng xuống. Nhóm người giúp việc tay cầm lãng hoa, bên trong là những cánh hoa hồng màu đỏ, hồng phấn, trắng, sôi nổi tung lên giữa không trung. Hai bóng dáng nho nhỏ đi về phía trước. Cậu bé mặc áo sơ mi trắng, quần thường trắng, khuôn mặt đẹp trai tươi cười. Tiểu hình tóc dài ngang vai, đầu đội vòng hoa mà anh trai lớn đã làm cho mình. Nếu kết hôn, cho dù là bệnh tật, hay đau khổ, đều phải gắn bó bên nhau đấy. Cậu bé vừa nắm tay Tiểu Hinh, vừa nhìn cô cười nói. Em đồng ý, Tiểu Hinh lại lanh lảnh trong sáng ngọt ngào, đội giải lụa mỏng trắng, nhìn về phía cậu bé cười nói. Hạnh phúc và ngọt ngào cũng phải bên nhau, cậu bé lại dỗ dành cô bé, cười nói. Em đồng ý, Tiểu Hinh lại ngọt ngào nói. Nếu như có một ngày, anh tạm thời phải đi đâu đó thì sao? Vậy em sẽ ở chỗ này chờ anh trở về tiểu hình nhanh nhẹn nói cậu bé nhìn tiểu hình cười hai người đi tới cuối rừng trúc mỉm cười cùng nhìn đối phương hoa hồng lại bay xuống cậu bé mỉm cười nhìn tiểu hình đầu đội giải lụa mỏng trắng dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu đôi mắt to tròn chấp chấp cậu đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng cầm giải lụa vén lên cho cô tiểu hình ngượng ngùng nhìn cậu bé cười hai bóng dáng nho nhỏ dao chồng lên nhau anh trai lớn đem một chiếc nhẫn cỏ nho nhỏ, nhỏ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu hình, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô bé, tiểu hình cũng đem một chiếc nhẫn cỏ nhỏ, đeo vào cho anh trai lớn. Hai người nhìn nhau, cười vui vẻ. Em tên là gì? Cuối cùng cậu bé mới hỏi. Em là tiểu hình, tiểu hình vui vẻ nói ra tên mình, ngọt ngào nói, anh trai lớn, anh tên là gì? Cậu bé vừa muốn nói. Thiếu ra, chấm than ngoặc kép, người giúp việc gấp rút tới. Nhìn cậu bé sốt ruột nói, phu nhân đã xảy ra chuyện, hình như không thấy em gái đâu lão ra gọi cậu cậu bé vừa nghe lập tức sốt ruột nhìn tiểu hình nói ở chỗ này chờ anh trở về cậu bé nói xong nhanh chóng trời khỏi chạy nhanh về phía trước tiểu hình một mình tay ôm bó hoa hồng đứng dưới rừng trúc quay đầu nhìn anh trai lớn chạy như bay cô bé ngây ngốc vẫn đứng tại chỗ chờ từ sáng đến lúc mặt trời lặn mặc kệ cha gọi thế nào đều không muốn rời khỏi đường khả hình chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía những hoa văn trang trí màu hồng phấn kia, nhớ tới giấc mơ vừa rồi, đột nhiên ngọt ngào cười. chương 727, Hoa hồng xinh đẹp. Ba tháng sau, sự kiện vòng thứ hai cuộc thi đấu rượu đỏ lớn của Tập đoàn Hoàn Cầu chính thức khởi động. Phía ban tổ chức cuộc thi đấu lớn, vì muốn tạo ra nét nổi bật, đã đặc biệt tổ chức một buổi họp báo với phóng viên, được cử hành trên con tàu khổng lồ của Tập đoàn Hoàn Á, chỉ thấy sóng biển cuộn trào, giữa biển trời xanh thẳm, Vô số ánh đèn flash trên bong tàu, không ngừng nhấp nháy, 10 chuyên gia hầu rượu xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng đứng trước phóng viên, vui vẻ để các phóng viên chụp hình và phỏng vấn. Đường Khả Hinh lại càng nổi bật với chiếc áo len ngắn ôm lấy chiếc váy dài trắng mềm mại bên trong, mái tóc dài ngang vai, xinh đẹp tao nhã đứng trước phóng viên, với tư cách là nữ chuyên gia hầu rượu phương Đông xinh đẹp nhất, bộc lộ nụ cười ngọt ngào, dùng tiếng Anh đơn giản, tiếp nhận phỏng vấn từ phóng viên phương Tây thỉnh thoảng nói thêm một vài câu hài hước bằng tiếng Trung, làm cho bầu không khí thêm phần rộn rã, phóng viên hỏi cô có lòng tin sẽ giành được quán quân cuộc thi đấu rượu đỏ lớn hay không. Cô dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng trả lời, tôi cảm thấy, kết quả thi đấu không phải là chuyện quan trọng nhất, mà phải hiểu được một cách xác đáng tinh thần của cuộc thi, có lẽ mới là điều tốt đẹp nhất. Phóng viên sôi nổi mỉm cười gật đầu, cầm máy ảnh, nhộn nhịp quay chụp lại vẻ xinh đẹp đáng yêu của Đường Khả Hinh, từ tiệc thử rượu trước những tạp chí quốc tế viết về cô ngày càng nhiều, thậm chí còn có tạp chí thời trang quốc tế muốn mời chuyên gia hầu rượu xinh đẹp nhất Trung Quốc này làm ảnh bìa tạp chí, mặc dù cô là người khiêm tốn, nhưng với thân phận là người phát ngôn của Hoàn Cầu nên vẫn nhận lời làm ảnh bìa tạp chí. Tạp chí này vừa phát hành, những vị công tử con nhà quyền quý trên thế giới đều nhao nhao ngắm nhìn cô gái xinh đẹp phương Đông này, nói cô là một người đẹp. Phương Đông thời đại mới hội tụ cả trí tuệ và khuôn mặt xinh đẹp không còn là một món đồ sứ xanh tao nhã, mà là nữ thần tay cầm bó đuốc của thời đại. Đường Khả Hinh đứng trong đám người, nghe thấy những lời ca ngợi này, nhưng chỉ mỉm cười, đối với những tiếng vỗ tay này cũng không có nhiều cảm xúc cho lắm. Có phóng viên còn hướng về phía Đường Khả Hinh vừa bấm máy liên tục, vừa nhanh chóng hỏi, nghe nói sau tiệc thử rượu, cơ thể cô xảy ra chuyện, thậm chí mất trí nhớ tạm thời, việc này có ảnh hưởng đến kết quả trong cuộc thi đấu lớn hay không. Đường Khả Hinh nhìn anh ta, đôi mắt khẽ đảo, khả năng nghe có phần bị giảm bớt, nhưng vẫn hết số yêu nhã mỉm cười nói, trí nhớ không thể đánh đồng với trí tuệ, mỗi ngày chúng ta đều tự mình nảy sinh ra những ký ức mới, mà những ký ức mất đi ấy, chẳng qua chỉ giống như phủ một lớp bụi mà thôi, tôi cảm thấy càng trân trọng thứ gì đó, chúng ta càng phải đóng kỹ cái hộp đựng nó. Có lẽ, vào giờ phút này, Thượng Đế cho tôi cơ hội, để tôi được toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ của mình. Vậy là, Cô thực sự đã quên mất một số chuyện trong quá khứ sao? Phóng viên khó hiểu hỏi. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng bâng quơ cười rộ lên nói, những chuyện liên quan đến hiểu biết về chuyên ngành, tôi đều không quên. Không biết đã từng có một câu chuyện tình yêu nào đó làm rung động tim tôi hay không thôi. Phóng viên cười rộ lên nói, cô xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi cô. Hy vọng là như vậy, Đường Khả Hinh mỉm cười nhận lấy ly rượu phục vụ đưa tới sơ cao ly cherry trong tay, hướng về phía phóng viên làm động tác cụm ly, đón gió biển mạnh mẽ, cất bước đi tới trước mặt Vitus, vươn tay vòng vào khuỷu tay ông, cười nói thầy, cụm ly. Vitus lạnh lùng nhìn đường khả hình, nói cuộc đấu lớn còn chưa tiến hành, sao lại tiết lộ tình trạng sức khỏe cho phóng viên biết chứ? Đường khả hình đón gió biển, tùy ý mái tóc dài bay trong gió, tay lại nâng ly rượu, bình tĩnh cười nói có một số sự việc muốn che giấu người khác cũng không được, nếu như tôi cứ che giấu ngược lại bọn họ sẽ viết báo một cách trắng trợn hơn. Huống hồ mất trí nhớ chỉ là tạm thời, cũng không phải chuyện gì mất mặt, không cần phải nghiêm trọng như thế. Ngay cả thầy mình cũng quên, còn nói không nghiêm trọng sao? Vitus bất đắc dĩ nhìn học trò. Có sao, vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch mà. Đường Khả Hinh lại ôm chặt tay thầy, cười rộ lên. Cô chuẩn bị lâu như vậy, tôi biết cô có vài phần nắm chắc, thế nhưng 10 chuyên gia hầu rượu này, mỗi người đều có khứu giác kinh người cô vẫn nên rẻ dặt cẩn thận, gia tăng huấn luyện nếm thử rượu. Vitus cũng biết học trò gần đây rất nỗ lực, hiểu rõ cô đã nỗ lực hết mình, cũng hy vọng với tài năng của cô trong cuộc thi lớn này sẽ đạt được thành tích tốt. Thầy, đường khả hình nghe lời này, bỗng ôn nhu ngẩng đầu, nhìn thầy, thật lòng nói, ký ức của tôi tất cả đều chỉ là từng đoạn nhỏ, thế nhưng tôi có từng quên một. Đoạn ký ức quý giá nào với người hay không? Tôi gần đây luôn nhớ tới kẹo que, người có từng mời tôi ăn kẹo que sao? Đoán chừng là không có. Lauren lúc này cũng cầm trong tay một ly rượu đế cao, mỉm cười đi tới, nhìn Đường Khả Hinh, nói, thầy của cô bình thường ghét nhất các loại kẹo que. Thật vậy sao? Đường Khả Hinh lập tức lại ôm chặt cánh tay thầy mình, thật lòng mỉm cười hỏi. Vitus chỉ nhìn học trò, im lặng một lát mới nói, chuyên tâm thi đấu đi, tôi tin cha cô nhất định sẽ rất chờ mong cuộc thi đấu lớn này. Đường Khả Hinh nghe lời này, lại đón gió biển, nặng nề gật đầu. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng đang bận rộn ra ra vào vào ở tầng 2, vì sau đó sẽ diễn ra tiệc rượu, lo sắp xếp tổ chức đến mức đầu đầy mồ hôi, thời tiết mùa này thực sự quá nóng, Trần Mạn Hồng vừa thu xếp, vừa nghiền ngẫm phòng ăn trên tàu chở khách này lúc nào thì bắt đầu, Nhã Tuệ thì nhanh chóng đi lên bong tàu, nhìn về phía người chịu trách nhiệm chính phía ban tổ chức cuộc thi nói, tiệc rượu buổi trưa đã chuẩn bị xong. Sau khi cuộc phỏng vấn của giới phóng viên kết thúc, là có thể vào phòng tiệc được rồi quản lý bộ rượu vừa nghe, liền tức khắc đứng lên, nhìn mọi người, mỉm cười nói, các vị khách quý, các vị phóng viên, và quý bạn bè đồng nghiệp, buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc, mời mọi người di chuyển xuống thuyền, tiệc rượu buổi trưa đã bắt đầu. Mọi người nghe, lập tức cười cười gật đầu, nhộn nhịp đi xuống lầu. Đường khả hình nhìn thầy, Lauren và phía ban tổ chức cuộc thi, mọi người đều sôi nổi xuống lầu, cô cũng cười muốn xoay người xuống lầu, bỗng nhiên không hiểu sao đứng trên rào chắn bong tàu nhìn về phía biển cả rộng lớn đầu óc thoáng qua một hình ảnh dường như hình ảnh này là chuyện xảy ra trên thuyền thậm chí còn thấy được đôi mắt sắc bén của một người đàn ông từ trong đầu mình chợt lóe lên cô nhanh chóng chớp mắt khả hinh nhã tuệ nhìn thấy đường khả hinh một thân một mình đứng trên bong tàu chăm chú nhìn sóng biển xa xa cô liền kỳ quái đi qua nhìn khả hinh hỏi cô làm sao vậy đường khả hinh chậm rãi xoay người hai mắt lấp lánh vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nhã tuệ, hỏi tôi cũng đã từng ở trên thuyền, xảy ra chuyện gì đó. Vừa rồi tôi ở nơi này trả lời phỏng vấn phóng viên, đột nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt. Nhã tuệ ngừng lại nhìn cô một cái. Thật có sao, đường khả hình vươn tay, nhẹ chống huyệt thái dương trên chán, hơi nhíu mày, dù sao vẫn cảm giác mình có thể nhớ được nhiều chuyện hơn. Nhã tuệ thật sâu nhìn đường khả hình vừa tỉnh lại sau khi chúng nọc ong, ký ức tạm thời biến mất, một số người, một số chuyện đều đã quên, thậm chí lần suýt bị moi tim cùng những ký ức vô cùng đau thương khác, toàn bộ đều không nhớ rõ, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên hai người đàn ông từ trong cuộc sống của cô mà rút lui. Cô tựa như một cô gái cho đến bây giờ cũng chưa từng bị thương vậy, lạc quan nhiệt tình mà sống, hệt như cuộc sống lúc 19 tuổi, tràn đầy sức sống nhiệt huyết cùng bốc đồng. Cô xuất phát từ tận đáy lòng, sâu xa cười nói, "Khả Hinh, tôi rất thích cô bây." Giờ Mặc dù tôi biết rằng có một đoạn ký ức ngắn ngủi đối với cô mà nói vô cùng đáng quý. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn cô, bật cười nói, ví dụ như cái gì? Nhã tệ nhớ tới giao ước với Trang Hạo Nhiên trước khi rời đi, liền nhàn nhạt lắc lắc đầu, cười nói, không có, nếu nhớ ra, đều đã nói cho cô biết rồi. Không nên gạt tôi đấy, tôi thực sự với tổng giám đốc tưởng từng có. Đường Khả Hinh hơi nghiêng mặt nhớ tới người đàn ông này, có chút không hiểu cười. Sao vậy, lại thích anh ấy một lần nữa sao?" Nhã Tuệ cố ý cười nói. "Thôi," Đường Khả Hinh mỉm cười xoay người, đón gió biển mãnh liệt cuộn trào, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu cherry, nhớ tới sau đó còn phải đến bộ rượu để tham dự cuộc họp kinh doanh rượu, cô thoáng cái xoay người, nhìn về phía Nhã Tuệ, nói, "Đúng rồi, lão đầu bếp của bộ phận tiệc rượu làm bánh ngọt táo tàu ăn rất ngon. Giúp tôi chuẩn bị 12 phần." "Cô muốn 12 phần để làm gì?" Nhã Tuệ khó hiểu nhìn đường khả hình, hỏi. Đường khả hình im lặng không lên tiếng, hai mắt lưu chuyển, khuôn mặt hướng về phía biển cả minh mông rộng lớn, mỉm cười nâng ly, vươn ra ngoài thuyền, nhỏ từng giọt từng giọt dịch rượu vào biển rộng, khuôn mặt ngưng động lại, nói tôi muốn phục vụ bọn họ thật tốt. Tiệc rượu qua đi, cửa chính bộ rượu, phịch một tiếng mở ra. Bầu không khí trong bộ phận rượu đang náo nhiệt, lập tức vì người vừa xuất hiện, mọi người đều không ngừng ho khan, cúi đầu nhìn văn kiện. Đường Khả Hinh vẫn mặc chiếc váy dài lúc tham gia phỏng vấn, dẫn theo ba trợ lý, mái tóc dài được búi lên cao, nhiệt tình xinh đẹp tươi cười, vóc người duyên dáng đi tới, nhìn mọi người nói, xin lỗi, tôi tới trễ. Các vị nguyên lão trong bộ rượu đều không lên tiếng, dường như không ai để ý đến việc cô đến hay không. Đường Khả Hinh đi tới trước phòng họp, cô chỉ trong vòng 3 tháng đã được thăng cấp lên trước phó phòng kiêm giám sát viên chọn lọc rượu bán ra, bằng tác phong sắc bén nhanh nhẹn, sa thải một vài lão thần vinh váo tự đắc, khiêu khích gây nên một trận phong ba bão táp, mọi người đều không vui, cô nhìn thấy dáng vẻ tức giận không tình nguyện của họ, lập tức cười rộ lên nhìn về phía mọi người nói, sao vậy? Hôm nay tôi ăn mặc xinh đẹp như vậy đến chủ trì cuộc họp, mọi người cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái sao. Mọi người nghe nói vậy, nhịn không được nghiêng mặt nhìn cô một cái. Đường khả hình cố ý hơi nghiêng mặt, bộc lộ tư thế tao nhã, nở nụ cười nhìn mọi người khụ 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 tất cả mọi người đều không lên tiếng đường khả hình trợn tròn đôi mắt to xinh đẹp mềm giọng hỏi khó nhìn lắm sao rất đẹp quản lý bộ rượu lười biếng trả lời anh nói chuyện nghe rất xuôi tai đường khả hình khẽ vỗ tay quay sang trợ lý phía sau nói đem bánh ngọt đưa vào đây vừa nói xong nhân viên phục vụ lập tức đem phần bánh ngọt táo tàu kèm theo một ly trà sữa nóng thật cẩn thận đem vào phòng họp đưa đến trước mặt mọi người. Mọi người đều tò mò nhìn những phần bánh ngọt này, khó hiểu nghĩ hôm nay cô còn muốn làm trò đùa giỡn gì. Đường Khả Hinh mỉm cười vươn hai tay, chống trên mặt bàn, nhìn mọi người nói, phần bánh ngọt táo tàu này là do lão đầu bếp của bộ phận tiệc rượu chúng tôi làm, là món niềm tâm của tiệc rượu hôm nay, bên trong có mật ong, táo tàu, cầu kỳ, thậm chí còn có thêm chút chất kết dính, hương vị độc đáo, bổ thân dưỡng khí, còn ly trà sữa nóng này dùng loại trà ô long loại tốt nhất kết hợp với sữa còn có bột vỏ trứng gà khuấy lên mà thành để không cho dược tính của trà làm mất đi sự bổ khí của bánh ngọt táo tàu nên tôi cố ý cho thêm vào hồng trà giúp bổ máu mọi người lại khó hiểu nhìn ly trà đang suy nghĩ cô rốt cuộc đang đùa cái gì nữa đây tôi làm việc luôn có một tiêu chuẩn đó chính là sự hợp tác chặt chẽ tôi sa thải hai vị lão thần không phải vì tôi không tôn trọng họ mà là bánh ngọt phối hợp với trà sữa thực sự không phù hợp. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn mọi người nói, hợp đồng bán ra của bộ phận sàng lọc rượu chúng ta lần trước, tôi đã tra xét kỹ lưỡng về bọn họ, phát hiện ra 10 hợp đồng bán ra khu vực phía Tây, thì đã có 6 cái là người của bọn họ. Tình huống như vậy, đối các vị mà nói cũng rất bất lợi. Đôi khi tôi cảm thấy rất oan uổng, vì sao tôi tính toán lo liệu cho mọi người như vậy, mọi người lại cảm thấy tôi không tốt. Mọi thứ đều có thể thương lượng được huống chi bọn họ nỗ lực đóng góp vì hoàn cầu nhiều như vậy. Có người đập bàn nói, chính là vì nỗ lực nhiều, cho nên tôi mới rẻ rặt lâu như vậy. Nếu như hôm nay tôi không sa thải hai người đó, ngày mai có thể sẽ còn nhiều người hơn, muốn vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, đến lúc đó thiệt hại, sẽ chính là lợi ích và lập trường của các vị. Đường Khả Hinh lại càng cương quyết nói, mỗi người các vị, chịu trách nhiệm về một khu vực, nói thật ra, chẳng khác nào núi thì cao mà vua lại ở xa nếu các vị cách xa tôi như vậy cách cư xử cho dù xấu một chút mà nói tôi vẫn chỉ có thể quản lý chung sáu khu vực mà thôi mọi người đều không lên tiếng đôi mắt đường khả hình khẽ đảo nhìn mọi người mỉm cười nói các vị hay là tha cho tôi một mạng đi để cho tôi dễ làm việc bộ phận rượu không thể tách rời khỏi các vị không tuân theo nguyên tắc cần phải tuân theo vậy còn muốn tôi làm giám sát viên làm gì nữa mọi người vẫn im lặng sắc mặt có phần dịu đi được rồi, không nói những chuyện không vui nữa, mời mọi người dùng thử bánh ngọt táo tàu do bộ phận tiệc rượu làm, thực sự rất ngon. Đường Khả Hinh lúc này mới mỉm cười ngồi trên ghế chủ tọa, nâng ly trà sữa, nghiêng người uống một ngụm trà thơm mát, đôi mắt thoáng qua tia tự tin và đắc ý. Chương 728, báo cáo công việc. Lúc gần tối, Đường Khả Hinh thay mặt thầy tham dự một bữa tiệc tại khách sạn, cô học xong, liền tự mình đi đến cửa hàng chọn trang phục, thay bằng chiếc váy dài hở lưng màu đỏ thẫm, mái tóc xoăn dài gợn sóng, lại được vén lên, dùng chiếc châm cài đầu bằng kim cương hình phượng hoàng, cố định phía bên trái, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, lúc chuyên gia làm móng vẽ hình trang rằm lên móng tay cho cô, cô cầm điện thoại, nhanh chóng gọi điện thoại cho nhã tuệ, nói tối nay tôi tham dự một tiệc rượu, sẽ không ăn cơm với chị được. Nhã tuệ mỉm cười đứng tại cửa phòng tiệc, cầm di động nói, sao vậy? Tối nay có hẹn à? Đường khả hình dựa vào ghế, để cho chuyên gia làm móng hong khô móng tay cho mình, mới cười rộ lên nói, trong lòng tôi, lúc nào cũng chỉ muốn ở cùng một chỗ với chị, đáng tiếc là, bị lâm phó tổng độc chiếm, chị cũng không còn là của tôi nữa rồi. Nói bậy, nhã tuệ nhịn không được cười rộ lên nói, thời gian này anh ấy bị tổng giám đốc trang cử đến Pháp công tác 2 tháng, hình như khoảng 2 ngày nữa mới trở về. Lúc nào người ta trở về chị cũng đều biết, đường khả hình cố ý nhìn mình trong gương, mỉm cười nói thỉnh thoảng cũng có liên lạc qua thư từ, đây không phải là chuyện bình thường sao. Nhã tuệ có chút ngượng ngùng, hơi đứng thẳng người, cười rộ lên nói, được rồi, tôi không cùng cô tán gẫu nữa. Rốt cuộc tối nay cô muốn làm gì? Còn không phải đi tới khách sạn Á Châu các chị sao? Có một tiệc thử rượu, mời thầy, nhưng thầy không muốn đi, để cho tôi tham dự. Đường khả hinh mỉm cười đổi tay cầm, để cho chuyên gia làm móng tiếp tục sơn móng bên này, nhìn dìa móng tay mình vô cùng tinh xảo, được vẽ hình trang rằm lấp lánh cô rất thích hoa văn này không tiếc lời khen ngợi nói thật là đẹp mắt cảm ơn chuyên gia làm móng cười vậy cô mau chuẩn bị thật tốt đi tôi đang bận rộn hơn hai ngày nữa sẽ tiến hành một bữa tiệc lớn hình như là biểu diễn từ thiện trước sảnh của khách sạn chúng ta để quyên góp tiền cứu trợ đồng thời cũng tham gia tiệc từ thiện tối nhã tuệ vừa nghĩ đến lại thấy vội vàng liền thở dài vậy mau đi đi đường khả hình cúp điện thoại cầm chiếc điện thoại màu đen ngón cái đặt giữa màn hình nhẹ nhàng trượt điện thoại này thật đẹp hình như là điện thoại thông minh tôi vừa nhìn thoáng qua dường như còn có thiết lập định vị toàn cầu nữa chuyên gia làm móng xinh đẹp mỉm cười nói đường khả hình cũng mỉm cười nhẹ rơi điện thoại lên hơi chuyển động thân máy bằng bạc sau gáy bỗng cảm thấy tê buốt tiếng vù vù trong lỗ tai kéo dài liên tục cô nhíu mày vươn tay nhẹ xoa huyệt thái dương từ sau khi cơ thể xảy ra chuyện Khả năng nghe không được tốt như trước đây, có lẽ phải tiếp tục gặp bác sĩ uống thuốc. Cô cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Có muốn uống nước không? Chuyên gia làm móng nhìn Đường Khả Hinh, lo lắng hỏi. Không có gì, Đường Khả Hinh cười lắc lắc đầu, vừa muốn để điện thoại di động xuống, lại không hiểu sao nghe được từ đâu đó trong cửa hàng, truyền đến một đoạn ca khúc tâm can bảo bối, giai điệu ấm áp ngọt ngào kia, làm cho trong lòng cô bỗng thư thái, mỉm cười nói, bài hát này nghe rất hay chuyên gia làm móng vừa sơn sau móng cuối cùng cho đường khả hình vừa cười nói quản lý cửa hàng của chúng tôi rất thích bài hát này nói bài hát này là bài hát đính ước của cô ấy và bạn trai anh là tâm can bảo bối của em yêu anh yêu đến không còn đường lui cả đời này đều không hối hận cùng anh lên núi xuống biển bên anh dù đêm tối hay ban ngày vui vẻ bi thương đều không sao cả đường khả hình im lặng nghe bài hát này dường như chìm đắm trong tình yêu của hai người Khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ mọng hát theo, anh là tâm can bảo bối của em, yêu anh yêu đến tận tim gan, hy vọng anh cũng thật lòng đối với em. Em muốn vì anh cạn ly, em muốn cùng anh uống say, bởi vì anh là bảo bối của em. Cô chậm rãi hát, viên mắt bỗng đỏ bừng, chính mình cũng không biết vì sao. Đường tiểu thư, cô làm sao vậy? Chuyên gia làm móng khó hiểu nhìn cô, hỏi có chỗ nào không thoải mái sao? Không có, không hiểu sao có chút thương cảm. Đường khả hình cũng có chút khó hiểu, nhẹ lau nước mắt, nở nụ cười. Một cơn gió lạnh thổi đến, không bao lâu sau, trời chuyển mưa. Đường khả hình mặc chiếc váy len dài đỏ thấm, tay cầm túi sách đen, nhẹ nâng đuôi váy lên, cùng đi xuống với nhân viên cửa hàng, ngồi vào ghế xe, sau đó mới dặn tài xế lái xe đến khách sạn Á Châu. Tài xế gật đầu, lập tức chạy xe rời khỏi. Mưa ào ào rơi xuống đất. Toàn bộ kiến trúc màu trắng của khách sạn Á Châu nằm bên bờ biển, giống như bá chủ một phương. Chiếc xe con màu đen nhanh chóng dừng trước đại sảnh khách sạn. Đường khả Hinh nhẹ nhấc đuôi váy lên, cầu túi sách đen, mang đôi giày cao gót hơn 10 phân, bước ra khỏi xe, đạp trên thảm đỏ, nhìn dòng người qua lại trong đại sảnh khách sạn Á Châu. Cô mỉm cười, nghe nói kế hoạch khách sạn dưới nước đã khởi công, tương lai kiến trúc sẽ càng huy hoàng lộng lẫy hơn. Hiện ra trước mắt người đời, cô mềm mại tao nhã cất bước, đi vào đại sảnh Á Châu sau đó cùng đồng nghiệp chào hỏi, rồi thẳng tiến vào thang máy, đến phòng tiệc tầng 13. Bên trong thang máy, cô mở túi sách, lấy hộp phấn ra, nhẹ nhàng dặm lại một chút, lại nhớ đến tiệc đêm nay, có thị trưởng mới tham dự, anh ấy là một người đàn ông nho nhã, có chút thiện cảm với mình, có khoảng thời gian, còn cho thư ký mời mình qua ăn cơm, cô có chút phiền não nặng nề thở hổn hển một hơi, cửa thang máy mở ra, cô lập tức bộc lộ sự chuyên nghiệp mỉm cười. Xoay người đi về phòng tiệc phía bên trái chỉ thấy cửa chính đã mở, bên trong bay ra mùi vị rượu Henry Pino, làm người ta vô cùng mong đợi. Cô nhanh chóng tươi cười bước vào. Một vài chuyên gia rượu đỏ trong phòng tiệc, còn có những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, mọi người đều nhìn về phía Đường Khả Hinh, nâng ly hướng cô chào hỏi. Đường Khả Hinh khẽ cầm lên một ly Henry Pino, tay nâng ly rượu, lướt qua khoang mũi, liền biết đây là loại Henry Pino 83 năm, xem ra chủ nhân tiệc đêm nay thực sự rất mạnh tay, trong lòng cô vừa nghĩ, lại vừa nâng ly rượu khẽ nếm một ngụm. Trong khoảng thời gian này, hoặc là có thầy làm bạn với mình, hoặc là một thân một mình tham dự những loại tiệc rượu như thế này, dường như cũng đã có thói quen một mình rồi. Đường tiểu thư, người vừa nhậm chức thị trưởng, Tống Vĩ Thần một người đàn ông tuổi chừng 30, là người mới được ủng hộ trong giới chính trị, cũng là cháu ruột của ủy viên Trương, mỉm cười nâng ly rượu, hướng về phía Đường Khả Hinh bộc lộ vài phần ngạc nhiên vui vẻ nói, tôi đợi cô cả một buổi tối. Đường Khả Hinh nghe lời này, bất đắc dĩ cười rộ lên nói, thị trưởng Tống, anh nói như vậy, tôi thật cảm thấy có lỗi, thật ngại khi đến trễ. Chỉ cần cô tới là tốt rồi, mời, Tống Vĩ Thần tức tránh ra, nhẹ nhàng đỡ bên hông đường Khả Hinh đi về phía trước. Cảm ơn, đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, cùng anh đi đến sofa, nâng ly cùng anh trò chuyện. Đường tiểu thư, lần trước mời cô cùng tôi dùng cơm, cũng đã là chuyện hai tháng trước rồi. Tống Vĩ Thần ngồi trên sofa, vô cùng phong độ bắt chéo chân, cười nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức xin lỗi nhìn anh cười nói, thật vô cùng xin lỗi, thị trường Tống, trong khoảng thời gian này thật sự bận rộn. Lại bận thi đấu, cho nên cho tôi cơ hội thể hiện một chút đi, tôi rất quan tâm tới cô. Tống Vĩ Thần nhìn cô đầy ẩn ý, mang theo vài phần chờ mong. Đường khả hình cũng im lặng nhìn anh một cái, khó xử cười, nhẹ thay đổi tư thế, ngồi bắt chéo chân, để lộ giày cao gót màu trắng gợi cảm, lộ ra móng tay màu hồng phấn, cô nhẹ nhàng bộc lộ phong thái từ chối, cúi đầu, chỉ lắc rượu trong ly. Khả hình, tiêu đồng lúc này, có chút kinh ngạc nhìn đường khả hình, bật cười nói, sao cô lại ở đây? Tiêu đồng, đường khả hình cũng kinh ngạc nhìn tiêu đồng, mỉm cười nói, cô sao lại ở đây? chẳng phải cô vẫn luôn không tham dự những tiệc rượu thế này sao chủ nhân tiệc rượu đêm nay là bạn của lão đại chúng ta vì anh ấy ngày mai mới trở về cho nên dặn tôi qua đây tặng hoa nói lời xin lỗi tiêu đồng mỉm cười nói này đường khả hinh nghe thấy nhân vật tổng giám đốc trang này trong lòng không hiểu sao xúc động nhìn cô mỉm cười nói tổng giám đốc chúng ta ngày mai sẽ trở về sao ừ chủ tịch cử anh ấy đi anh xử lý một số chuyện cuối cùng cũng xong hết rồi. Tiêu đồng cười nhìn đường khả hinh, nói, ngày mai cô phải đến họ ẩn á báo cáo công việc với tổng giám đốc, đừng quên đấy. Anh ấy trở về, tôi nhất định sẽ đi. Đường khả hinh cười rộ lên nói, chỉ sợ là biểu hiện không được tốt thôi. Từ sau khi cơ thể bị thương, trong trí nhớ mỗi người đều có thể sẽ quên đi một số chuyện, chỉ có điều cô ngẫu nhiên nghe thoáng qua những đồng nghiệp truyền tay nhau, nói về nhân vật tổng giám đốc trang này, là người có phương pháp xử lý công việc mạnh mẽ cương quyết, vô cùng đáng kinh ngạc. Cũng nghe nói, trước đây mối quan hệ giữa mình và tổng giám đốc Trang thực sự rất tốt, loại cảm giác này, mang theo chút xúc động, thỉnh thoảng bước vào phòng làm việc của anh, nhìn thấy trên mặt bàn đặt một khung tranh, bên trong là một người đàn ông, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, khoác âu phục ngay ngắn màu xám, nghiêng mặt đứng trước cửa sổ sát đất, đẹp trai hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc, chăm chú nhìn về phía trước, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Khả Hinh, Tiêu Đồng có chút kinh ngạc gọi cô. Hả, đường khả hình lập tức bật cười nhìn cô, đáp lại. Cô làm sao vậy, gọi cô cũng không trả lời. Tiêu đồng nhìn cô, kỳ quái cười hỏi. À, đường khả hình có chút xin lỗi nhìn tiêu đồng, cười nói không có việc gì. Chỉ là đột nhiên thất thần, cô nói cái gì vậy? Tiêu đồng cười nhìn cô, nói tôi nói tôi phải đi. Ngày mai cô nhớ đến báo cáo công việc, bởi vì cuộc họp liên tuyến lần thứ hai hôm trước, cô không tham dự, lão đại có hỏi. Được, cô yên tâm, đường khả hình gật đầu. Thoải mái đi, trước đây anh ấy là người hiểu cô nhất. Tiêu đồng liếc mắt nhìn đường khả hình một cái, mới cười bước đi. Đường khả hình im lặng gật gật đầu, lại không hiểu sao nhớ tới vị tổng giám đốc trang này, kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, muốn ngày mai nhanh đến. Đường tiểu thư, tống vĩ thần ngồi một bên, đột nhiên nhìn đường khả hình, cười kêu nhỏ, cô vẫn từ chối tôi, chẳng lẽ bởi vì trong lòng cô có người khác sao? Đường khả Hinh hơi sững sờ, nhìn thị trưởng Tống, lập tức bất đắc dĩ tươi cười nói, đương nhiên là không có. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Vậy chiều ngày mai, tôi cử thư ký qua đây, mời cô dùng cơm, đừng thoái thác, nếu lại thoái thác, việc phê duyệt công văn khách sạn các cô, tôi sẽ không thông qua. Thị trưởng Tống vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cố ý cười nói. Đường khả Hinh nghe lời này, ngón tay nhẹ chống lên chán, cười rộ lên. chương 729, đón gió lướt sóng sáng sớm hôm sau, đường khả hình mặc đồng phục bộ phận rượu màu đen, vừa đeo thẻ, vừa cầm túi sách nhanh chóng bước xuống lều. Nhã tuệ đang đứng phòng ăn, chuẩn bị bữa sáng, hơi ngẩng đầu nhìn đường khả hình, cười rộ lên nói, sớm vậy, hôm nay sao lại thức dậy sớm vậy chứ? À, hôm nay muốn tới Hoàn Á báo cáo công việc, sau đó đến phòng làm việc của thầy, lấy đề thi, cô cũng biết kiến thức cơ bản của tôi ỷ vốn không được vững chắc. Đường khả hĩnh mỉm cười lại nhanh chóng đi tới trước cửa phòng, nhìn quanh các đôi giày cao gót, cuối cùng chọn một đôi màu đen 12cm mang vào. Nếu không trong ngày mai và ngày kia sẽ không có chương nào, còn nếu mọi người nhiệt tình thì ngày mai hoặc ngày kia không những ra trương như bình thường còn được tặng rất nhiều nữa là đăng khác. Cô không ăn chút điểm tâm sao, nhã tệ khổ hiểu ngừng đầu, nhìn đường khả hĩnh hỏi. Không ăn, đang rất vội, đường khả hĩnh nói xong, người đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng đón ánh mặt trời chói trang ngày hè, chui vào trong xe, nhanh chóng mở máy tính sách tay ra, nhìn nội dung bên trong, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiểu Thanh, dặn dò cô ấy, nói Tiểu Thanh. Hôm nay có thể chiều tôi mới trở về bộ rượu được, cô giúp tôi đem tài liệu rượu đỏ xuất nhập cảng trong thời gian này, toàn bộ gửi đến phòng thư ký tổng giám đốc Trang nhé. Vâng, Tiểu Thanh lập tức đáp lại. Còn nữa, cô nhớ chú ý đến câu lạc bộ bên phòng cơm Tây, mỗi lần tới xin rượu, cũng không theo quy định số lượng của chúng ta sau đó còn đem một số rượu quá hạn chỗ chúng ta lấy về tôi nghĩ đến chuyện này cũng có chút bực bội cô phải quản lý thật chặt chẽ kiên quyết phải theo số lượng đã ấn định của chúng ta đấy đường khả hinh lại dặn dò vâng tiểu thanh lại đáp vất vả cho cô rồi đường khả hinh nói xong hơi thở có phần nặng nề tựa vào ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi tài xế vừa cầm tay lá ý, vừa nhìn đường khả hình qua gương chiếu hậu mỉm cười nói, đường tiểu thư gần đây thật vất vả, có cảm giác như mỗi một giây một phút cũng không hề ngừng nghỉ. Đường khả hĩnh nghe lời này, đột nhiên cười khổ một cái, nặng nề thờ hồn hền một hơn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn phong cảnh dưới ánh mặt trời sáng trói ngoài cửa sổ, yếu ớt nói thất lạc đi một chút ký ức, nếu thông thả với bản thân một chút làm sao có thể trở lại như trước đây được chứ. Cô nói xong, cũng không cho mình cơ hội nghỉ ngơi, lập tức cầm tư liệu thi hầu rượu bên cạnh ghế dựa lên, cẩn thận lật từng tờ từng tờ xem, từ lúc cuộc thi đến gần nới gần, những đề tài thầy giao cho mình càng lúc càng dày hơn, cô theo thói quen vừa xem, vừa muốn cầm một cái bánh mì lên ăn, lúc này mới phát hiện vừa rồi mình không đem bánh mì lên xe, cô khẽ bật cười, lại tiếp tục đọc sách. Phía trước ghế xe có kẹo que, tài xế hiểu được thói quen đường khả hính, biết lúc cô đọc sách, có thói quen ăn thứ gì đó. Liền cười nói với cô, hôm qua Vitus tiên sinh mới mua một hộp kẹo que lớn. Thật vậy sao? Đường Khả Hình lập tức nghiêng người về phía trước, nhìn thấy trên ghế lái phụ thực sự có một chiếc hộp tinh xảo, cô vui vẻ cười rộ lên, cầm lấy cái hộp kia, mở ra quả nhiên bên trong có thật nhiều kẹo que vị, trong nháy mắt hình như cô lại nhớ lại một chút ký ức nào đó, cười nói tôi nhớ, thầy đã từng mời tôi ăn kẹo que. Quả nhiên chính là như vậy. Tài xế cười rộ lên nói, có đôi khi ông ấy thường đem kẹo que giấu trong túi, có lúc muốn cho cô, lại cảm thấy xấu hổ. Đường Khả Hình nghe lời này trong lòng đau xót, đôi mắt lại rưng rưng cười, mang theo vài phần kích động bóc vỏ kẹo que, đem kẹo que về táo kia, bỏ vào trong miệng, vừa mút, vừa cười vui vẻ. Chiếc xe con màu đen, nhanh chóng dọc theo con đường bờ biển rộng lớn, hướng đại sảnh khách sạn ấp châu chạy tới hồ, cuối cùng dừng trước thảm đỏ. Đường khả hình nhanh chóng ra khỏi xe, nhận lấy tài liệu mà trợ lý đã chuẩn bị cho mình trước đó, hướng về phía cô mỉm cười nói lời cảm ơn, lại nhanh chóng đi vào đại sảnh. Bởi vì vừa rồi kẹt xe trên đường, cô vừa đi về phía trước, vừa nhấc tay, nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 50 phút, nghe nói tổng giám đốc Trang không thích người tới trễ, cô lập tức ôm tài liệu bước nhanh về phía trước. Tòa nhà Hoàn Á, vì hôm nay tổng giám đốc trở về nên có vẻ náo nhiệt hơn vài phần so với lúc trước, rất nhiều nhân viên cấp cao, tất cả đều vì báo cáo công việc mà đến sớm vài phút, bọn họ đều chờ ngoài phòng họp, nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Cửa một chiếc thang máy khác mở ra, đường khả hình đều đầy mồ hôi lao ra khỏi thang máy, nhìn thấy cửa phòng họp vẫn đóng, vô số nhân viên cấp cao, đều đứng ngoài cửa, vừa nói vừa cười, cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào bên tường, lau mồ hôi trên trán, nghĩ tại sao mình lại sợ hãi như vậy. Không bao lâu sau, phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân, mọi người cho là tổng giám đốc tới, lập tức nhao nhao nhìn sang, đường khả hình cũng bởi vì cảm xúc rối loạn, tâm tình có chút căng thẳng, ôm văn kiện trong lòng không hiểu sao bỗng chấn động, chậm rẫy ngẩng đầu. Các vị, tiêu đồng dẫn theo đồng nghiệp trong phòng thư ký đến, mỉm cười nhìn các vị nhân viên cấp cao, xin lỗi nón, thực sự vô cùng xin lỗi, tổng giám đốc chúng tôi vì gặp vấn đề lệch múi giờ, thân thể có chút khó chịu, cho nên báo cáo công việc hôm nay, tạm thời hủy bỏ. Cụ thể lúc nào sẽ tiến hành, tôi sẽ cử người thông báo cho các vị. Thành thật xin lỗi. Nhân viên cấp cao nghe, liền dối rít mỉm cười gật đầu, rời khỏi. Đường khả hĩnh đứng một bên, nghe lời này, đột nhiên sửng sốt, không khỏi cười bất đắc đĩ, muốn hủy lúc nào thì hủy, sao lại không thông báo từ sớm. Làm hại người ta vội vàng đến đây, cô không nói gì thêm, chỉ ôm văn kiện, chậm rãi xoay người, muốn đi vào thang máy. Khả hình, tiêu đồng mỉm cười bước qua phía đường khả hĩnh, nói cô chờ một chút. Tổng giám đốc chúng ta nói phiền cô đến nhà anh ấy báo cáo công việc, nói cô cuộc họp lần thứ hai, cũng không tham gia đường khả hình sửng sốt nhìn tiêu đồng há hốc mồm nói tôi một mình tôi đi sao đúng vậy chuyện này có vẻ rất cấp bách đấy tiêu đồng cười nói à đường khả hình nghe đành phải theo lệnh cười nói được rồi tôi biết hiện tại có lẽ tổng giám đốc đang ở phòng tổng thống vậy tôi không tiêu đồng mỉm cười nhìn về phía đường khả hình nói tổng giám đốc không ở phòng tổng thống lúc trước ở đó cũng chỉ là tính toán tạm thời thôi hiện tại anh ấy đang ở nhà mình. Hả, đường khả hính giật mình kêu lên, nhà mình sao? Ừ, tiêu đồng cười nói, đường bờ biển, ngay cạnh câu lạc bộ đua ngựa. Đi đi, tôi đã nói tài xế lộ trinh rồi. Được, đường khả hinh nghe, đành phải gật gật đầu. Thời tiết hôm nay trời trong nắng ấm, bầu trời một màu xanh thẳm, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi. Một chiếc xe còn lại dọc theo đường bờ biển, chạy qua tòa nhà chính phủ náo nhiệt, lại dọc theo hướng đã định trước chạy tới, câu lạc bộ đua ngựa, vốn là khu vực Hoàng Kim, còn được gọi là Hậu Hoa Viên, dọc theo đường có vườn cây, còn có bờ hồ đẹp, từng cành liễu buông xuống, xanh xanh nhẹ nhàng rũ ven mặt hồ, sóng nước lăn. Tăn, cảnh sắc động lòng người, đường khả hình nhẹ ấn cửa kính xe xuống, đón cơn gió mát lành, cô từ từ nhắm mắt lại, ngửa mặt mỉm cười, tâm tình không hiểu sao bỗng vui mừng. Chiếc xe còn tiếp tục chạy về phía trước, cuối cùng chạy tới một rừng cây rốt cuộc chạy tới một rừng cây. Bao vây quanh nhau quanh sân gôn nhau nhỏ, dừng lại trước cánh cửa sắt, tài xế xoay người nhìn đường khả hính, nói, đường tiểu thư, nhà họ trang có quy định, bình thường xe cộ bên ngoài, không được đi vào. Phiền cô tự mình đi vào trong. Được, đường khả hình mỉm cười bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn hoa vằn trên chiếc cửa sắt vô cùng sang trọng, cô liền im lặng đi lên phía trước, nhẹ nhấn chuông cửa, nhìn màn hình nhỏ sáng lên, cô đang muốn nói chuyện, cửa lại cách một tiếng mở ra, cô có chút nghi ngờ đẩy cửa sắt ra, đưa mắt nhìn qua, một thảm cỏ màu xanh thật lớn, dường như là sân gôn nhỏ, suối phun thật lớn, bọt nước đang bắn ra tung tóe, quả cầu thủy tinh không ngừng xoay tròn, căn biệt thự hai tầng hào hùng khí phách nhưng không mất đi vẻ thời thượng. Những tấm thủy tinh trong suốt có thể nhìn xuyên thấu nội thất bên trong, thể hiện chủ nhân của nó là người quang minh lỗi lạc, chỉ có nguyện vọng là sự yên bình và thoải mái. Đường khả hình tò mò dọc theo con đường nhỏ trước hoa viên, từng bước một đi về phía tòa nhà hai tầng kia, ngẩng đầu, thậm chí có thể nhìn thấy trước bức tường thủy tinh tầng 2, còn đặt một chiếc ghế dựa màu trắng. Đường Tiểu Thư, một người nữ giúp việc, khoảng chừng 35 tuổi, mặc đồng phục màu đen, mỉm cười đi xuống cầu thang, nhìn Đường Khả Hinh nón cô đã tới. À, vâng, Đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng, liền khẽ gật đầu cười đáp lại, tôi tới tìm tổng giám đốc để báo cáo công việc. Mời đi theo tôi, người giúp việc mỉm cười dẫn đường khả hình đi vào phòng khách xa hoa thời thượng, lại chuyển qua hành lang thật dài, dọc theo nơi đầy ánh sáng trước hành lang đi đến, khả hình có chút kỳ quái, bởi vì càng đến gần, cô lại nghe thấy tiếng nước chảy. Lúc đang nhíu mày, lại thấy nữ giúp việc mở cửa kính ra, mỉm cười nói, mời vào. Đường khả hình xứng sở ôm văn kiện, đi vào bên trong cửa kính, bất ngờ nhìn thấy hồ bơi rộng hơn 200 mét vuông, mà hồ bơi rộng lớn này, chỉ có bóng dáng cường tráng to lớn của một người, đang bơi lội, thỉnh thoảng có thể thấy anh vươn hai tay, để lộ cơ bắp cường tráng, lại hướng người về phía trước, chuyển động dòng nước, để cho thân thể lẩn vào trong nước. Cô lập tức sừng sốt nhìn bóng người này, không cần nghĩ cũng biết anh là ai. Người giúp việc mỉm cười im lặng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Chỉ còn lại hai người giữa bể bơi, một ở trong nước, một ở trên bờ, từng trận tiếng hắt nước, vô cùng vang dội truyền đến. Vẻ mặt đường khả hình vẫn còn sướng sờ đứng cạnh bể bơn, ôm văn kiệt, nhìn giữa những ánh sáng xanh trong bể bơi, người đàn ông kia vẫn dùng những động tác mạnh mẽ mà bơi, có lúc thì bơi bướm, có lúc bơi ngửa, lại có lúc bơi theo kiểu tự do, dường như sức lực không bao giờ cạn kiệt, ở trong nước nhanh nhẹn bơi khắp nơi, phần lưng rắn chắc hiện lên vô cùng vững chắc và đẹp mặt. Đôi mắt cô lóe lên, chậm rãi cúi đầu, không dám nhìn quá lâu, rồi lại nghĩ, không phải nói lệch múi giờ, thân thể khó chịu, đây là chuyện gì vậy? anh ngoảnh mặt nhìn người đang chờ đợi bên bờ hồ, lại tiếp tục tràn đầy sức sống vui chơi thỏa thích mà bơ ỉ về phía trước, lúc vươn hai tay vùng vẫy, có vẻ tràn đầy tự tin, dường như đón gió lướt sóng. chương 730, thích không? Thời gian từ từ trôi qua. Người này đã ở bể bơi tròn 40 phút, đường khả hình có chút lo lắng nâng cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, lại nhìn người đàn ông kia càng lúc càng đến gần bể bơi, lại đột nhiên phát hiện lúc anh vươn người nhảy về hướng ngược lại, nước lướt qua phía sau lưng ẩm ướt, có một hình xăm giống như hình một ngọn lửa, lòng của cô chấn động mạnh, hai mắt cự nhiên bỗng chốc sáng ngời. Nếu như cô gặp người có hình xăm giống cô như đúc, phải quý trọng người ấy. Đường khả hình vội ngẩng đầu, ngón tay lập tức theo thói quen chống huyệt thái dương, nhíu chặt lông mày, lại nhớ những lời này, dường như đã nghe qua, cô lại nghi ngờ nhìn anh đã bơi tới đầu kia, thân hình lực lưỡng có thể thấy được anh thực sự rất thích vận động, hai mắt cô nhìn quanh, tận lực muốn nhớ những lời này, nghe từ nơi đâu. Người trong bể bơi rốt cuộc cũng bơi xong, ở trong nước nhanh nhẹn trượt lùi, trong khoảng khắc đi tới ven bể bơi, hai tay nắm chặt cột thép trong nước, tung mình nhảy lên, giọt nước rầm rầm chảy xuống, dọc theo những đường vân da rắn chắc gợi cảm kia, từng đường chảy xuống, cờ bụng sáu múi của người đàn ông này thể hiện một người đàn ông cường tráng mạnh mẽ, thực sự hấp dẫn mê người, đường khả hinh mặt ửng hồng, nhanh chóng quay đầu. Trang hạo nhiên tò ẩn thân ướt đấm, đứng ở bên bể bơi chỉ lãnh đạm nhìn đường khả hình một cái mới cầm lên áo choàng màu trắng trên ghế dựa lặng lẽ mặc vào toàn bộ bể bơi chỉ có âm thanh mặc quần áo đường khả hình thở hổn hển một hơi sắc mặt hơi hồng quay mặt đi chớp nhẹ hai mắt khẽ cắn môi dưới nhìn về một hướng khác trang hạo nhiên kéo dây lưng áo choàng hơi nhăn mặt vươn tay nới lỏng một chút tóc ướt đấm có chút mệt mỏi ngồi trên ghế dựa nhắm mắt lại ở nghỉ ngơi đường khả hình đứng một bên cảm giác được người bên cạnh không có một tiếng động liền có chút ngượng ngùng khẽ cắn môi dưới hơi quay mặt sang liếc về phía người kia trang hạo nhiên vẫn như cũng nhắm mắt lại có lẽ do bơi nên mệt mỏi nặng nề thở áo choàng tắm hơi mở ra lộ ra cơ ngực gợi cảm tỏa ra vô hạn khí nóng đường khả hình lập tức quay mặt đi không dám lên tiếng trang hạo nhiên nhắm mắt lại tay đột nhiên giơ giữa không trung Đường khả hình cảm thấy được có gì đó không bình thường, liền hơi quay đầu nghi ngờ nhìn về phía cử động này của anh, kêu nhỏ, hả? Tài liệu nào, Trang Hạo Nhiên nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi gọi. À, vâng, đường khả hình ngay lập tức lấy tài liệu, bước lên hai bước, cẩn thận thật cẩn thận đem tài liệu đặt vào trong tay của anh. Trang Hạo Nhiên cầm tài liệu, mới chậm rãi mở mắt ra, thở hồn hền, ngồi dậy, để tóc ướt vì ý rũ xuống, lại trầm mặc lật ra một tờ báo cáo, chuyên chú xem lướt qua nội dung, rất nghiêm túc. Đường khả hình kìm lòng không được ngẩng đầu, len lén nhìn gò má của anh. Vì sao cuộc họp báo cáo công tác lần thứ hai hôm trước, không tham gia họp liên tuyến? Trang hạo nhiên vừa lật xem tài liệu, vừa hỏi. À, đường khả hình nghe lời này, mặt hơi hồng, nhìn về phía anh xin lỗi nói, hai ngày trước là bởi vì đúng lúc, em có cuộc họp ở bộ phận rượu. Đây không phải là lý do. Báo cáo công tác, là báo cho cấp trên, em trong khoảng thời gian này đang làm cái gì để cấp trên hiểu công việc của em nhiệt tình của em còn có năng lực của em nghe nói thời gian em quản lý cấp dưới luôn luôn mạnh mẽ hợp tác chặt chẽ hẳn là em phải hiểu rõ đạo lý này trang hạo nhiên tiếp tục lật xem một trang báo cáo khác nhàn nhạt nói vâng đường khả hình chỉ phải khẽ gật đầu tôn kính đáp lời trang hạo nhiên rốt cuộc hơi ngẩng đầu đôi mắt chim ưng lộ rõ mấy phần xem xét cô đường khả hình lập tức cúi đầu. Trang hạo nhiên dựa trên ghế, tập trung xem tài liệu, tay lại đưa về phía ghế dựa bên cạnh, vỗ nhẹ, nhàn nhạt nói, ngồi đi. Đường khả hình nghe lời này, do dự một lúc, nhưng vẫn lặng lẽ bước qua, thật cẩn thận ngồi ở bên cạnh ghế dựa, không hiểu sao có chút khẩn trương, rõ ràng cảm giác được người này đối với công việc vô cùng nghiêm túc. Trang hạo nhiên chuyên chú nhìn tài liệu, đưa tay. Đường khả hình quay đầu, ngây ngốc nhìn anh. Bút, trang hạo nhiên nhàn nhạt căn dặn à vâng đường khả hinh lập tức lấy trong túi đồng phục của mình cầm lên một cây bút máy màu bạc nhẹ nhàng mở nắp bút đưa cho anh trang hạo nhiên nhận bút máy tựa lưng vào ghế ngồi nhấc bút trên tài liệu vung vung vẩy vẩy không biết viết những gì đường khả hinh nghe âm thanh xoẹt xoẹt của bút viết trên tài liệu cô có vài phần nghi ngờ quay đầu đây trang hạo nhiên đã đem tờ thứ nhất của tài liệu đưa cho cô Đường khả hình có chút xứng sở nhận lấy bản báo cáo công tác của mình, nhìn mặt trên có viết báo cáo liên quan đến việc kinh doanh rượu, đánh dấu những thiệt hại của từng quản lý bộ phận rượu gây ra. Cô còn chú ý những chỗ quan trọng, thậm chí phía dưới ghi chú dấu vết của những mánh khóe tinh vi, cô ngay lập tức có chút không hiểu quay đầu, nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên lại lặng lẽ nhanh chóng cầm bút máy, ở phần thứ hai của bản báo cáo công việc, nhằm nhập khẩu rượu tiến vào thị trường châu Âu, lại đánh dấu lượng rượu Henry Pino và Cherry do bộ phận rượu nhập khẩu quá nhiều kèm theo những từ ngữ ngại cảm, lại xoèn xoẹt rồi đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại im lặng nhận lấy, nhìn thoáng qua chữ viết phía trên báo cáo, còn có ba vòng tròn, nêu ra lỗi sai từ tiếng Anh của mình, mặt của cô lại ửng đỏ, đột nhiên quay mặt sang, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, kêu nhỏ: "Tổng, Tổng giám đốc Trang." Đôi mắt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhìn quanh, tay chỉ tiếp tục cầm bút máy phê bình và chú giải trên văn kiện cho cô, nói anh biết em trong khoảng thời gian này, trí nhớ cũng không phải là quá tốt, nhưng phương pháp làm việc của em càng ngày càng cứng ngắc, có chút giống với Vitus, không ổn. Mời anh dạy dỗ, đường khả hình có chút không phục. Trang hạo nhiên nghe ra hàm ý này, rốt cuộc hơi ngẩng đầu, quay mặt nhìn về phía đường khả hình, đôi mắt thâm thúy đảo quanh đầy ẩn ý nói, em biết trên cái thế giới này, tại sao muốn phân biệt đàn ông và phụ nữ, đường khả hình nghe xong không lên tiếng chính là vì khác nhau trang hạo nhiên nhìn về phía đường khả hình giọng nói mạnh mẽ có lực nói vitus tuổi tác đã cao đem một ít công việc quan trọng giao cho em đi xử lý cho nên thời gian em mới vào bộ phận rượu một chút thủ đoạn cứng rắn là đương nhiên thế nhưng thời gian trôi qua thủ đoạn em càng ngày càng cứng rắn hơn nữa người khác sẽ sợ em nếu như sợ em cũng sẽ không cùng em thổ lộ tâm tình nữa đường khả hình trầm mặc thủ đoạn của một người phụ nữ so với người đàn ông cứng rắn hơn, kỳ thực không phải là một chuyện tốt, em phải sử dụng được tư chất nữ tính đặc biệt của người con gái, vừa cứng rắn vừa mềm mại mới được." Trang Hạo Nhiên chịu khó chỉ bảo. Đường Khả Hinh lại bất đắc dĩ cười, nói, "Bọn họ mỗi ngày giống như lang sói hổ báo, buông lỏng một chút, bọn họ liền nhen nhanh múa vuốt. Cho nên em liền đem hai lão thần đuổi đi." Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn cô. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn về phía anh nghĩ chuyện này mà anh cũng biết. Làm hoàng đế đáng sợ nhất chính là giết công thần, người khác sẽ cho rằng mình thấy lợi ích quên người gầy dựng. Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng nói với cô, như thế này sao thông tình đạt lý, không làm cho lòng người bất an. Vì sao có một tập đoàn, mặc dù biết có vài nguyên lão ngồi ở đó không làm việc, còn tiếp tục mời bọn họ? Chính là để ổn định lòng người, đó cũng là điều bọn họ nên có được. Em nếu thật sự phải mời bọn họ rời đi, phải nghĩ biện pháp để bọn họ tự mình rời đi. Nếu như bọn họ không chịu rời đi, đường khả Hinh nhìn anh hỏi. Đó chính là do em không có năng lực, Trang Hạo Nhiên lập tức nói. Đường khả Hinh cúi đầu, khẽ cắn môi dưới. Trang Hạo Nhiên lại thật sâu nhìn cô một cái, mới tiếp tục xem lướt qua tài liệu, lật từng tờ từng tờ, kể cả một dấu chấm câu cũng không bỏ quá, nhanh chóng phê bình chú thích cho cô. Đường khả Hinh bắt đầu có chút hủy khuất, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ổn định lòng người, không bao gồm việc khen thưởng sao. Em thực sự rất vất vả vì bộ phận rượu. Trang hạo nhiên dừng lại động tác, chậm rãi quay mặt sang nheo mắt nhìn cô. Đường khả hình hơi cúi đầu xuống, không nói lời nào. Trang hạo nhiên nhìn người này, mỉm cười một chút, bất đắc dĩ nói, đây là báo cáo công việc, không phải cuộc họp khen ngợi. Em bây giờ tiền lương 5 vạn, 3 tháng một lần được thưởng quý, vẫn là hoàn á phát. Đường khả hình trầm lặng, ánh mắt Trang Hạo Nhiên lại đảo quanh, nhìn cô một cái, mới tiếp tục lật xem báo cáo, nhanh chóng cầm bút máy, ghi chép nội dung trên tài liệu, vẽ hết vòng tròn này lại đến vòng tròn khác, nói, luôn luôn là lỗi tiếng Anh, cũng không làm cho người ta hiểu, em xem một chút. Đường khả hình thở hổn hển một hơi, lập tức cảm giác hồ bơi cực lớn, một ngạt đến sắp hít thở không thông. Chưa ăn sáng sao, Trang Hạo Nhiên vừa cúi đầu nhìn phần cuối bản báo cáo, nhàn nhạt hỏi. Đường khả hinh muốn nói ăn rồi, thế nhưng không hiểu sao, hai mắt chấp một cái, lại nói, à, chưa, chưa ăn. Trang hạo nhiên nghe lời này, lại nhàn nhạt, nhạt quay mặt sang, nhìn đường khả hinh, lại mỉm cười một chút nói, vẫn chưa ăn sao. Chưa ăn, đường khả hinh đành trả lời. Trang hạo nhiên nhanh chóng đem phần cuối cùng của bản báo cáo đã phê xong, đưa cho cô, mới thở dài một cái, đứng dậy hơi lắc cái cổ mỏi mệt, đi ra ngoài nói cùng nhau đi. Đường khả hình chậm rãi đứng lên, nhìn về phía bóng lưng trang hảo nhiên đi chân trần về phía trước, đột nhiên đôi mắt nhíu lại, cắn môi dưới, có chút không phục hừ một tiếng, nhưng vẫn là đi theo về phía trước. Lối đi thật dài, vì có ánh sáng, lúc đi phía trước, xuyên qua một luồng ánh sáng trắng, trang hạo nhiên đi vào thẳng phòng khách, đi lên lầu 2, nói, ngồi trước đi, chờ anh một chút. Vâng, đường khả hình ôm tài liệu, đi vào phòng khách, lúc này mới có chút tâm tư ngắm nhìn toàn bộ căn biệt thự, xa hoa nhưng không làm mất đi phong cách riêng, hai bên trái phải của phòng khách, toàn bộ như rơi vào thế giới bằng thủy tinh, từ đó có thể nhìn thấy sân gôn một cách rõ ràng, thậm chí xa xa đằng sau hoa viên trước mặt có hơn 10 con ngựa trắng như tuyết, đang tập luyện chạy như bay, cô có chút kinh ngạc nhìn về đàn ngựa phía xa xa, sau gáy lại mãnh liệt lóe lên những hình ảnh, nhất thời nghĩ không ra. Đèn chùm pha lê giữa phòng khách chợt sáng lên, một cái tivi màn hình tinh thể lỏng màu đen cực lớn, hòa hợp với bức tường màu trắng, trái phải hai bên được đặt hai ngọn đèn đứng thẳng cao 2 mét, bên trái một tấm bình phong trong suốt, bên trong hiện ra ánh sáng kỳ ảo tựa như hiệu quả mô phỏng 3D của khách sạn dưới nước. Ngay giữa bộ sofa rộng lớn hơi trũng xuống, được đặt ngọn đèn màu lam, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cực kỳ sống động, trên bàn trà màu trắng, để một chậu cây hoa hỏa liệt điều nho nhỏ. Cô tiếp tục nhìn lướt qua phòng bếp phía trước, cư nhiên thấy các chi tiết được làm hoàn toàn bằng thủy tinh, ngoài cửa sổ là rừng trúc xanh xanh, nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời dọi qua từng nhánh cây. Thích không, một giọng nói xa xa truyền đến. Đường khả hình kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã tắm rửa xong, mặc áo sơ mi màu đen, quần thường màu đen, săn ống tay áo, lộ ra cánh tay to lớn, một luồng khí mãnh liệt kéo đến, hai tay nắm lan can màu trắng ở tầng 2, hơi cúi xuống dưới, hai mắt nóng bỏng nhìn mình. Audio điện tử võ tấn bền